Tôn Bằng hoảng sợ nói, các người muốn làm gì? Làm gì, đương nhiên là đánh mày. Một thanh niên gầy gò trực tiếp dùng nắm đấm của mình đấm vào mặt Tôn Bằng, đẩy Tôn Bằng ngã xuống đất. Một đám người xông tới, đấm đá Tôn Bằng, mặc cho Tôn Bằng khóc lóc kêu gào cũng vô ích. Chỉ cần bước vào đây, thì hơn một nửa đã chẳng phải loại người tốt gì, theo luật lệ của bọn họ, chỉ cần bước vào đâu thì sẽ bị đánh một trận đau đớn trước. Ô ô ô, ô ô ôi, ô. Đột nhiên, tiếng hét giống như tiếng lợn từ bên trong phòng giam vang lên khắp bầu trời. Một nhóm người đã đè Tôn Bằng ra đánh đập cậu ta một cách thô bạo, trong vòng chưa đầy vài phút đã đánh Tôn Bằng thành đầu heo. Mặc dù Tôn Bằng nói cậu ta là một người đánh nhau giỏi trong trận tuyến 18, nhưng cậu ta hoàn toàn bị phục trước nhóm tù nhân này. Sở dĩ cậu ta cho rằng mình đánh nhau giỏi là vì ngang ngược hơn người khác, hơn nữa không ai dám gây chuyện, nên khi gặp Tôn Bằng đầu trộm đuôi cướp, chỉ còn cách nuốt hận. Nhưng ở đây thì khác, đây là phòng giam, tất cả những người bị vào đây đều là bọn chuyên làm chuyện bậy bạ, bọn họ không sợ giết chết mạng sống của mình. Thanh niên gầy gò cười nói, anh Cường, thằng nhóc này, nó tè ra quần rồi. Hầu tử, nhẹ nhàng chút, đừng làm thằng nhóc này sợ, hãi. Người cầm đầu vạm vỡ nói đùa. Tôn Bằng lại bị dọa sợ tè ra quần, cậu ta sợ hãi ôm đầu nói, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi. Anh Cường từ từ bước tới phất tay. Nhóm người rút lui, anh Cường đá Tôn Bằng chế nhạo, thằng nhóc mày sợ hãi như vậy, nói xem, phạm phải tội gì mà phải vào đây. Tôi bị oan, tôi bị người ta đổ oan, Tôn Bằng kinh hãi nói. Anh Cường cười một tiếng, nhóc con, chỉ cần bước vào đây có không ít người tự nói mình bị oan, thành thật cho tôi, trước khi bước vào đây mày đã phạm tội gì. Tôi thật sự bị oan, Tôn Bằng vừa khóc vừa nói. Nghe vậy, anh Cường trở nên mất kiên nhẫn. Anh ta phát tay, hầu tử, nới lỏng xương của nói. Vâng, anh Cường, người thanh niên gầy gò chế nhạo. Một nhóm người lại bước tới đánh trực tiếp vào Tôn Bằng, hầu tử nắm chặt tay đấm thẳng vào bụng dưới của Tôn Bằng. Ôi, một cơn đau dữ dội sộc lên làm Tôn Bằng suýt ngất xỉu, cậu ta nôn ra món mì ăn liền ăn lúc sáng cậu ta ăn. Hầu tử không quan tâm đến nỗi đau của Tôn Bằng, anh ta cười ác độc nói, nhóc con, nói thật hay không? Tôi thật sự bị oan. Tôn Bằng khóc. Bốp. Trong tích tắc, hầu tử lại đắm vào bụng Tôn Bằng. Quẹt đột nhiên, lần này Tôn Bằng không chỉ nôn ra mì ăn liền, trong mì ăn liền còn có máu. Hầu tử giễu cợt nói, còn không nói thật hả? Nhìn thấy trong mì ăn liền có dính máu, Tôn Bằng hoàn toàn hoảng sợ, cậu ta biết đám người này là lưu manh làm những chuyện bậy bạ, nếu cậu ta không nói, sợ rằng sẽ bị đánh chết. Tôi nói tất cả, xin các người đừng đánh tôi. Tôn Bằng hoàn toàn sợ hãi. Hầu tử tát vào mặt Tôn Bằng, nên như vậy từ sớm rồi, cần gì phải lãng phí lời lẽ. Nói đi, phạm tội gì? Tôi lái xe khi không có bằng lái, gây tai nạn rồi bỏ trốn. Trên trán Tôn Bằng đổ đầy mồ hôi lạnh. Cậu ta thật sự không dám cứng đầu nữa, buổi sáng ăn mì gói, chưa không ăn, đầu tiên là bị đánh, bây giờ lại bị đấm hai cái vào bụng dưới, khiến Tôn Bằng không thể chống đỡ nổi. Anh Cường cầm đầu nói đùa. Lái xe khi không có bằng lái. Gây tai nạn rồi bỏ trốn. Tên nhóc này gan khá lớn đó. Đánh thật mạnh cho tôi. Trong phòng giam có một luật lệ bát thành văn, đó là chỉ cần không tôn trọng phụ nữ, đe dọa sự an toàn của người khác, những người như vậy đều phải bị đánh đập mạnh. Nếu là vì báo thù, trước tiên đối phương sẽ đưa bọn họ đến một chỗ muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Khiến bọn họ giết người, ở đây loại người này có thể dễ dàng được coi trọng. Tại đây, hầu hết tù nhân đều không có ý định phạm tội, có người không sống được bao lâu, có người vì tủi nhục ở quê nhà nên không ngần ngại ra tay sát hại người khác. Loại hành vi này có thể hiểu được, nhưng muốn làm tổn thương người khác mà không có lý do, gây nguy hiểm cho sự an toàn công cộng, vậy thì không thể bỏ qua được. Vì vậy, Tôn Bằng lại bị đám người đó đánh tới tấp, bị đánh đến mức suýt ngay cả bố mẹ cũng không nhận ra. Đồ cặn bã như thế này nên bị giết sống, anh Cường nghiêm mặt nói. Điều anh ta ghét nhất là những tên cặn bã không tôn trọng phụ nữ, gây nguy hiểm cho sự an toàn của cộng đồng. Thấy Tôn Bằng bị đánh cũng lâu, hầu tử cười nói, anh Cường, cũng tạm tạm rồi, các anh em còn muốn chơi vui vẻ. Anh Cường gật đầu, được thôi, nhỏ tiếng một chút. Chậc, hầu tử phấn khích xoa tay, lấy ra một miếng xà phòng. Tôn Bằng như được đặc xá, tưởng rằng cơn ác mộng của mình đã hoàn toàn kết thúc, sau đó cơn ác mộng mới bắt đầu. Nhìn miếng xà phòng trong tay hầu tử,
một đám người đều nhếch mép cười, bọn họ nhanh chóng đỡ Tôn Bằng nằm xuống. Tôn Bằng hoảng sợ nói, các người muốn làm gì? Các người muốn làm gì? Làm gì, mới tới đây, các anh sẽ cho cậu cảm nhận một hương vị khác. Hầu tử nhếch mép. Ngay lập tức, đám hầu tử đã đè lên Tôn Bằng đến chết. An không lâu sau đó, một tiếng thét thảm thiết khác vang vọng cả bầu trời. Một người ngay lập tức bịt miệng Tôn Bằng lại, trông Tôn Bằng rất hung ác, vùng vẫy liên tục, nhưng cậu ta không thể thoát ra khỏi vòng vây của nhóm người đó. Hầu tử kết thúc, đổi sang một người khác. Khoảng 40 phút sau, Tôn Bằng nằm liệt trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ nhục nhã. Lúc này trong lòng Tôn Bằng cảm thấy rất hối hận, nếu như được cho thêm một cơ hội, đánh chết cậu ta cũng sẽ không quát mắng Dương Tiêu, cũng không dám lái xe Maserati nữa. Vốn cậu ta chỉ muốn trải nghiệm cảm giác thích thú khi lái một chiếc xe sang trọng, ai ngờ đã đảo ngược hàng loạt chuyện khiến cậu ta không thể chịu đựng nổi. Hầu tử hài lòng nói đùa, người mới đến cảm giác không tôi nha, nhưng thật đáng tiếc, lần sau sẽ không sảng khoái như vậy. Tôn Bằng nhục nhã mặc quần vào, vẻ mặt đầy oán hận. Nếu có thể, Tôn Bằng thực sự muốn giết chết tất cả những kẻ đã làm nhục mình bằng một con dao. Nhận ra sự oán hận trong mắt Tôn Bằng, hầu tử bước tới tát vào mặt Tôn Bằng, sao? Không hài lòng, nếu cậu không hài lòng, vậy thì các anh đây nghỉ 20 phút không ngại cho cậu một viên đạn nữa. Hài lòng, cảm nhận được lửa giận trên mặt hầu tử, Tôn Bằng sợ hãi rụt cổ lại. Mặc dù trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng đây là phòng giam, có tất cả những nhân vật tàn nhẫn trong đó, Tôn Bằng hoàn toàn không dám phản kháng. Hầu tử chỉ vào nhà vệ sinh nói. Tất cả những người mới đến đều phải dọn nhà vệ sinh trong một tháng, danh con, hôm nay chưa dọn nhà vệ sinh, mau đi dọn đi. Nhìn kỹ hơn thì thấy rào chắn nhà vệ sinh bị nhuộm vàng, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, suýt nữa Tôn Bằng lại nôn mửa, cậu ta được cưng chiều từ nhỏ, làm gì có chuyện nhìn thấy cảnh tượng kinh tởm như vậy. Này, mẹ nó không nghe tao bảo mày đi dọn nhà vệ sinh hả? Hầu tử tát vào sau đầu Tôn Bằng. Vẻ mặt Tôn Bằng run rẩy như tờ giấy trắng, vâng vâng vâng, nghe thấy rồi, tôi đi ngay. Cố gắng chống lại cơn đau dữ dội trên người mình, Tôn Bằng bịt mũi của mình, đến dọn nhà vệ sinh. Ghê tởm cái gì, nhìn thấy dáng vẻ Tôn Bằng vâng vâng dạ dạ, hầu tử khinh thường, lại quát, dọn sạch cho tao, nếu để tao thấy còn một chút vết bẩn nào, mày sẽ phải liếm sạch nó. Liếm sạch, Tôn Bằng nhẫn nhịn ý muốn nôn mửa. Lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, cậu ta lau chùi cẩn thận. Sợ hầu tử cho mình ăn rác rưởi trong nhà vệ sinh. Một nhóm người chỉ trỏ Tôn Bằng, sau khi dọn nhà vệ sinh xong, Tôn Bằng lại bị gọi tới xoa bóp lưng cho từng người, điều này khiến Tôn Bằng rất mệt mỏi. Cậu ta muốn nghỉ ngơi, nhưng lại bị bọn họ mắng mỏ, nên chỉ có thể nghiến răng tiếp tục phục vụ bọn họ, vì sợ bị đánh cho tơi tả. Khoảng 4 giờ chiều, một cai ngục mở cửa hét lớn, Tôn Bằng, có người đến đón cậu ra ngoài. Mặt mày Dương Tiêu không gợn sóng bước vào phòng giam, đúng lúc nhìn thấy Tôn Bằng đang xoa bóp chân cho hầu tử. Nhìn thấy cảnh này, Dương Tiêu cười nhạo trong lòng, ai bảo cậu kiêu ngạo, để cậu mắt mặt ở trong này, cho cậu chút thời gian vào đây học cách làm người. Trên thực tế, chuyện này có thể kết thúc vào khoảng 2 giờ trước, Dương Tiêu cố tình kéo dài đến 4 giờ chiều, mục đích là khiến cho Tôn Bằng chịu một chút đau khổ. Nhìn thấy người đang đi tới, hai mắt Tôn Bằng như xé rách, đột nhiên đứng lên, mẹ kiếp. Dương Tiêu mày là đồ phế vật, mày hại ông đây thật thảm, ông muốn mạng của mày. Giây tiếp theo, Tôn Bằng nghiền răng lao về phía Dương Tiêu với móng vuốt của mình. Nghĩ đến cảnh bị làm nhục trong phòng giam, Tôn Bằng muốn giết Dương Tiêu ngay lập tức. Nếu Dương Tiêu thừa nhận tội gây tai nạn rồi bỏ trốn của cậu ta, nhận tội của cậu ta, thì cậu ta sẽ không hề bị đối xử vô nhân đạo như vậy. Ngay khi Tôn Bằng chuẩn bị vồ tới Dương Tiêu, trong mắt Dương Tiêu lóe lên tia sáng lạnh, anh nhanh chóng đá vào. Tôn Bằng. Phịch một tiếng, cơ thể của Tôn Bằng bị Dương Tiêu đá như một con chó ăn cút, cậu ta ngã nặng trên mặt đất. Phụt, Tôn Bằng phun ra một ngụm máu già. Tôn Bằng tức giận nhìn Dương Tiêu, mày dám đánh tao. Sắc mặt Dương Tiêu âm trầm nhìn chằm chằm Tôn Bằng. Tôi không chỉ dám đánh cậu, nếu cậu còn sủa ở trước mặt tôi, tin hay không, tôi sẽ giết cậu. Bồ Tát Bùn còn có 3 phần tức giận, huống chỉ là Dương Tiêu. Dương Tiêu đã sớm tức giận, nếu Tôn Bằng tiếp tục gây chuyện, Dương Tiêu thật sự không ngại giết cậu ta trong phòng giam. Loại cặn bã này đáng chê. Con mẹ nó, tao liều với mày. Tôn Bằng từ dưới đất đứng dậy, hai mắt đỏ ngầu,
như có quỷ lao về phía Dương Tiêu lần nữa. Theo quan điểm của cậu ta, Dương Tiêu chỉ là phế vật vô dụng, nếu phải ngồi tù thì cũng phải do Dương Tiêu ngồi tù thay mình, như vậy mới phản ánh được giá trị của phế vật. Thân phận cậu ta cao quý hơn cả Dương Tiêu, dựa vào đâu mà phải chịu sự sỉ nhục như vậy? Tôn Bằng càng nghĩ càng tức giận, muốn trả lại tất cả sự sỉ nhục mà nhóm người trong phòng giam đã làm cho Dương Tiêu, để Dương Tiêu cảm nhận được cái gọi là đau muốn chết. Tôn Bằng nắm chặt tay hung hăng đập vào mặt Dương Tiêu, cậu ta ra tay tàn nhẫn, muốn tung một cú đấm vào đầu Dương Tiêu. Bốp! Tuy nhiên, ngay khi Tôn Bằng đến gần Dương Tiêu, ánh mắt của Dương Tiêu lập lòe, như thể đang sắp có sấm sét, anh đã đánh vào mặt Tôn Bằng. Tôn Bằng kêu lên rồi lại ngã xuống đất, cú đấm của Dương Tiêu không hề nhẹ, suýt chút nữa đã khiến cậu ta gãy hàm răng bên trong. Tôn Bằng tức giận nhìn Dương Tiêu, phế vật, mày dám đánh tao. Tao phải lấy mạng của mày. Lấy mạng của tôi, cậu cho rằng mình là cái thá gì? Nếu không phải tôi không muốn so đo với nhà cậu, nếu không, kết cục của nhà cậu sẽ còn thảm hơn cậu gấp 10 lần. Dương Tiêu lạnh lùng nói. Lần này, Dương Tiêu xuất chiêu, thân hình mạnh mẽ như hổ xuống núi, hung hăng đá vào ngực Tôn Bằng. Dương Tiêu chủ động ra đòn, cực kỳ kinh người, toát ra vẻ cưỡng chế đáng sợ, khiến cho nhóm tù nhân trong phòng giam đều kinh hãi. Tôn Bằng bị đá vào người ngã xuống tại chỗ, Tôn Bằng vừa ngẩng đầu lên, Dương Tiêu lại đánh vào mặt Tôn Bằng, Tôn Bằng hộc máu mũi. Tôn Bằng tức giận nói, Dương Tiêu, đồ đê tiện, dám ra tay với tao, mày không sợ chú gì sẽ giết mày hả? Dương Tiêu khinh thường nói, đồ đê tiện, tôi sinh ra đã tự do như vậy, ai dám chỉ tay năm ngón? Nghe những lời của Dương Tiêu, mắt của tất cả các tù nhân trong toàn bộ phòng giam đều sáng lên. Đúng, tôi sinh ra đã tự do như vậy, ai dám chỉ tay năm ngón? Tuy rằng không biết Dương Tiêu có thân phận gì, nhưng từ thái độ của Tôn Bằng này thực sự khiến người khác rất chán ghét. Tao chỉ tay năm ngón đấy thì sao? Mày chỉ là đồ đê tiện. Tôn Bằng không chịu buông Dương Tiêu tức giận nói. Cậu ta không tin Dương Tiêu lại dám tàn nhẫn giết cậu ta, trong mắt cậu ta, Dương Tiêu hoàn toàn là tên phế vật, nếu dám đánh cậu ta, thì chính là tìm chết. Dương Tiêu giễu cợt trong lòng, anh nhẫn nhịn lại nhẫn nhịn, nhưng không ngờ Tôn Bằng vẫn kiêu ngạo, độc đoán. Đây là phòng giam, Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc không ở, Dương Tiêu thực sự không ngại cho Tôn Bằng này một bài học xương máu. Bốp bốp, Dương Tiêu đánh vào đầu Tôn Bằng hai phát, đánh Tôn Bằng chảy máu mũi tung tóe. Tôn Bằng tràn đầy tức giận, cậu ta lại chống cự, Dương Tiêu trực tiếp xách cổ Tôn Bằng, xách Tôn Bằng lên như con gà nhỏ. Bị một lực mạnh của anh khóa cổ khiến Tôn Bằng suýt tắt thở. Phế, phế vật, thả tao ra chỉ trong vài giây, sắc mặt Tôn Bằng tái nhợt. Cậu ta cố gắng giãy giụa nhưng nhận ra hai tay của Dương Tiêu giống như một cái kìm lớn, kẹp chặt cậu ta, khiến cậu ta không thể cử động được. Dương Tiêu không quan tâm Tôn Bằng chống cự như thế nào, vì Tôn Bằng đã gây ra rắc rối nên cậu ta phải trả giá cho hành vi ngu ngốc của mình. Không lâu sau, trong lòng Tôn Bằng hoảng sợ đến tột độ, có thể thấy được Dương Tiêu thật sự sẽ làm thật, nếu không xin tha, có lẽ cậu ta thật sự sẽ bị Dương Tiêu bóp chết. Tôn Bằng kinh hãi nhìn Dương Tiêu, tôi sai rồi, tê tôi không dám nữa, tôi sắp chết rồi, xin anh tha cho tôi. Dương Tiêu không hề rung động, anh biết rất rõ một kẻ cặn bã như Tôn Bằng phải bị dạy cho một bài học sâu sắc. Tôi thực sự biết mình sai rồi, Tôn Bằng sợ đến mức khóc thét, não, thiếu oxy, suýt nữa thì ngất đi. Ngay khi Tôn Bằng sắp chết, Dương Tiêu ném Tôn Bằng xuống đất như một thứ rác rưởi. Tôn Bằng ngã trên mặt đất, như được đặc xá, hít sâu mấy hơi, nhìn Dương Tiêu trong mắt tràn đầy oán hận, cậu ta lập tức chỉ vào Dương Tiêu, phé. Tôn Bằng còn chưa kịp nói ra những lời mắng chửi, Dương Tiêu đã đá một cái thật mạnh lên người Tôn Bằng đau đớn nhe răng trợn mắt. Hai mắt Dương Tiêu thâm thúy, một sức mạnh to lớn toát ra khắp người, Tôn Bằng, đừng dùng sự ngu dốt của cậu khiêu khích danh sách đen của tôi. Nếu cậu muốn chết trong phòng giam này, thì cứ nói tiếp đi. Cảm nhận được một lực sát khí mạnh mẽ xông thẳng vào mặt, Tôn Bằng sợ hãi tại chỗ, ngậm chặt miệng với thần sắc giật mình sợ hãi. Dường như người đứng trước mặt mình hoàn toàn không phải là phế vật, mà là một con quỷ, nếu cậu ta dám láo xược, có lẽ cậu ta sẽ phải đối mặt với một bản án tử hình. Mọi chuyện xảy ra ở đây hôm nay đều phải giữ kín cho tôi. Nếu không, tôi sẽ khiến cậu không thể rời khỏi Trung Nguyên. Dương Tiêu không chút tức giận nói. Trước mặt Dương Tiêu, giờ phút này Tôn Bằng thở không ra hơi, vâng vâng vâng. Tôn Bằng sợ hãi, cậu ta hoàn toàn sợ hãi.
Lúc này Tôn Bằng mới có thêm hiểu biết mới về Dương Tiêu, xem ra người này hoàn toàn không phải phế vật chỉ là ảo giác mà thôi. Kim Đại Trung đã móc nói mối quan hệ, Dương Tiêu lái xe đưa Tôn Bằng về biệt thự bên hồ. Cùng lúc đó, bên trong biệt thự Triệu Liên và Tôn Phú Quý giống như kiến trên nòi lẩu. Chị, anh rể, sao Bằng Bằng vẫn chưa về? Tôn Phú Quý vội vàng hỏi. Triệu Cầm cũng chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, bà ta gượng cười, tôi đã nói, đối với cô chủ nhà họ Cung loại chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, đừng lo lắng, sẽ tốt thôi. Nói xong Triệu Cầm nháy mắt với Đường Kiến Quốc. Đường Kiến Quốc tìm đến Đường Mộc Tuyết, tháp giọng nói, Mộc Tuyết, con đã liên lạc với Lý Minh Hiên chưa? Con không thể làm bố mẹ mất mặt. Đường Mộc Tuyết tức giận đến mức xấu hổ, chẳng lẽ họ cho rằng mình không chịu nổi, phải có một chân với Lý Minh Hiên sao? Không, Đường Mộc Tuyết âm trầm nói. Đường Kiến Quốc sửng sốt nói, cái gì? Không, con định làm bố và mẹ phải mất mặt trước mặt người nhà mẹ đẻ của mẹ con à? Con đã nói, chuyện các người gây ra con sẽ không quan tâm. Đường Mộc Tuyết giận sôi máu. Thấy bố mẹ vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ, tâm Đường Mộc Tuyết càng ngày càng lạnh. Triệu Liên nhìn Triệu Cầm nói, chị, em cũng chỉ có đứa con trai là Bằng Bằng thôi, em nói thật với chị, nếu Bằng Bằng có mệnh hệ gì, em sẽ không sống nữa, hôm nay em sẽ chết trong nhà của các người. Nghe vậy, sắc mặt của Triệu Cầm thay đổi, nếu em gái bà ta chết trong nhà bọn họ, thì tương lai bà ta không có cách làm người trước mặt nhà mẹ đẻ. Cọt kẹt. Đúng lúc này, cửa biệt thự bị đẩy ra, Dương Tiêu và Tôn Bằng mặt mũi sưng vù đi vào. Đường Kiến Quốc nhìn thấy người đi tới, vui mừng khôn xiết nói, không sống nữa à? Nói cái gì vậy, không phải Bằng Bằng về rồi còn gì? Bằng Bằng, nhìn thấy Tôn Bằng trở về, Triệu Liên và Tôn Phú Quý đều rất kích động. Bố, mẹ, gặp lại bố mẹ, Tôn Bằng bật khóc. Đường Kiến Quốc nhìn Đường Mộc Tuyết bằng nửa con mắt, Mộc Tuyết, sao con không nói sớm đã liên hệ với Lý Minh Hiên, hại bố mẹ lo lắng không đâu. Triệu Liên nhìn Tôn Bằng mặt mũi sưng xanh, trong lòng tan nát, lập tức trừng mắt nhìn Dương Tiêu cái đổ phế vật nhà mày, có phải mày đánh con trai tao phải không? Đúng vậy, có phải mày đánh Bằng Bằng không? Sao Bằng Bằng lại bị thương như thế? Hôm nay mày không giải thích rõ cho tao, tao sẽ lấy mạng của mày. Đột nhiên Tôn Phú Quý nhảy lên nắm lấy cổ áo của Dương Tiêu. Dương Tiêu đen mặt, anh liếc nhìn Tôn Bằng. Tôn Bằng dùng mình nói nhanh, bố, mẹ, hai người hiểu lầm rồi, không phải anh rể đánh con. Cái gì, anh rể? Ngay khi những lời này nói ra, cả Triệu Liên và Tôn Phú Quý đều cứng đờ, cằm sắp rót ra. Tôn Bằng con trai của bọn họ, vậy mà gọi tên phế vật Dương Tiêu này là anh rể. Chuyện này sao, sao có thể? Triệu Liên đau lòng nhìn Tôn Bằng hỏi, Bằng Bằng, con bị người đánh ngốc rồi hả? Sao con lại gọi thằng phế vật này là anh rể? Đúng vậy, con trai, nói cho bố có phải thằng phế vật này. Đánh con không, nếu là thật, bố sẽ liều cái mạng này báo thù cho con. Tôn Phú Quý phẫn nộ nói. Tôn Bằng im lặng, cậu ta muốn nói cho bố mẹ biết vừa rồi mình bị Dương Tiêu đánh cho tơi tả, nhưng nghĩ đến kỹ năng kinh người của Dương Tiêu, Tôn Bằng hoàn toàn sợ. Hãi! Cậu ta sợ Dương Tiêu sẽ làm những gì anh đã nói, khiến cậu ta không thể rời khỏi thành phố Trung Nguyên. Tôn Bằng vội lắc đầu, không phải anh dễ đánh đâu, thật sự không phải anh dễ đánh. Là các tù nhân trong phòng giam, may mà lúc đó anh dễ tới kịp, cứu con thoát khỏi biển khổ. Người là Dương Tiêu cứu. Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm nhìn nhau và bị sốc. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, có lẽ Đường Mộc Tuyết và Lý Minh Hiên có mối quan hệ không rõ ràng, nếu xảy ra chuyện như thế này. Đường Mộc Tuyết sẽ không thể đích thân ra mặt, cho nên mới để Dương Tiêu làm thay. Còn có chuyện như vậy, Tôn Phú Quý thả Dương Tiêu ra, nhưng ông ta vẫn không cho Dương Tiêu sắc mặt tốt. Dương Tiêu thấy không sao cả, chỉ cần Tôn Bằng không nói ra sự thật, những chuyện khác không thành vấn đề gì. Thân phận của anh đặc biệt, thực lực vừa mới khôi phục một chút, không đủ để bảo vệ cả nhà. Nhà họ Dương ở Đề Đô có một người anh cùng cha khác mẹ đang có ý muốn giết anh. Anh là một lưỡi dao của đất nước, có vô số kẻ thù, không biết có bao nhiêu gia tộc lớn trên thế giới không thể chờ đợi muốn tiêu diệt anh. Dương Tiêu phải khôi phục ít nhất một nửa sức lực đỉnh cao mới có thể bảo vệ người mình yêu, bây giờ anh chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn. Tuy nhiên, nhẫn nhịn này không còn là loại nhẫn nhịn 5 năm trước, bây giờ anh đã khôi phục một chút thực lực, đủ để người nhà Đường Mộc Tuyết không phải chịu nhục nữa. Triệu Liên hừ lạnh một tiếng. Dù sao đi nữa thì cũng là do thằng phế vật này để Bằng Bằng lái xe, Bằng Bằng không có bằng lái xe, thằng phế vật này không biết hả?
bây giờ Bằng Bằng bị đánh ra thành như thế này, nhà các người không thể trốn tránh trách nhiệm. Khóe miệng của Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm co giật kịch liệt, Triệu Liên này còn muốn đổ hết lỗi sai. Mẹ đừng nói nữa, chúng ta về nhà đi, Tôn Bằng vội nói. Khi đến thành phố Trung Nguyên, cậu ta không được ăn gì ngon, lại bị đánh đập, vừa rồi cậu ta còn phải nhặt xà phòng trong phòng giam, đến bây giờ vẫn còn đau nặng. Đặc biệt là vào lúc này, Tôn Bằng sợ hãi khi nhìn thấy Dương Tiêu, sợ Dương Tiêu sẽ hung hăng đánh cậu ta. Triệu Liên hừ nói, về nhà cái gì, mẹ muốn sống ở đây nửa năm. Cái gì, sống nửa năm. Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc xanh mặt ngay lập tức, hôm nay bọn họ đã chỉ 15 vạn cho một bữa ăn trưa, đã khiến bọn họ đau đớn lắm rồi. Nhà này muốn sống ở đây nửa năm, dù có mấy trăm vạn cũng không đủ để nhà này phung phí. Bằng Bằng, trưa nay bố mẹ đã ăn rất nhiều món ngon, buổi tối chúng ta đi tiếp, nhà gì của con có tiền. Tôn Phú Quý cười lạnh nói. Tôn Bân bị đánh thành như thế này, hai người bọn họ chỉ có thể trút giận lên nhà Triệu Cầm. Tôn Bằng vội lắc đầu, không, 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 đất nước ở chỗ này làm con không thoải mái, bố mẹ, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi, nếu tiếp tục ở lại đây con sẽ không chịu nổi. Cho đến lúc này, Tôn Bằng không muốn gặp lại Dương Tiêu, cậu ta sợ khi nhìn thấy Dương Tiêu. Nếu thật sự ở đây nửa năm, cậu ta nhất định sẽ bị Dương Tiêu dọa sợ đến đau tim. Nhìn thấy Tôn Bằng khăng khăng muốn rời đi, Triệu Cầm nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, đúng rồi, tôi quên mất, hai ngày này nhà chúng tôi sẽ đi du lịch. Vậy thì, nếu Bằng Bằng muốn đi, chúng tôi sẽ không giữ lại nữa. Lần sau lại đến chơi nhé, bây giờ tôi đặt vé tàu cao tốc cho các người. Làm gì có chuyện Triệu Liên và Tôn Phú Quý băng lòng, thực tế lần này bọn họ đến là muốn hỏi vay tiền nhà Triệu Cầm. Bây giờ Tôn Bằng không muốn ở lại đây, Triệu Liên cười khẩy, chị, muốn bọn em đi cũng không phải là không được, cho bọn em vay 100 vạn bọn em sẽ đi. 100 vạn, vay 100 vạn. Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc ngây người tại chỗ, hai người bọn họ thật sự không ngờ bọn người này sẽ lớn lối như vậy. Ăn xong một bữa cơm, bọn họ có 40 vạn giờ chỉ còn 25 vạn, bọn họ lấy đâu ra 100 vạn. Đúng, cho chúng tôi vay 100 vạn chúng tôi sẽ đi, Bằng Bằng không còn nhỏ nữa, những người trong làng bằng tuổi nó đều đã lấy vợ sinh con cả rồi. Cho chúng tôi vay 100 vạn, chúng tôi mua một căn nhà trong làng cho Bằng Bằng, vừa hay tiền thừa đủ làm quà cưới. Tôn Phú Quý không giấu giếm, trực tiếp giải thích ý đồ của mình. Giờ phút này, Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc đã triệt để cảm nhận được đạo lý mời thần thì dễ đòi thần thì khó. Rõ ràng nhà này là côn đồ, tuy là cùng gia tộc, nhưng chuyện Tôn Bằng mua nhà, cưới vợ là chuyện nằm ngoài phạm vi mà bọn họ phải quan tâm. Triệu Cầm nặn ra một nụ cười, em gái, em đang nói đùa với chị à? Hai, chị, sao em có thể nói đùa với chị được? Là ý của bố. Không lẽ nhà chị phát đạt không định giúp nhà em sao? Bằng Bằng đã lớn không con nhỏ nữa, không lẽ chị nỡ lòng trơ mắt nhìn Bằng Bằng sống độc thân? Triệu Liên cười như không cười nói. Đường Kiến Quốc lau mồ hôi lạnh trên trán, ý của bố. Không phải chứ? Sao lại không? Không tin tôi sẽ lập tức gọi điện cho bó. Tôn Phú Quý lập tức lấy điện thoại ra muốn gọi. Không lâu sau, một giọng nói già nua từ trong điện thoại truyền đến, Phú Quý hả? Thế nào rồi, lấy được tiền để mua nhà, cưới vợ cho Bằng Bằng chưa? Chẳng lẽ chị và anh dễ con đã quên cội nguồn rồi? Hay là bọn nó giả thần giả quỷ lừa người trong nhà? Trước khi đến đây, nhà Triệu Liên đã đánh tiếng với ông Triệu. Ông Triệu rất yêu quý Tôn Bằng, theo ý ông ta, bây giờ gia đình cô con gái lớn đã phát triển rồi, nên giúp đỡ gia đình cô em gái. Nghe thấy chưa, Tôn Phú Quý nhìn Triệu Cầm. Nghe được giọng nói của bố mình. Triệu Cầm căng ra đầu nói, bố, sao con sẽ giả thần giả quỷ lừa mọi người trong nhà chứ? Hừ, ai mà biết các người có ý gì? Bây giờ các người phát đạt rồi, còn không biết đường về thăm ông già này, có phải các người mong ông già này chết đi đúng không? Bố nói này Triệu Cầm, Bằng Bằng là cháu ngoại của bố, các người nhất định phải lấy ra số tiền này, không cho 100 vạn này thì sau này các người không cần bước vào nhà này nữa. Ông Triệu nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Sắc mặt Dương Tiêu trở nên cứng ngắc, ông Triệu này thật không biết xấu hổ, chẳng trách lại có thể sinh ra đứa con gái như Triệu Cầm và Triệu Liên. Chị, bó đã nói như vậy rồi chị còn không mau lấy tiền ra. Triệu Liên đưa tay ra. Triệu Cầm sững sờ, bố của bà ta đã nói như vậy, bà ta chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là bà ta thừa nhận mình kém cỏi, tất cả đều là giả vờ, có tiếng nhưng không có miếng,
hoặc là tiếp tục chết vì Thê Diện mà mang vạ. Triệu Cầm đến bên cạnh Đường Mộc Tuyết nói, Mộc Tuyết, hay còn mượn Lý Minh Hiên 100 vạn ứng phó trường hợp khẩn cấp trước. Đường Mộc Tuyết tức giận đến mức mặt trắng bệch, mẹ, mẹ thật sự cho rằng con sẽ làm ra loại chuyện sỉ nhục gia môn. Mẹ thật sự cho rằng người ta không chịu nổi, không có tiền đâu. Thấy dáng vẻ Đường Mộc Tuyết khăng khăng không chịu thương lượng, Triệu Cầm rất tức giận, bà ta nói với Đường Kiến Quốc, đi, ông lái xe Maserati đến chợ xe cũ bán xe. Giải quyết việc cấp bách của chúng ta trước, chúng ta không thể mất mặt được. Cái gì? Muốn bán Maserati? Sắc mặt Dương Tiêu thay đổi, tiến lên chặn lại bà ta, mẹ, mẹ làm như vậy không tốt đâu. Sao, quyết định của bà đây mà còn cần phải có tiếng nói của mày à? Vẻ mặt Triệu Cầm khinh thường. Làm như chiếc Maserati này thuộc về bà ta muốn bán thì bán. Tránh ra, Triệu Cầm không quan tâm đến cảm nhận của Dương Tiêu. Theo quan điểm của Triệu Cầm, chiếc Maserati này chủ yếu do Dương Tiêu lái, bây giờ phải bán, chắc chắn Dương Tiêu không nỡ. Đúng vậy, Dương Tiêu thực sự không nỡ. Đây là món quà đầu tiên anh dành cho Đường Mộc Tuyết, làm sao Dương Tiêu lại có thể bán nó dễ dàng như vậy? Triệu Liên Ý vị nhìn Triệu Cầm, chị làm sao vậy? Không phải chỉ có 100 vạn thôi sao? Chẳng lẽ nhà các ngươi không lấy ra được? Ai, ai nói chúng tôi không lấy ra được? Khóe miệng Triệu Cầm co rút, vì thể diện bà ta không tiếc tiền. Triệu Liên khinh thường nói, vậy thì lấy ra đi, còn cần nhằn với phế vật này làm gì? Dương Tiêu nhìn Triệu Liên thờ ơ nói, tiền trong nhà tiêu gần hết rồi. Mẹ nói chúng tôi lấy tiền mua đồ ăn nửa tháng ra trước. Các người muốn tiền mặt hay chuyển khoản? Cái gì, tiền mua đồ ăn nửa tháng? Khi nghe những lời của Dương Tiêu, cả Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc, hay Triệu Liên và Tôn Phú Quý đều sững sờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Triệu Cầm bối rồi nhìn Đường Kiến Quốc. Đường Kiến Quốc thấp giọng nói, hẳn là Lý Minh Hiên cho Mộc Tuyết không tiện ra mặt nên để Dương Tiêu chịu trách nhiệm. Triệu Cầm chợt hiểu ra, đúng vậy, số tiền này hẳn là Lý Minh Hiên đưa cho Mộc Tuyết tiền tiêu vặt, nhưng mà Mộc Tuyết vì thể diện không muốn nói với bọn họ mà thôi. Hiểu ra chuyện này, Triệu Cầm tự tin đi tới, ha. Không phải chỉ là tiền mua đồ ăn nửa tháng thôi à? Cho các người là được chứ gì, Dương Tiêu đưa cho bọn họ, sau này tôi sẽ đưa lại cho cậu 100 vạn. Mặc dù Triệu Cầm rất đau lòng khi đưa 100 vạn, nhưng bà ta buộc phải giả vờ, hôm nay bà ta rơi lệ cũng phải giả vờ tới cùng. Đường Mộc Tuyết lo lắng, cô tiến lên kéo Dương Tiêu, anh làm gì vậy? Đưa cho bọn họ 100 vạn. Anh điên rồi. Mộc Tuyết, không sao, không thể làm bố mẹ mất mặt. Dương Tiêu cười dịu dàng. Nhìn thấy Dương Tiêu coi trọng thể diện của bố mẹ mình như vậy, Đường Mộc Tuyết cảm thấy trong lòng một trận ấm áp, đồng thời cô thấy không công bằng cho Dương Tiêu. Từ khi gia đình đến thành phố Trung Nguyên, Dương Tiêu luôn là nạn nhân, bị người khác đổ oan thì không nói làm gì, mà còn phải tìm người, bây giờ Dương Tiêu phải trả giá cho sự khoe mẽ của bố mẹ, đổi thành ai cũng sẽ tức giận. Đường Mộc Tuyết biết tất cả những gì Dương Tiêu làm là vì cô, điều này khiến Đường Mộc Tuyết cảm thấy rất đau lòng Dương Tiêu. Đối với Dương Tiêu lúc này, anh chỉ muốn giải quyết ổn thỏa, xe nhất định không bán, Dương Tiêu cũng không muốn nhìn thấy người nhà Triệu Liên. Nhìn bộ dạng không thiếu tiền bạc của chị gái, Triệu Liên và Tôn Phú Quý nhìn nhau, trong lòng không khỏi hối hận. Tiền mua đồ ăn nửa tháng là 100 vạn, vậy chẳng phải mỗi tháng bọn họ tiêu 200 vạn tiền sinh hoạt sao? Gia đình ba người bọn họ vẫn đánh giá thấp tài chính của gia đình chị gái, biết thế này thì bọn họ đã đòi 300, 500 vạn. Triệu Liên lập tức nói, đương nhiên là chuyển khoản rồi. Thời buổi này rồi ai mà còn cầm 100 vạn tiền mặt? Nếu trên đường trở về bị trộm thì sao? Được, nói số thẻ, tôi sẽ chuyển cho các người. Dương Tiêu mở ngân hàng di động. Triệu Liên nói số thẻ ngân hàng cho Dương Tiêu trực tiếp chuyển 100 vạn cho Triệu Liên. Nhìn thấy tài khoản của bà ta có thêm 100 vạn, Triệu Liên suýt nhảy dựng lên vì phấn khích. 100 vạn, đủ 100 vạn tròn. Một con số mà trước đây bà ta chưa từng dám mơ tới. Bỏ ra 60 vạn mua một căn phòng ở thị trấn, lấy 20 vạn để trang trí sang trọng, sau đó lấy 10 vạn làm quà cưới, 10 vạn cho 3 bữa tiệc sang trọng. 100 vạn là vừa đủ, bà ta và Tôn Phú Quý vẫn còn không đến 10 vạn tiền tiết kiệm, vừa hay đủ để dưỡng lão, tất cả các kế hoạch đều hoàn hảo. Sau khi nhận tiền, Tôn Phú Quý cảm khái nói, chị, anh rẻ, các người bây giờ quá tốt rồi. Bố sẽ rất vui khi biết bây giờ trong nhà họ Triệu, các người là người giỏi nhất.
sau này mọi người đều sẽ nhìn các người làm gương. Nghe được những lời ca ngợi này, lòng hư vinh của Triệu Cầm hài lòng đến cực điểm, bà ta khoe khoang lâu như vậy, mục đích là khiến mọi người ngưỡng mộ bọn họ. Đều là người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm. Sau này có chuyện gì thì cứ mở miệng ra, 100 vạn cũng không thành vấn đề, Triệu Cầm hào phóng nói. Trán Đường Kiến Quốc đổ đầy mồ hôi lạnh, ông ta chọc Triệu Cầm, Triệu Cầm nhận ra được mình lại bắt đầu khoác lác, lập tức thay đổi lời nói, tất nhiên, tôi tin tưởng thực lực của mọi người. Tiền nhà chúng tôi để trong ngân hàng, 3 năm sau mới lấy ra được. Bà ta biết những gì mình nói vừa rồi là quá điên rồ, lỡ như còn có người trong họ đến đòi mượn tiền, bà ta không lấy. Ra được thì thật xấu hổ. Hơn nữa, việc đưa 100 vạn cho nhà em gái lần này thực chất là ném bánh thịt cho chó để bọn họ không bao giờ quay lại nữa. Muốn đợi nhà em gái trả tiền thì đợi kiếp sau đi. Tiền tới trong tay, Tôn Bằng nói nhanh, mẹ, chúng ta đi thôi. Đi cái gì mà đi, còn chưa đặt vé, Triệu Liên không biết xấu hổ nói. Triệu Cầm vừa nghe đã biết ý của bà ta, nhanh chóng mở. Máy, được. Bây giờ tôi sẽ đặt vé tàu hỏa về cho các người. Không thể là vé tàu hỏa được. Chị, bọn em còn chưa được đi tàu cao tốc. Bọn em muốn đi tàu cao tốc, nghe nói hạng thương gia rất thoải mái. Triệu Liên mặt mày hớn hở, nói. Triệu Cầm lớn tiếng nói, được được được, hạng thương gia, 3 vé thương gia. Không lâu sau, Triệu Cầm đặt vé hạng thương gia nói với Triệu Liên, đặt xong vé rồi, 1 tiếng nữa sẽ khởi hành, cũng không còn sớm nữa, chuẩn bị ra ga tàu cao tốc đi. Dương Tiêu cậu còn ngắn ra đấy làm gì? Chuẩn bị đưa bọn họ đi. Ỏi Dương Tiêu thờ ơ đáp. Triệu Liên cười nói, chờ một chút, chị, son môi và túi chị tặng em còn chưa lấy đâu. Em đi lấy đã. Đúng lúc này, Dương Tiêu tranh thủ 3 người đang ở trong phòng khách, Dương Tiêu đi ra ngoài bám 1 cú điện thoại, Lý Thần Chiến, tìm cho tôi chuyên gia lừa đảo. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Dương Tiêu, Lý Thần Chiến đột nhiên trở nên tràn đầy năng lượng. Vì chuyện Long Ngũ, Lý Thần Chiến đã hoảng sợ, sợ Dương Tiêu sẽ thay thế anh ta. Bây giờ Dương Tiêu chủ động gọi điện thoại cho anh ta, cũng đủ cho thấy anh đối với anh ta đã bớt thành kiến hơn nhiều, anh ta lập tức tìm được chuyên gia lừa đảo mạnh nhất Trung Nguyên. Nhìn Triệu Liên lấy túi hàng hiệu và son môi hàng hiệu của mình, Triệu Cầm hộc máu, nhưng vẫn phải mỉm cười. Tôn Bằng ngồi trong xe với vẻ mặt căng thẳng, cậu ta bị Dương Tiêu đánh nên đã sợ hãi, sợ Dương Tiêu ngăn cản cậu ta rời khỏi thành phố Trung Nguyên. Sau khi đưa 3 người đến ga tàu cao tốc, Dương Tiêu quay đầu đi về. Nhìn về phía nhà ga tàu cao tốc, Tôn Phú Quý thốt lên, thành phố lớn phồn hoa như vậy. Từ lâu tôi đã nghe nói đi tàu cao tốc rất nhanh và thoải mái, lát nữa phải hưởng thụ nó. Quét mã QR theo dõi và tải xuống ứng dụng miễn phí, bạn có thể nhận được 1 sạc dự phòng miễn phí trị giá hơn 100 vạn bằng cách trả 100 vạn cho tài khoản đã đăng ký. Lúc này, một người bán hàng đội mũ rơm hét lên. Hai mắt Triệu Liên sáng lên, vội vàng tiến lên hỏi, còn có chuyện tốt như vậy sao? Thật hay giả? Đương nhiên, tôi đã ở đây nửa năm, nếu không đăng ký, thì đừng làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tôi. Người bán mũ rơm sốt ruột nói. Triệu Liên vội vàng nói, đăng ký, đương nhiên là đăng ký. Ngay lúc đó, Triệu đã lấy điện thoại di động ra, quét mã tải xuống 1 ứng dụng, đăng ký tài khoản, thanh toán 1 vạn bằng thẻ ngân hàng. Nhận được sạc điện trị giá hơn 100 vạn. Triệu Liên nổi tiếng yêu cái rẻ, sao có thể bỏ lỡ loại chuyện tốt như vậy? Mẹ, sắp đến giờ rồi, con muốn về nhà, nhanh lên. Tôn Bằng thúc giục. Được rồi, Bằng Bằng, chúng ta đi lấy vé ngay. Triệu Liên cầm sạc dự phòng rời đi. Nhìn gia đình 3 người này rời đi, người đội mũ rơm nhẽ ếch mép, đeo khẩu trang, cất đồ đạc và biến mất trong đám đông. Ngay sau khi Dương Tiêu về đến nhà, Lý Thần Chiến đã gọi điện cho anh, điện hạ, xử lý xong. Bên kia đã chuyển tất cả 1.098.000. Anh xem nên xử lý số tiền này như nào. Quét mã QR tải ứng dụng đăng ký tài khoản để nhận sạc nạp miễn phí là người do Lý Thần Chiến bố trí. Họ lợi dụng sơ hở của ứng dụng để kiểm soát thông tin ngân hàng của bên kia, lấy trộm hết tiền của bên kia. Thủ đoạn tiếp cận này cũng chẳng có gì mới. Lợi dụng tâm lý yêu cái rẻ của Triệu Liên. Không chỉ ly lại 100 vạn ban đầu, mà còn cướp đi toàn bộ số tiền nhà Triệu Liên tích góp bao nhiêu năm nay. Dương Tiêu khá hài lòng, đối với loại gia đình như này cần phải nhẫn tâm, nếu không bọn họ nhất định sẽ leo lên đầu của mình, coi trời bằng vung. Giữ lại tiền bồi dưỡng người đi, xử lý sạch sẽ chút, đừng để bị tra được.
Dương Tiêu dặn dò. Lý Thần Chiến cung kính nói, vâng, điện hạ, lần này tôi bảo đảm sẽ làm xong xuôi. Khi Dương Tiêu trở về nhà, Đường Mộc Tuyết đã rời đi. Bởi vì chuyện việc này làm chậm trễ công việc buổi chiều của Đường Mộc Tuyết, Đường Hạo chỉ mong sao Đường Mộc Tuyết chết đi. Cô xin nghỉ phép đương nhiên không chấp nhận yêu cầu nghỉ phép của cô, Đường Hạo tìm mọi cách để trấn áp Đường Mộc Tuyết, trừ lương của cô. Sau khi nhà Triệu Liên rời đi, Triệu Cầm ngồi trên sofa với đôi mắt đỏ hoe, không ngừng lau nước mắt. Tổn thất lớn, lần này tổn thất lớn, trái tim Triệu Cầm đang chảy máu dữ dội. Làm vỡ hai tách trà mất 100 vạn, bữa trưa hết 15 vạn, trước khi đi còn đòi thêm 100 vạn. Số tiền này chưa bao gồm tiền sửa xe và vé tàu cao tốc. Số tiền này cộng lại là hơn 200 vạn cứ như vậy mà bay mất. Nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện này, có đánh chết Triệu Cầm cũng sẽ không đồng ý để gia đình em gái đến. Vốn dĩ chỉ là để khoe khoang lấy lại thể diện, ai ngờ phải trả giá cao như vậy khiến bà ta không thể chịu được chút nào. Đường Kiến Quốc an nguy nói, Cầm Cầm, lần này chúng ta sẽ lấy đó làm bài học. Sau này chúng ta sẽ ngừng liên lạc với những người thân này, điện thoại cho vào danh sách đen. Tôi thấy mấy người này đều là ma cà rồng. Lần này Triệu Liên mượn 100 vạn, có lẽ lần sau sẽ là 300 vạn. Triệu Cầm rất đồng ý với ý này, nếu đã cho những người thân này mượn 100 vạn, thì chắc chắn lần sau sẽ lại đến mượn tiếp. Dương Tiêu đã làm ngơ, nếu nói tổn thần thì lần này anh mới là người bị tổn thất lớn. Chưa kể đến việc bị đổ oan, còn phải chịu sự tức giận của Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc, tách trà do anh để Lý Minh Hiên mua, tiền chuyển khoản cũng do chính anh trả. Nói thật, phải ấm ức thì chính Dương Tiêu bị ấm ức, không biết Triệu Cầm này ấm ức ở đâu. Phần lớn tiền đều do anh tự bỏ ra, Triệu Cầm chỉ phải trả 15 vạn cho một bữa ăn. Tuy nhiên, đối với một Triệu Cầm keo kiệt, 15 vạn đã suýt chút nữa giết chết bà ta. Chập tối, Dương Tiêu còn chưa đến đón Đường Mộc Tuyết, Đường Mộc Tuyết đã về nhà trước. Dương Tiêu ngạc nhiên, sao em về sớm vậy? Đường Hạo nói em không xin nghỉ phép là thành vắng mặt. Tháng này trừ thành tích còn trừ lương 3 ngày, em không cần ở công ty chịu giận. Đường Mộc Tuyết tức giận nói. Dương Tiêu không khỏi kinh ngạc, Đường Hạo này có dã tâm, trong cuộc họp thường niên Đường Hạo cùng Đường Dĩnh ăn khổ, e rằng bây giờ hai anh em này không biết phải làm sao để báo thù Đường Mộc Tuyết. Bây giờ Đường Mộc Tuyết đã đến muộn 2-3 giờ, Đường Hạo không nắm bắt cơ hội để gây rắc rối cho Đường Mộc Tuyết mới lạ. Dương Tiêu dịu dàng nói, không sao, Đường Hạo đã xấu hổ ở cuộc họp thường niên. Có lẽ bây giờ vẫn chưa chút được hết giận. Đường Mộc Tuyết gật đầu, cô biết cuộc họp thường niên năm nay của nhà họ Đường có thể nói là do hai người này làm loạn. Em hơi mệt, em đi tắm rửa đã. Đường Mộc Tuyết đỏ mặt nói. Khi nghe thấy Đường Mộc Tuyết nói muốn đi tắm, Dương Tiêu không khỏi bôn chôn tim đập không ngừng. Hôm nay Đường Mộc Tuyết hôn anh ở bên ngoài khách sạn, còn nói buổi tối sẽ có thưởng, chỉ cần anh không phải là heo, cũng có thể nghĩ ra đó là phần thưởng gì. Dương Tiêu nuốt nước bọt, anh chờ em ở trong phòng. Đột nhiên mặt Đường Mộc Tuyết đỏ bừng, cô hiểu được ý chính trong lời mà Dương Tiêu nói. Tuy nhiên, nghĩ đến tin nhắn mà cô gửi cho Dương Tiêu vào buổi trưa, nghĩ về những ấm ức mà Dương Tiêu phải chịu, trái tim của Đường Mộc Tuyết đột nhiên tan chảy. Cô biết Dương Tiêu phải chịu nhiều ấm ức như vậy đều là vì cô. Vậy đêm nay mình sẽ dùng thân thể của mình để trả ơn cho Dương Tiêu, mong rằng lát nữa mọi chuyện sẽ như nước chảy thành sông. Đường Mộc Tuyết là một người trưởng thành, cô dần dần ý thức được khía cạnh này, đặc biệt là sau khi Đường Mộc Tuyết xem vài đoạn video vào tối qua, một vài hình ảnh rất xấu hổ hiện lên trong đầu cô. Cô thực sự tò mò, làm như, vậy thật sự thoải mái à? Tim Đường Mộc Tuyết đập thình thịch khi nghĩ sẽ sớm được vui vẻ như cá gặp nước với Dương Tiêu. Đồng thời, gia đình Triệu Liên đã trở về thị trấn nhỏ tuyến 18. Sau khi xuống khỏi tàu cao tốc, Tôn Phú Quý xúc động nói. Không hổ danh là đường cao tốc. Không chỉ thoải mái mà còn nhanh, người giàu quá biết hưởng thụ cuộc sống. Đừng nói nhảm nhiều như vậy nữa, đến phòng kinh doanh đi. Triệu Liên vội vàng nói. Đúng, 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 đến phòng kinh doanh. Tôn Phú Quý vỗ trán nói. Trước khi đến họ đã lạc quan về căn nhà và đã đặt chỗ, chỉ 2 ngày nữa là bàn giao nhà, căn nhà 60 vạn sắp hoàn thiện. Khi Triệu Liên đến phòng kinh doanh, bà ta hào phóng ngút trời trực tiếp yêu cầu quẹt thẻ, cô tài vụ liền lấy máy POS ra bắt đầu quẹt thẻ. Quẹt một lần nhưng không thành công, ở trên đó cho thấy số dư không đủ. Cô tài vụ nở một nụ cười lịch sự, thưa bà có cầm nhầm thẻ không? Số dư trong thẻ này không đủ.
Làm sao có khả năng đó? Trong thẻ này có hơn 100 vạn, nhất định là nhìn nhầm rồi, thử lại xem. Triệu Liên cười lạnh. Dương Tiêu chuyển 100 vạn cho bà ta đã liên tục xác nhận nhiều lần, làm sao có khả năng số dư không đủ. Lại quẹt thử thêm một lần nữa, nhưng số dư vẫn không đủ. Nhà Triệu Liên hoàn toàn hoảng loạn, vội vàng đến cây ATM của bố mình kiểm tra. Nhập mật khẩu và kiểm tra số dư, nhưng số dư trước đó thực sự được hiển thị bằng không. Bùm! Nhìn vào số dư trên máy ATM, Triệu Liên, Tôn Phú Quý và Tôn Bằng đều chẳng hiểu gì cả. Ngay sau đó, một tiếng hét như giết heo vang vọng cả bầu trời, AI tiền của tôi đâu? Lúc này Đường Mộc Tuyết đã tắm rửa sạch sẽ, để thưởng cho Dương Tiêu, lần này cô đã mặc một bộ đồ ngủ màu trắng sau khi tắm xong. Trời ạ, nhìn thấy Đường Mộc Tuyết mặc bộ đồ ngủ màu trắng, có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh đẹp bên trong bộ đồ ngủ. Đặc biệt là Dương Tiêu, cảm thấy thật chói mát khi nhìn làn da trắng nõn của Đường Mộc Tuyết. Đây đã là bu ỏi tối, sắc trời còn chưa hoàn toàn đi xuống, nhìn Đường Mộc Tuyết phong tình vạn trùng, Dương Tiêu cảm thấy máu toàn thân kích động. Đường Mộc Tuyết đỏ mặt giống như sắp nhỏ giọt nước, cô là một người phụ nữ bảo thủ, chưa trải qua niềm vui như cá gặp nước bao giờ, cho nên đối mặt với Dương Tiêu, cô thật sự rất xấu hổ. Nhìn hai mắt Dương Tiêu gần như đờ đẫn, Đường Mộc Tuyết có chút vô lực, Dương Tiêu. Mộc Tuyết, anh ở, giọng nói vui mừng của Dương Tiêu run lên. Đường Mộc Tuyết xấu hổ đến mức đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào Dương Tiêu, bây giờ, anh có thể nhận phần thưởng của mình rồi. Thật sao, Dương Tiêu nuốt nước bọt, miệng khô khốc nói. Đường Mộc Tuyết kêu ríu rít, hít, Dương Tiêu hít sâu một hơi, anh không còn kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh đã nhẫn nhịn suốt 5 năm, cuối cùng cũng đợi đến ngày này. Khoảnh khắc tiếp theo, Dương Tiêu giống như dã thú không hiểu dịu dàng, lập tức nhắc Đường Mộc Tuyết đặt xuống giường. Đợi đã, anh phải nhẹ nhàng một chút. Trong lòng Đường Mộc Tuyết như có nai con chạy, cô xấu hổ từ từ nhắm mắt lại, chờ đợi cảnh tượng thần thánh sắp tới. Dương Tiêu không thể bình tĩnh hơn nữa, tay run rẩy cởi dây áo ngủ của Đường Mộc Tuyết. Nhìn chằm chằm Đường Mộc Tuyết yêu kiều đỏ rực trước mặt, Dương Tiêu thật muốn hòa người phụ nữ quyến rũ này vào tình yêu của mình. Không biết anh đã trằn trọc bao nhiêu đêm, giờ cuối cùng cũng có thể đạt được điều ước của mình. Trăng soi giải ngân hà, đường dài miên man, khói bụi mịt mù, bóng người lẻ loi. Ai bảo ta phi thường, ai khiến ta tiền thoái lưỡng nan giữa yêu và hận. Ngay khi Dương Tiêu vừa định chạm vào dây áo ngủ của Đường Mộc Tuyết, điện thoại của Đường Mộc Tuyết đột nhiên vang lên. Thân người Dương Tiêu đột nhiên cứng đờ, Đường Mộc Tuyết kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn Dương Tiêu thân thể như hóa đá, cười nói. Chờ một chút, em cũng không ngờ lúc này sẽ có điện thoại. Đường Mộc Tuyết vội vàng cầm lấy điện thoại, sợ là chuyện trong công ty. Dương Tiêu hít sâu một hơi, kìm nén sự bồn chồn trong lòng, không sao, Mộc Tuyết, em vội một lúc đi. Đường Mộc Tuyết lập tức xuống giường nhìn màn hình điện thoại, thấy Đường Mộc Tuyết cúp điện thoại, Dương Tiêu kinh ngạc nói, ai? Là gì gọi đến, trên mặt Đường Mộc Tuyết lộ ra vẻ chán ghét. Sự xuất hiện của gia đình Triệu Liên ngày hôm nay khiến Đường Mộc Tuyết thật sự khó chịu đối với gia đình Triệu Liên. Nghe thấy đó là Triệu Liên, Dương Tiêu cười khẩy, có lẽ nhà bọn họ phát hiện tiền trong thẻ đã không thấy đâu, dù sao bọn họ tiết kiệm nhiều năm cũng chưa đến 10 vạn tệ giờ đã bay đi mất. Chắc chắn bây giờ bọn họ đang lo muốn chết. Tuy nhiên, Dương Tiêu ngoài ý muốn là vậy mà bọn họ lại gọi cho Đường Mộc Tuyết. Theo logic mà nói, muốn gọi điện thì lẽ ra nên gọi Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc mới phải. Dương Tiêu hoàn toàn không biết Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc đã cho bọn họ vào danh sách đen, gọi được mới là lạ. Cúp điện thoại xong, Đường Mộc Tuyết đỏ mặt nói, vậy. Chuyện đó, không cần quan tâm đến bọn họ, chúng ta tiếp tục chứ. Hai tay Dương Tiếu run rẩy cởi lại dây áo ngủ màu trắng của Đường Mộc Tuyết. Trăng soi giải ngân hà, đường dài miên man, khói bụi mịt mù, bóng người lẻ loi. Ai bảo ta phi thường, ai khiến ta tiền thoái lưỡng nan giữa yêu và hận. Ngay khi Dương Tiêu vừa chạm lại dây áo ngủ của Đường Mộc Tuyết, điện thoại lại vang lên. Mặt Dương Tiêu lại đờ ra, con mẹ nó. Làm hỏng việc tốt của mình hai lần liên tiếp, đây là cố ý hả? Thậm chí Dương Tiêu còn nghi ngờ chuyện để Lý Thần Chiến lấy lại tiền là một quyết định sai lầm. Nếu Dương Tiêu được phép lựa chọn, anh thà rằng không làm ra chuyện này, chỉ muốn cùng Đường Mộc Tuyết làm những chuyện xấu hổ kia. Anh là một người đàn ông trưởng thành, nếu để mọi người biết bây giờ anh vẫn còn là xử nam, không biết sẽ có bao nhiêu người cười nhạo anh.
hai mắt đẹp của Đường Mộc Tuyết đờ ra, cô thật sự sắp phát điên rồi. Mình muốn thân mật với Dương Tiêu khó như vậy sao? Lại là Triệu Liên gọi, Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu, trả lời hay không? Hay là trả lời đi, Dương Tiêu hoàn toàn phục nhà này rồi. Vì Đường Mộc Tuyết đi làm và có nhiều khách hàng nên điện thoại di động của cô hiếm khi bị tắt tiếng. Nếu không trả lời cuộc gọi của gia đình này, e rằng bọn họ sẽ bị gia đình Triệu Liên làm phiền chết. Đường Mộc Tuyết do dự một chút rồi trả lời điện thoại, gì, có chuyện gì vậy? Ngay khi vừa kết nối được, Triệu Liên đã hét lên một cách cuồng loạn, lừa đảo, nhà các người là kẻ lừa đảo, lừa sạch tiền của chúng tôi. Tại sao Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc không trả lời điện thoại của chúng tôi? Các người cho chúng tôi vào danh sách đen phải không? Gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời, chắc chắn là các người lừa sạch tiền của chúng tôi. Nghe được Triệu Liên tức giận, trong đầu Đường Mộc Tuyết hiện lên đầy dấu chấm hỏi. Kẻ lừa đảo, nhà bọn họ lừa nhà Triệu Liên cái gì? Hôm nay nhà Triệu Liên đến làm khách khiến nhà bọn họ thiệt hại hơn 200 vạn, Đường Mộc Tuyết tức giận khi nghĩ đến bộ dạng không biết xấu hổ của người nhà kia. Gì, gì không được nói vớ vẩn, ai lừa các người? Đường Mộc Tuyết lạnh lùng nói. Triệu Liêm gầm lên, chính là các người là kẻ lừa chúng tôi ăn học ít nên các người lừa chúng tôi đúng không? Bây giờ không thấy 100 vạn đâu, khó khăn lắm chúng tôi mới dành dụm được 9 vạn 8 cũng mát, đền tiền, các người đền tiền mồ hôi nước mắt cho chúng tôi. Lúc này Đường Mộc Tuyết mới hiểu ra một chút, tiền bọn họ đưa cho Triệu Liêm bị lừa mắt. Nghĩ đến tiền của Triệu Cầm bị lừa đi, Đường Mộc Tuyết cảm thấy trong lòng rất thoải mái, cũng không cảm thấy đau lòng chút nào. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Dù thế nào thì Triệu Liên cũng là dì của cô, Đường Mộc Tuyết cũng nên hỏi thăm vài câu. Triệu Liên vừa khóc lóc, vừa mắng mỏ kể hết mọi chuyện cho Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết yêu cầu Triệu Liên kiểm tra thông tin thẻ ngân hàng, phát hiện ra tiền của họ đã bị đánh cắp từ một tài khoản lạ. Sau khi hỏi kỹ, Đường Mộc Tuyết mới biết được Triệu Liên đã tải một ứng dụng ở ga tàu cao tốc, đăng ký tài khoản, tiền cứ như vậy mà mất đi. Về điều này, Đường Mộc Tuyết rất không nói nên lời. Trẻ con cũng biết trên trời sẽ không có miếng bánh nào rơi xuống, Triệu Liên này đã tin tưởng tuyệt đối vào lời nói của những người ở nhà ga cao tốc, chẳng lẽ không hề biết đây? Là bị gài bẫy sao? Như chúng ta đã biết, các đầu mối giao thông ga đường sắt, ga tàu cao tốc, bến xe đều vô cùng hỗn loạn, rồng rắn, cá biến, ai cũng có. Đường Mộc Tuyết nói với Triệu Liên để Triệu Liên gọi cảnh sát địa phương. Triệu Liên không còn cách nào khác đành phải gọi cảnh sát. Sau khi cúp điện thoại, Đường Mộc Tuyết chua xót nói, xem dáng vẻ này không thể tiếp tục được nữa. Tiền của dì đã bị trộm mất, bây giờ em phải báo cảnh sát. Dương Tiêu bắt lực sờ mũi. Lúc này, Dương Tiêu mới phát hiện mình tự đào hố chôn mình tự hại mình thê thảm. Nếu biết sẽ như thế này, anh thật sự không muốn 100 vạn kia, chỉ muốn trân trọng cảnh đẹp của ngày đẹp trời. Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đi báo cảnh sát, sau đó đồn cảnh sát bảo họ quay về đợi tin tức trước, sẽ liên lạc với họ càng sớm càng tốt. Dương Tiêu biết muốn lấy lại số tiền này tương đương với những giấc mơ viễn vông. Mặc dù Lý Thần Chiến ở Long Ngũ đã làm quá nhiều việc quá đáng, nhưng anh ta thường xử lý những vấn đề nhỏ nhặt như vậy rất sạch sẽ. Vào lúc này, ánh đèn mờ đi, cuộc sống về đêm ở thành phố Trung Nguyên bắt đầu lên, đèn neon lập lòe. Bên trong biệt thự của bà nội Đường nhà họ Đường, hai anh em Đường Hạo và Đường Dĩnh tràn đầy vẻ hung ác. Đường Hạo tràn đầy tức giận, bà nội, Đường Mộc Tuyết này thật đúng là càng ngày càng kiêu ngạo, trưa nay bỏ qua công việc, cô ta muốn làm gì? Không để tổng giám đốc điều hành cháu ở trong mắt, hay là không để bà nội vào trong mắt, hay không để cả nhà họ Đường này vào trong mắt? Bà nội, cuộc họp thường niên bị Đường Mộc Tuyết và phế vật Dương Tiếu làm cho lộn xộn. Bây giờ Đường Mộc Tuyết còn dựa vào sự hỗ trợ của Lý Minh Hiên, càng ngày càng coi trời bằng vung, cần phải bị trừng phạt. Đường Dĩnh hung ác nói. Hai anh em này tại cuộc họp thường niên của nhà họ Đường bị dọn sạch, danh tiếng xấu vang khắp thành phố Trung Nguyên, bọn họ hận không thể lập tức chém chết Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Kết thúc cuộc họp thường niên, bà nội Đường nhà họ Đường phát hỏa, nếu không phải Lý Minh Hiên, bà ta đã xé xác Đường Mộc Tuyết, trục xuất Đường Mộc Tuyết ra khỏi nhà họ Đường. Sắc mặt bà nội Đường lạnh lùng nói, bây giờ Đường Mộc Tuyết có Lý Minh Hiên che chở, các cháu ai dám động vào cô ta. Bà nội, cháu có một kế, không chỉ phá vỡ mối quan hệ giữa Đường Mộc Tuyết và Dương Tiêu, mà còn khiến Dương Tiêu trở thành trò cười. Đồng thời, dáng vẻ thật của Đường Mộc Tuyết cũng sẽ xuất hiện trước mặt công chúng. Đến lúc đó Đường Mộc Tuyết không còn là người đẹp nhất Trung Nguyên,
mà là hàng hóa số 1 thành phố Trung Nguyên. Đường Hạo hung ác cười nói. Bà nội Đường đột nhiên có hứng thú, ò, Hạo Hạo, cháu có kế gì? Chỉ cần có cơ hội, bà nội Đường sẽ làm bằng mọi giá quét sạch Đường Mộc Tuyết, danh tiếng xấu không thôi. Bây giờ Đường Mộc Tuyết ngăn cản bà ta hợp tác dự án Đông Hải với nhà họ Lý, sự hợp tác này rất quan trọng đối với nhà họ Đường, không nên bỏ qua. Nếu Lý Minh Hiên không chỉ thừa nhận cho Đường Mộc Tuyết phụ trách dự án, bà ta đã trở mặt không chịu nhận bất cứ ai, Đường Mộc Tuyết thích chết thì đi chết đi. Trong buổi họp thường niên, nhà họ Đường không chỉ mất 800 vạn, mà còn mất thể diện của nhà họ Đường. Vốn bà ta muốn dùng cuộc họp thường niên này để phô trương tài sản của nhà họ Đường, nhưng không ngờ cuối cùng nó lại trở thành trò hề. Bây giờ nhà họ Đường trở thành trò cười cho những người khác. Bà nội Đường là người ưa thể diện, cuộc họp thường niên lần này thực sự làm bà ta không vui. Đường Hạo chế nhạo, bà nội, bà nghĩ xem, sở dĩ bây giờ, Đường Mộc Tuyết kiêu ngạo như vậy, ngoài Lý Minh Hiên ra, còn có người nào quan trọng? Ồ, là ai? Lý Thần Chiến, bà nội Đường nhíu mày suy nghĩ. Đường Dĩnh nói đùa, Lý Thần Chiến là một người trong vùng xám, không dám trắng trợn như vậy. Không phải Lý Thần Chiến, còn có ai? Bà nội Đường kinh ngạc hỏi. Đường Hạo chê nhạo nói, bà nội, là Dương Tiêu. Dương Tiêu, bà nội Đường nghe đến cái tên này liền sửng sốt, sau đó khinh thường nói, làm sao có thể là thằng phế vật này. Nói đến Dương Tiêu, Đường Hạo và Đường Dĩnh nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ oán hận. Trong khoảng thời gian này, vì Dương Tiêu bọn họ ăn không ít đau khổ. Đường Hạo giải thích, bà nội, bà không nhận ra sao. Trong khoảng thời gian này, phế vật này giống như là một người khác. Cậu ta dám đối chọi gay gắt với chúng ta. Theo tính cách nhát gan của Dương Tiêu, lúc trước cậu ta sẽ dám đối chọi với chúng ta. Đây rõ ràng là Đường Mộc Tuyết bày mưu tính kế. Lông mày của bà nội Đường cau lại thành chữ xuyên, ngẫm lại mới nhận ra quả thật là phế vật Dương Tiêu này. Đã nhiều lần hủy hoại việc tốt của họ trong khoảng thời gian này. Bà nội, lúc này người ủng hộ Đường Mộc Tuyết lớn nhất là Lý Minh Hiên. Có Lý Minh Hiên ủng hộ, Đường Mộc Tuyết mới dám kiêu ngạo như vậy. Tuy nhiên, chưa nhìn thấy những chuyện xấu hổ giữa Đường Mộc Tuyết và Lý Minh Hiên. Cho nên, Dương Tiêu chỉ là một quân cờ bị Đường Mộc Tuyết lợi dụng. Đường Dĩnh phân tích. Cho đến bây giờ, Đường Hạo và Đường Dĩnh vẫn cắn Đường Mộc Tuyết và Lý Minh Hiên không buông. Có đánh chết bọn họ cũng không tin Dương Tiêu là một con rồng ẩn, bọn họ không tin Dương Tiêu đã thay đổi, bọn họ chỉ tin Dương Tiêu là một kẻ vô dụng. Một người đàn ông đã ở trong nhà họ Đường 5 năm khó có thể trở nên mạnh mẽ, linh hoạt ngay lập tức. Nghe vậy, bà nội Đường gật đầu đồng ý với câu nói của Đường Hạo và Đường Dĩnh. Trong suy nghĩ của bà ta, Dương Tiêu không hơn không kém chỉ là đồ phế vật, không có triển vọng gì cả, sự thay đổi to lớn như vậy trong thời gian ngắn phần lớn đều có liên quan đến Đường Mộc Tuyết. Đường Hạo cười nói, nếu Đường Mộc Tuyết đã bày mưu tính kế, đương nhiên Đường Mộc Tuyết đã tin tưởng Dương Tiêu là phế vật. Nếu quan hệ giữa Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết tan vỡ thì sao? Tương lai không có Dương Tiêu ra mặt thay cô ta, Đường Mộc Tuyết sẽ phải tự mình làm mọi thứ. Mối quan hệ của Đường Mộc Tuyết và Lý Minh Hiên sẽ bị đưa ra ánh sáng. Người đẹp nhất thành phố Trung Nguyên trong chốc lát đã trở thành hàng hóa số 1 ở thành phố Trung Nguyên, lúc đó chắc chắn sẽ chơi rất vui. Bà nội Đường suy nghĩ kỹ càng, Đường Hạo nói cũng có lý, bà ta do dự một lúc rồi nói, nếu đến lúc đó âm mưu bại lộ, Lý Minh Hiên bị chọc tức thì sao? Bà nội, bà nghĩ nhiều rồi, Lý Minh Hiên là cậu chủ Đông Hải nhà họ Lý, có không ít quan hệ nam nữ bắt chính, đây thì tính là gì đâu. Đến lúc đó Đường Mộc Tuyết sẽ bị hủy hoại, đâu phải Lý Minh Hiên. Đường Dĩnh ở bên cạnh nói đùa. Bà nội Đường nheo mắt gật đầu đầy ẩn ý. Đây là sự thật, Lý Minh Hiên trẻ trung, năng động, anh ta còn là cậu chủ mạnh nhất Đông Hải nhà họ Lý, tự nhiên xung quanh có không ít oanh oanh yến yến, có rất nhiều phụ nữ tuyệt đẹp. Mặc dù Đường Mộc Tuyết sinh ra đã xinh đẹp, nhưng trong mắt Lý Minh Hiên cô chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Khi mọi việc được đưa ra ánh sáng, nhiều nhất là người ta nói Lý Minh Hiên là kẻ lăng nhăng, mà Đường Mộc Tuyết thì khác, danh tiếng của cô bỗng chốc trở nên xấu. Bà nội Đường hỏi, Hạo Hạo, không dễ để phá bỏ mối quan hệ giữa Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đúng không? Đường Hạo búng tay cười xấu xa, bà nội, chuyện này dễ ý mà. Ngày mai là ngày người nhà họ Đường giao hàng cho chỉ nhánh nhà họ Lý. Cháu tính kế để Dương Tiêu kiểm tra hàng, tiện thể lừa Dương Tiêu đến nơi ăn chơi đàn đúm, sau đó nói với Đường Mộc Tuyết. Lúc đó, Dương Tiêu đang tìm một người phụ nữ bên ngoài thì bị Đường Mộc Tuyết bắt được,
hình ảnh đó chắc chắn rất đặc sắc tinh xảo. Đường Mộc Tuyết tin tưởng Dương Tiêu như vậy, nhưng Đường Tiêu lại trộm ăn nằm ở bên ngoài. Cháu nghĩ cho dù Đường Mộc Tuyết bước chân trên mấy con thuyền cũng không thể chấp nhận được. Dù sao Dương Tiêu cũng là chồng của cô ta trên danh nghĩa. Nghe xong, bà nội Đường nở một nụ cười đắc ý trên khuôn mặt già nua. Không chê vào đâu được, kế hoạch không chê vào đâu được. Chỉ cần mối quan hệ giữa Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết tan vỡ, nhất định kết cục của hai người sẽ càng thêm đau khổ. Bà nội Đường hài lòng nói, được rồi, chuyện này bà giao cho Hạo Hạo làm, nếu có chuyện gì bà sẽ lo cho cháu. Cảm ơn bà nội, Đường Hạo vui mừng khôn xiết trước sự ủng hộ của bà nội Đường. Cho dù mọi chuyện bại lộ, chỉ cần bà nội Đường đích thân ra mặt, Đường Mộc Tuyết và Dương Tiêu đều bắt lực. Đường Hạo không tin, Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết dám chống lại bà nội Đường, chỉ cần bà nội Đường ở đó, bọn họ có thể hành động không kiêng nẻ gì cả. Ra khỏi nhà của bà nội Đường, Đường Hạo và Đường Dĩnh nhìn nhau, trong mắt đều là tia nham hiểm. Giống như Đường Mộc Tuyết đã phải mang tiếng xấu này, mà Dương Tiêu là phế vật hóa thân thành phế vật, bị hàng nghìn người khinh bỉ. Sau khi trở về từ đồn cảnh sát, Đường Mộc Tuyết đã mất hứng thú. Vì chuyện của Triệu Liên mà tâm trạng của Đường Mộc Tuyết không tốt. Khi trở về nhà, lại nghe thấy tiếng chửi rủa của Triệu Cầm, Triệu Liên này muốn làm gì? Bọn họ còn có mặt mũi không? Chúng ta đưa tiền cho bọn họ, làm sao bọn họ có thể vu khống chúng ta lừa tiền bọn họ? Mặc dù Triệu Cầm đã cho số điện thoại nhà Triệu Liên vào danh sách đen, nhưng Triệu Liên lại đi tìm bố bà ta. Ông Triệu đích thân gọi điện cho Triệu Cầm, đem Triệu Cầm dạy dỗ chửi cho sắp mặt. Nghe thấy lời chửi mắng của Triệu Cầm, Đường Mộc Tuyết càng buồn bực, hôm nay lại gây ra chuyện hỗn loạn như vậy. Trở lại phòng, Đường Mộc Tuyết trằn trọc một ngày đã mất đi đam mê, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi ngay khi vừa nằm trên giường. Nhìn Đường Mộc Tuyết đã ngủ say, Dương Tiêu ngắn người tại chỗ. Như vậy là tối nay không muốn thưởng cho mình nữa sao? Nhưng mà Dương Tiêu cũng biết hôm nay Đường Mộc Tuyết cũng có một ngày trằn trọc, chán ngán một ngày, bây giờ phần lớn đều là buồn ngủ mệt mỏi. Thấy mình có cô vợ xinh đẹp như vậy mà chỉ có thể nhìn, trong lòng Dương Tiêu như có hàng nghìn con kiến đang bò. Nghĩ đến hình ảnh Đường Mộc Tuyết mặc đồ ngủ màu trắng, nghĩ đến làn da trắng nõn nà của Đường Mộc Tuyết, khóe miệng Dương Tiêu khô khốc. Anh xoa tay, đến bên cạnh Đường Mộc Tuyết, hoàn toàn không biết xấu hổ. Tối nay mình ăn hay không ăn? Ôi, tội lỗi, nhìn chằm chằm Đường Mộc Tuyết xinh đẹp ngon mắt trước mặt, Dương Tiêu chỉ cảm thấy mình làm người quá khó. Đường Mộc Tuyết mệt mỏi cả ngày, Dương Tiêu thật sự không muốn quấy rầy người đẹp đang ngủ say trên giường. Để lấy lại bình tĩnh, Dương Tiêu vào phòng tắm, tắm nước lạnh để kích thích thần kinh não bộ. Tôi khổ quá mà, vẻ mặt Dương Tiêu đau khổ. Nó không khác gì một con vịt với cái miệng của nó đang bay, giống như tất cả những điều này là do chính mình làm. Nếu biết sẽ có chuyện này, anh đã không để Lý Minh Hiên chuyển hơn 100 vạn vào tài khoản của Triệu Liên. Não bộ lấy lại được sự tỉnh táo. Dương Tiêu đi ra khỏi phòng tắm trở về phòng, Dương Tiêu giúp Đường Mộc Tuyết cởi giày, đắp chăn, sau đó nằm trên giường chậm rãi nhắm mắt lại. Nửa đêm, giọng nói ngông cuồng của Triệu Cẩm từ bên trong phòng ngủ chính truyền ra. Dương Tiêu vừa cảm thấy buồn ngủ giờ bị kích thích, lúc này Dương Tiêu chỉ có thể âm thầm thở dài. Nhìn Đường Mộc Tuyết đang ngủ say, khóe miệng Dương Tiêu khô khốc nhưng không biết làm gì. Ngày hôm sau, khi ánh sáng đầu tiên của buổi sáng chiếu xuống, Dương Tiêu mệt mỏi vào bếp nấu cháo dưỡng sinh, xào rau xanh, đậu phụ mềm. Sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần của Đường Mộc Tuyết rõ ràng tốt hơn rất nhiều, cô kinh ngạc nhận ra quanh mắt Dương Tiêu có hai quầng thâm, không khỏi tò mò hỏi, anh sao vậy? Tối hôm qua anh bị mất ngủ à? Tối hôm qua không được thưởng, cả đêm nghe ba mẹ trằn trọc, có thể không mất ngủ sao? Dương Tiêu cười khổ nói. Mặt Đường Mộc Tuyết đỏ bừng, cô nhận ra đêm qua mình quá mệt mỏi. Vừa nằm trên giường đã ngủ thiếp đi. Điều này làm Đường Mộc Tuyết có chút xấu hổ, cô biết tối hôm qua chắc chắn Dương Tiêu đã khó chịu. Nhìn thấy dáng vẻ chán nản của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết sở khóc sở cười, anh nóng vội như vậy à hai? Mộc Tuyết, em không được nói như vậy, em là một hảo hán ăn no điển hình, không biết đói bụng. Dương Tiêu bắt lực nói. Về vấn đề này, con gái chưa nếm trải mùi vị làm phụ nữ thì dù có mong chờ nhưng cũng không bị mê hoặc. Con trai thì khác, mỗi người con trai đều trỗi dậy kỹ năng độc đáo truyền thống khi đến tuổi dậy thì, trải nghiệm một loại hương vị khác nhau. Có thể nói, 99% đàn ông trao lần đầu tiên của mình cho năm ngón tay cô gái. Đường Mộc Tuyết nhìn dáng vẻ nghẹt thở của Dương Tiêu, cười danh mãnh,
tối nay em về sớm, em bù đắp cho anh, thế nào? Thật sao? Dương Tiêu nghi ngờ hỏi. Chụt! Đột nhiên, Đường Mộc Tuyết tiến lên, hôn lên má Dương Tiêu, anh nói xem thật không? Đường Mộc Tuyết hôn buổi sáng, Dương Tiêu lập tức lên tinh thần, Mộc Tuyết, tối nay em không được thất hứa đâu đầy. Vâng, mau ăn cơm đi, lát nữa còn đến công ty. Nhẫn nhịn đã, Đường Mộc Tuyết đỏ mặt. Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc lại trằn trọc thêm một đêm, đến giờ họ vẫn chưa chịu dậy. Khi Dương Tiêu ra khỏi nhà Triệu Cầm bước ra ngoài, bảo Dương Tiêu đi chợ mua một ít thận, máy hộp thuốc thận. Khóe miệng Dương Tiêu giật giật, anh biết cứ trằn trọc như vậy, chắc Đường Kiến Quốc sẽ hỏng thận. Đúng như dự đoán, bố vợ của anh hỏng rồi. Đến rồi, Đường Dĩnh đang canh giữ bên ngoài lập tức gọi Đường Hạo. Dương Tiêu đưa Đường Mộc Tuyết đến công ty, nhìn sang khách sạn Yên bên cạnh, trong lòng âm thầm thở dài, không biết Long Ngũ bị thương đã bình phục như thế nào rồi. Khi Dương Tiêu chuẩn bị lái xe đến bệnh viện, Đường Hạo lái một chiếc Ferrari, chặn Dương Tiêu. Nhìn Đường Hạo xuống xe chặn trước mặt mình, vẻ mặt Dương Tiêu ảm đạm nói, Đường Hạo, không có việc gì thì đừng gây chuyện. Dương Tiêu, đừng hiểu lầm, tao không ở đây để làm phiền mày, mà là thông báo với mày, buổi sáng nếu mày không có việc gì làm, thì giúp Đường Mộc Tuyết đặt một ít hàng. Hôm nay là ngày nhà họ Đường sẽ giao hàng đến chỉ nhánh Đông Hải nhà họ Lý. Đường Hạo nói chuyện dí dỏm. Dương Tiêu kinh ngạc, giao hàng, chẳng lẽ anh lại muốn quanh co cái gì? Lần trước Phương Thiên Long cướp lô hàng mà người nhà họ Đường giao cho Đông Hải nhà họ Lý. Đường Hạo và Vương Thiên Long muốn đả kích Đường Mộc Tuyết, may mà họ đến kịp, nếu không, thân thể hoàn mỹ của Đường Mộc Tuyết sẽ bị Vương Thiên Long làm bản. Vì vậy, khi Đường Hạo đề cập đến vấn đề này, Dương Tiêu nghĩ lại vẫn thấy rùng mình. Dương Tiêu, mày đừng coi thường người khác, lần hợp tác này có ảnh hưởng đến tương lai nhà họ Đường, tao không dám lấy ra đùa. Lần trước hoàn toàn là một vụ tai nạn, là âm mưu của Vương Thiên Long muốn làm hại Đường Mộc Tuyết, tao không thể ngăn cản. Đường Hạo mặt không đỏ, tim không đập nói, lần trước tao chỉ đơn giản mang Đường Mộc Tuyết đến thuyết phục Vương Thiên Long trả lại hàng cho tao. Tao sẽ không hãm hại Đường Mộc Tuyết, dù sao bọn tao cũng là người một nhà. Dương Tiêu cười khẩy, anh không tin lời nói bậy bạ của Đường Hạo. Nếu chuyện đó không liên quan gì đến Đường Hạo, thì Dương Tiêu sẽ viết ngược họ của mình. Bây giờ Vương Thiên Long đã chết, cũng không có bằng chứng chống lại anh ta, tự nhiên Đường Hạo có thể tự coi mình trong sạch. Dương Tiêu không muốn cùng Đường Hạo nói nhảm, rốt cuộc anh muốn làm gì hay? Nhìn thấy dáng vẻ không kiên nhẫn của Dương Tiêu, Đường Hạo nói đùa, không làm gì cả, tao thấy mày rảnh không có việc làm, sau này mày chịu trách nhiệm giao hàng, tao sẽ đưa tiền lương hàng tháng cho mày là 3.000 tệ, thế nào? Như vậy mày cũng có thể yên tâm, vấn đề thuốc xảy ra chuyện, chắc chắn Đường Mộc Tuyết sẽ gặp phải phiền toái. Thái độ của Đường Hạo làm Dương Tiêu kinh ngạc. Đường Hạo này thực sự tốt bụng như vậy, thật ra để bản thân đi giao hàng, điều này hoàn toàn vượt quá sự mong đợi của Dương Tiêu. Đường Hạo tỏ vẻ thờ ơ, đương nhiên, mày có thể lựa chọn không làm. Nhưng, nếu mày không làm thì Đường Mộc Tuyết phải tự làm. Dù sao Lý Minh Hiên cũng chỉ thừa nhận cô ta là người phụ trách hợp đồng, nếu mày không làm thì mày có thể đi. Dương Tiêu nghi ngờ nhìn Đường Hạo, nhìn dáng vẻ Đường Hạo hình như anh ta không nói gì. Anh biết vì sự việc lần trước, Đường Mộc Tuyết đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Theo tính cách của Đường Mộc Tuyết, để tránh trường hợp khẩn cấp chắc chắn Đường Mộc Tuyết sẽ tự mình giao hàng. Mỗi đợt hàng y dược có số lượng lớn, còn là công việc chân tay, Dương Tiêu không muốn Đường Mộc Tuyết quá mệt mỏi. Địa điểm đưa hàng ở đâu? Dương Tiêu hỏi. Nghe được lời nói của Dương Tiêu, Đường Hạo kìm lại sự vui mừng trong lòng, cuối cùng thì Dương Tiêu cũng đã cắn câu. Chỉ cần phế vật này cắn câu, thì mọi việc tiếp theo sẽ xử lý dễ. Đường Hạo diễu còn nói, tao còn tưởng mày không làm. Địa điểm giao hàng cho lần hợp tác Đông Hải nhà họ Lý không phải trong khu nhà máy. Mà là ở Xuân Thượng Nhân Gian, cách ngã tư đường Lũng Hải 100 mét về phía nam. Mày tìm một người phụ nữ tên là Phương Phương, cô ấy sẽ giao hàng cho mày. Tốt, Dương Tiêu không còn do dự, lái xe về phía Xuân Thượng Nhân Gian. Mặc dù Dương Tiêu không nhìn thấy bất kỳ manh mối nào về việc hãm hại bản thân trong vụ việc này, nhưng Dương Tiêu đã ngửi thấy một chút âm mưu. Anh muốn xem hôm nay trong bầu của Đường Hạo bán thuốc gì, tránh cho sau này Đường Mộc Tuyết lại rơi xuống vực. Tuyệt đối không thể yên lòng Đường Hạo này, Dương Tiêu phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của Đường Mộc Tuyết. Nhìn Dương Tiêu đang rời đi, Đường Hạo cười khẩy, Dương Tiêu à Dương Tiêu,
lần này mày hoàn toàn xong đời rồi. Đường Hạo ra hiệu ok với Đường Dĩnh hiểu ra, lập tức đến phòng làm việc của Đường Mộc Tuyết. Đường Dĩnh, cô có chuyện gì? Nếu không có chuyện gì, mời cô đi ra ngoài, tôi đang ở trong phòng. Nhìn Đường Dĩnh còn không gõ cửa, Đường Mộc Tuyết lộ vẻ không vui. Nhìn chằm chằm Đường Mộc Tuyết, Đường Dĩnh chế nhạo, Đường Mộc Tuyết, đoán xem vừa rồi tôi nhìn thấy gì? Tôi nhìn thấy Dương Tiêu ra vào nơi ăn chơi đàn đúm, ở Xuân Thượng Nhân Gian Ý. Vợ chồng hai người thật thú vị, cô ngoại tình, anh ta cũng ngoại tình, cùng nhau ngoại tình à. Chậc chậc, nghe thấy lời nói của Đường Dĩnh, Đường Mộc Tuyết như bị sét đánh. Xuân Thượng Nhân Gian, đây không phải là một địa điểm ăn chơi đàn đúm ở thành phố Trung Nguyên sao? Nghĩ đến đây, Đường Mộc Tuyết hoàn toàn không thể ngồi yên, trong lòng mặt hồ tĩnh lặng nổi lên gợn sóng. Trong thành phố Trung Nguyên, có hai địa điểm nổi tiếng ăn chơi đàn đúm, đó là Thiên Thượng Nhân Gian và Xuân Thượng Nhân Gian. Tên hai địa điểm ăn chơi không khác nhau nhiều nhưng đều có đặc điểm riêng, hai địa điểm ăn chơi này vừa đến đêm thì trở thành thiên đường của cánh mày râu. Bởi vì quá nổi tiếng, ngay cả một người phụ nữ trong sạch như Đường Mộc Tuyết cũng biết mấy nơi như đó. Đường Mộc Tuyết cũng không phải ngốc bạch ngọt, cô lăn lộn trên thương trường quanh năm, loại người nào mà chưa từng nhìn thấy, nơi nào mà chưa từng nghe qua. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, gương mặt Đường Mộc Tuyết càng lúc càng u ám, giống như gió tuyết tháng 2. Cô nhìn Đường Dĩnh không chút cảm xúc nói, Đường Dĩnh, cô cảm thấy vụ oan cho Dương Tiêu như thế này vui lắm à? Tôi rất bận, không có thời gian chơi trò chơi nhàm chán như thế này với cô, mời cô rời khỏi đây ngay lập tức. Đường Dĩnh khoanh tay trước ngực cười khẩy, Đường Mộc Tuyết, cô nghĩ tôi cần phải chơi trò ngớ ngắn như vậy. Với cô à, tôi đã tận mắt nhìn thấy, không lẽ còn có thể là giả? Không tin thì cô có thể đi cùng tôi xác nhận xem, nếu tôi vụ oan cho Dương Tiêu, thì hôm nay tôi sẽ xin lỗi Dương Tiêu trước mặt toàn thể người nhà họ Đường. Nhìn thấy Đường Dĩnh không giống như nói dối, hồ nước tĩnh lặng trong lòng Đường Mộc Tuyết càng trở nên hỗn loạn. Bất cứ người phụ nữ nào cũng là động vật nhạy bén, dù vợ chồng yêu thương nhau đến đâu cũng không thể chịu được sự tung hoành như vậy. Chẳng lẽ Dương Tiêu thật sự đi ăn chơi? Không lẽ tất cả những gì Dương Tiêu làm trước mặt cô trong 5 năm qua đều là biểu hiện giả dối? Lúc này, Đường Mộc Tuyết không khỏi nhớ tới bức ảnh Dương Tiêu ôm gái lúc trước mà Đường Hạo gửi, ra đầu cô tê dại. Đường Mộc Tuyết lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi cho Dương Tiêu để xác nhận. Không phải Đường Mộc Tuyết không tin Dương Tiêu, mà là cô muốn cho Đường Dĩnh một cú đả kích mạnh mẽ, nói cho Đường Dĩnh biết Dương Tiêu hoàn toàn không phải loại người như vậy. Vào lúc Đường Mộc Tuyết lấy điện thoại ra, Đường Dĩnh sải bước tới giật lấy điện thoại của Đường Mộc Tuyết. Cô làm gì vậy? Đường Mộc Tuyết tức giận nhìn Đường Dĩnh đã lấy điện thoại di động của cô. Đường Dĩnh nghiền ngẫm nói, bây giờ cô gọi điện thì chẳng phải sẽ đánh rắn động cỏ à? Gọi điện cho Dương Tiêu thì anh ta sẽ nói tình hình thực tế cho cô biết à? Đường Mộc Tuyết, cô đừng ngốc nữa, đàn ông có thể đáng tin cậy thì heo có thể trèo cây. Chúng ta là người một nhà, chúng ta họ Đường, tôi cần phải chơi trò cấp thấp như vậy với cô. Đường Mộc Tuyết cau mày, sắc mặt không đẹp lắm. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết đang hơi do dự, Đường Dĩnh vui mừng trong lòng, nếu Dương Tiêu này không chung thủy với tình cảm của cô, thì chúng ta đi bắt anh ta tận mắt, xem tên phế vật này còn có thể nói gì. Sau một hồi im lặng, Đường Mộc Tuyết hít sâu một hơi rồi chậm rãi đứng lên. Nếu Dương Tiêu thực sự làm điều gì có lỗi với cô, thì thế giới của cô sẽ sụp đổ. Dương Tiêu lái xe nhanh chóng đến Xuân Thượng Nhân Gian trên đường Lúng Hải và đường Kiến Thiết. Dương Tiêu vừa đến đã nhướng mày. Đây rõ ràng là một địa điểm giải trí, làm sao bọn người nhà họ Đường lại có thể ở đây? Có lẽ người phụ nữ tên Phương Phương kia muốn bàn chuyện kinh doanh ở đây. Dương Tiêu biết khi bàn chuyện kinh doanh, một số ông chủ đặc biệt thích ở một nơi ăn chơi đàn đúm như vậy. Này, anh là anh Dương đúng không? Vừa bước xuống xe, một người phục vụ mặc vest đã chào anh. Dương Tiêu ngạc nhiên nói, anh là... Tôi là nhân viên của Xuân Thượng Nhân Gian, anh đến đây tìm cô Phương Phương đúng không? Cô Phương Phương đang tiếp khách hàng, có lẽ sẽ mất 10 phút, nhưng cô Phương Phương nói, phiền anh đợi cô ấy một lát, cô ấy sẽ tới ngay. Người phục vụ nam nói. Nghe thấy Phương Phương đang tiếp khách, Dương Tiểu gật đầu, xem ra Phương Phương thực sự đến đây để bàn bạc chuyện hợp đồng. Phải nói rằng mặc dù trước khi rút lui Dương Tiêu đã nhìn thấy không ít cảnh tượng lớn, nhưng anh thực sự chưa đến một nơi ăn chơi đàn đúm như thế này. Nơi mà Dương Tiêu đã đến nhiều nhất là điểm tụ tập của các tài phiệt châu Âu, những người phụ nữ bên trong đều sẽ tùy ý lựa chọn thẳng.
dù có nhu cầu thì Dương Tiêu cũng có thể chịu đựng được, dù sao thì nhiều năm làm nhiệm vụ đã rèn giữa trí lực của anh vượt trội hơn người thường. Dương Tiêu nói với người phục vụ, phiền anh dẫn đường. Dương Tiêu đi theo sau người phục vụ đến một phòng đơn nhìn chung đơn giản hơn, Dương Tiêu không hiểu lắm. Không nên có phòng khách dành cho khách nghỉ hay sao? Sau khi sắp xếp cho Dương Tiêu xong, nam nhân viên phục vụ vội vàng rời đi. Giờ phút này, Dương Tiêu không biết mình đã bị Đường Hạo cho vào cạm bẫy. Tối hôm qua, Đường Hạo đã đập phá hai vạn, để nhân viên nội bộ của Xuân Thượng Nhân Gian bố trí nhân lực nhằm phá hoại mối quan hệ giữa Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu chưa bao giờ đến một nơi như vậy, không khác gì một tay mơ. Khoảng hơn 10 phút, một người phụ nữ cao lớn trong bộ đồng phục on bước vào. Nhìn thấy người phụ nữ, Dương Tiêu chủ động đứng lên, xin chào, tôi là Dương Tiêu, cô là cô Phương Phương đúng không? Vâng, anh Dương, tôi là Phương Phương, không biết anh Dương muốn làm thủ tục trước hay hoàn thành trong một bước trước? Người phụ nữ cười quyến rũ. Dương Tiêu tỏ vẻ ngạc nhiên, làm thủ tục hay hoàn thành trong một bước? Thủ tục là kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng đúng không? Nếu hoàn thành trong một bước, thì chỉ cần ký tên là có thể giao hàng ngay. Dương Tiêu hoàn toàn không hiểu đề nghị này, nghĩ Đường Hạo sẽ cho anh áp tải hàng hóa, Dương Tiêu đã có một suy đoán táo bạo. Anh Dương thật là hài hước, đàn ông các anh đều là những người hư chết đi được. Ai tới nơi này mà không biết thủ tục hay hoàn thành trong một bước là gì? Anh Dương, anh nói đi, anh muốn làm thủ tục hay hoàn thành trong một bước? Tôi đang vội, lát nữa còn phải tiếp những vị khách khác. Phương Phương nói với một nụ cười mê hoặc. Dương Tiêu nghe mà như lọt vào sương mù. Anh hơi do dự, hay làm thủ tục trước? Để đề phòng Đường Hạo gài bẫy mình, Dương Tiêu quyết định kiểm tra hàng hóa trước, sau đó ký tên, cuối cùng mới đưa hàng hóa đi. Đáng ghét, đàn ông các anh đều thích làm thủ tục. Nói xong Phương Phương trừng mắt nhìn Dương Tiêu sau đó ngồi xổm xuống định cởi quần của Dương Tiêu. Nhìn thấy cảnh này, Dương Tiêu lùi về sau, chuyện. Này, là làm gì? Làm thủ tục, Phương Phương nói. Mặt Dương Tiêu gần như xuất hiện đầy dấu hỏi chấm, đây là làm thủ tục. Dương Tiêu ngắn ra, sau đó nói, đừng làm cái này, cái đó, chúng ta hoàn thành trong một bước đi. Anh sợ người phụ nữ tên Phương Phương này làm gì mình, bây giờ Dương Tiêu chỉ muốn lấy hàng rồi rời khỏi đây. Hoàn thành trong một bước, cũng được, tiết kiệm thời gian. Phương Phương cười quyến rũ, bắt đầu cởi đồ của cô ta. Dương Tiêu có thể thấy rõ ràng Phương Phương không hề mặc đồ bó sát trong bộ đồng phục on của mình. Dương Tiêu đã từng thấy cảnh tượng như vậy, anh tránh tầm nhìn của mình ra chỗ khác, xua tay, cô Phương Phương, cô làm gì vậy? Mong cô đừng như thế này, tôi thật sự là người nghiêm túc. Đàn ông các anh ấy, đều hư, đều nói là người nghiêm túc. Phương Phương đã nhận tiền của Đường Hạo, thấy Dương Tiêu thẹn thùng, trực tiếp dán lên người Dương Tiêu. Dương Tiêu mất cảnh giác bị Phương Phương đẩy lên giường. Lúc này, Dương Tiêu như hiểu ra điều gì đó. Đây đâu phải áp tải hàng hóa, đây rõ ràng là cái bẫy mà Đường Hạo răng ra cho mình. Anh không hiểu tình trạng nơi ăn chơi đàn đúm, nên mới bị lừa. Ngay lúc Dương Tiêu định đẩy Phương Phương ra, cánh cửa đột nhiên mở ra, bóng dáng xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết bước vào. Cô nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt, đôi mắt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết bỗng trở đờ đẫn. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Đường Mộc Tuyết, da đầu Dương Tiêu tê dại. Xong rồi, hiểu lầm lớn rồi. Nhìn chằm chằm Dương Tiêu thân mật với người phụ nữ cao lớn mặc đồng phục on, Đường Mộc Tuyết như bị sét đánh, cô ngây người tại chỗ. Sắc mặt của Dương Tiêu thay đổi điên cuồng, anh lập tức đẩy Phương Phương ra, đến bên cạnh Đường Mộc Tuyết. Mộc Tuyết, em nghe anh giải thích. Cô gái này, cô là ai? Nhìn Đường Mộc Tuyết đi tới, sắc mặt Phương Phương kinh ngạc. Cô ta lập tức nhìn Dương Tiêu nói, anh Dương, không phải anh chỉ gọi một mình tôi đâu à? Không ngờ anh Dương, anh thật không trong sáng, lại còn gọi thêm một người, còn nói anh là người nghiêm túc, không nghiêm túc chút nào. Vậy thì nói rõ trước, nếu để hai chúng tôi cùng phục vụ anh thì giá tăng gấp đôi. Đây là lần đầu tiên người ta phục vụ đàn ông cùng một cô gái khác nha. Đôi mắt Đường Mộc Tuyết đỏ hoe khi nghe Phương Phương nói. Đôi mắt cô tối sầm lại, cô chỉ cảm thấy thế giới của mình lúc này đã trở thành bóng tối. Cô yêu Dương Tiêu như thế, quan tâm Dương Tiêu như vậy. Một lòng vì gia đình, không ngờ những gì Dương Dĩnh nói lại là sự thật. Mắt Đường Mộc Tuyết tối sầm lại, não bị thiếu oxy, cô hướng đầu xuống sàn. Ánh mắt Dương Tiêu rất nhanh, lập tức ôm lấy eo Đường Mộc Tuyết nói, Mộc Tuyết, em không sao chứ?
Đường Mộc Tuyết chỉ cảm thấy mình thật sự sắp ngất đi, mắt cô đỏ bừng nhìn Dương Tiêu, tại sao? Tại sao anh lại làm chuyện này với em? Anh không có, Mộc Tuyết, em nghe anh giải thích, chuyện này không phải như em thấy đâu. Dương Tiêu rất nóng lòng. Trước khi anh đến, Dương Tiêu đã nghĩ Đường Hạo sẽ dùng nhiều cách để dạy dỗ mình, thậm chí còn tìm người ngăn cản đánh anh một trận. Tuy nhiên, điều mà Dương Tiêu không ngờ là lần này Đường Hạo lại có nhiều mưu mô, sắp xếp cho mình ở một nơi ăn chơi đàn đúm như vậy. Điều quan trọng nhất là anh chưa bao giờ đến một nơi như vậy, anh không hiểu luật chơi gì cả. Hai hàng nước mắt trong veo chảy ra từ khóe mắt Đường Mộc Tuyết, cô khóc không thành tiếng, không phải như, em nhìn thấy, có phải đợi lát nữa em mới tới các người đã bắt đầu làm những chuyện đáng xấu hổ kia. Dương Tiêu, không lẽ anh không nhịn được sao? Anh bỏ em ra. Đường Mộc Tuyết đẩy Dương Tiêu ra, nước mắt lưng tròng. Không phải cô không nói không trao thân cho Dương Tiêu, tối hôm qua là một chuyện ngoài ý muốn. Nếu không có cuộc điện thoại của dì Triệu Liên, có lẽ cô đã có một khoảng thời gian vui vẻ với Dương Tiêu. Buổi sáng cô hẹn với Dương Tiêu, buổi tối sẽ toàn tâm toàn ý cho anh. Đường Mộc Tuyết không ngờ sau khi Dương Tiêu đưa mình đến công ty, anh lại tới một nơi như vậy, lại tìm một người cao lớn như vậy, mặc những bộ đồ hở hang như vậy, phục vụ anh. Trong một lúc, toàn bộ đầu óc của Đường Mộc Tuyết đều rối tung lên. Cô không biết 5 năm qua Dương Tiêu tới nơi này không, cô chưa từng có lỗi với Dương Tiêu, không ngờ. Dương Tiêu lại làm chuyện bẩn thỉu như vậy. Em gái, em là ai? Phương Phương nhìn Đường Mộc Tuyết, cười khẩy, không lẽ em là lần đầu tiên phục vụ đàn ông? Hai, đừng ngại, cũng đừng khóc, đợi lát nữa chị sẽ dạy em lấy lòng đàn ông, chỉ cần nằm xuống là kiếm được tiền. Chỉ cần nằm xuống là kiếm được tiền. Người phụ nữ trước mặt này thật không biết xấu hổ lại có thể nói ra những lời như vậy. Không cần phải đoán nhiều, chắc chắn cô ta là loại người bán thân. Phương Phương đã nhận được 2 vạn mà Đường Hạo đưa cho cô ta, vì vậy đương nhiên cô ta phải phối hợp ăn ý. Cô cho rằng tôi đĩ như cô, đôi mắt đẹp của Đường Mộc Tuyết tràn đầy đỏ ngầu. Suy sụp. Giờ phút này, Đường Mộc Tuyết thật sự suy sụp, cô chỉ cảm thấy bầu trời của mình sắp sụp đổ. Kể từ lúc Đường Mộc Tuyết sẵn sàng trao thân cho Dương Tiêu, cô đã sẵn sàng làm một người vợ tốt. Thậm chí cô còn nghĩ về việc đặt tên con trai, con gái là gì sau khi có con với Dương Tiêu. Không ngờ, Dương Tiêu lại ở sau lưng cô tìm phụ nữ, Đường Mộc Tuyết không thể chấp nhận được, nước mắt cô chảy dài như thể sông Hoàng Hà vỡ bờ. Vẻ mặt của Phương Phương thay đổi, cô ta chỉ vào Đường Mộc Tuyết mắng chửi, sao một con đĩ như cô có thể nói như thế? Cô nói ai đĩ hai? Tôi cho cô một giây biến mắt khỏi mắt tôi, nếu không, đừng trách tôi không khách khí. Dương Tiêu nhìn Phương Phương, trên người anh toát ra một luồng sát khí nồng đậm. Phương Phương bị Dương Tiêu dọa sửng sốt. Giống như cô ta không làm theo lời của Dương Tiêu, người đàn ông trước mặt này sẽ thật sự giết cô ta. Phương Phương vội vàng chạy trốn, hung dữ cái gì mà hung dữ. Không hề hiểu thế nào là thương hương tiếc ngọc, đi thì đi, dù sao tôi cũng đã lấy được tiền. Phương Phương mắng xong rồi bỏ đi, Dương Tiêu rất nóng lòng, anh bước tới đè tay lên vai Đường Mộc Tuyết, Đường Mộc Tuyết không thương tiếc hất tay Dương Tiêu ra. Anh bản, anh đừng chạm vào y mồ. Đường Mộc Tuyết lảo đảo lùi lại. Nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của Đường Mộc Tuyết, trái tim Dương Tiêu như bị bóp nghẹt, Mộc Tuyết, em nghe anh giải thích, chuyện đó không như em nhìn thấy đâu, anh bị người khác hãm hại. Ha, Đường Mộc Tuyết cười khẩy đến mức đỏ cả mắt. Bị người ta hãm hại, Dương Tiêu, anh coi Đường Mộc Tuyết em là đứa trẻ 3 tuổi à? Nếu anh bị người khác hãm hại, thì anh sẽ không đến nơi như thế này. Nếu anh bị người khác hãm hại, sao anh sẽ bị cô gái lúc này đè lên người? Không lẽ người đó kè dao vào cổ anh hả? Đường Mộc Tuyết sắp nổi điên rồi. Cô thật sự không thể chấp nhận được sự thật này, cô không dám tin Dương Tiêu lại phản bội cô. Bởi vì Đường Mộc Tuyết đã coi Dương Tiêu là toàn bộ thế giới của cô. Bị người nhà họ Đường nhắm vào, phải chiến đấu với những âm mưu trong nội bộ nhà họ Đường, Đường Mộc Tuyết không hề cảm thấy ấm ức. Ở nhà, bố mẹ cô ham mê hư vinh, những gì họ làm khiến cô cảm thấy ớn lạnh hết lần này đến lần khác. Trong khoảng thời gian này, mỗi khi gặp khó khăn, Dương Tiêu đều bước tới làm chỗ dựa vững chắc cho cô. Dương Tiêu ngớ người, vừa nãy mọi thứ đến quá nhanh làm Dương Tiêu mất cảnh giác. Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu, nghẹn ngào nói, tại sao? Dương Tiêu, tại sao? Tại sao anh khiến em dựa dẫm vào anh? Tại sao anh khiến em tràn đầy khát vọng vào tình yêu? Tại sao anh lại khiến em cảm thấy hạnh phúc? Bây giờ em bị đầy từ trên trời xuống, đây là những gì anh muốn hả?
Lúc này, suy nghĩ của Đường Mộc Tuyết hoàn toàn rối loạn, cô nghi ngờ không biết có phải Dương Tiêu đang trả thù mình hay không. Trả thù vì cô đã lạnh nhạt với Dương Tiêu trong 5 năm qua, trả thù bố mẹ cô đã xúc phạm anh trong 5 năm qua. Đường Mộc Tuyết, nhìn thấy rồi chứ? Tôi đã nói rồi, đàn ông có thể dựa dẫm thì heo có thể trèo cây. Sau đó, Dương Dĩnh bước vào. Trong giây tiếp theo, một số lượng lớn cảnh sát đã xông vào Xuân Thượng Nhân Gian. Lúc đầu Đường Mộc Tuyết thật sự không tin những gì Đường Dĩnh nói là thật, cô không ngờ Đường Dĩnh không hề nói dối, Dương Tiêu thật sự ra ngoài tìm người phụ nữ. Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu mà lòng đau đến khó thở, Dương Tiêu, anh thật sự làm em thất vọng. Nói xong, Đường Mộc Tuyết khóc không thành tiếng, che lại đôi môi anh đào, chạy ra ngoài Xuân Thượng Nhân Gian. Chậc chậc, nhìn thấy phản ứng của Đường Mộc Tuyết, Đường Dĩnh cười đắc ý như thể âm mưu đã thành công. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết chạy đi, Dương Tiêu ngắn ra, thật sự không biết nên giải thích như thế nào. Thấy trên mặt Đường Dĩnh tràn đầy vẻ tự mãn, Dương Tiêu nắm chặt cổ áo sơ mi của Đường Dĩnh. Đường Dĩnh, tất cả những chuyện này đều là do cô và Đường Hạo làm đúng không? Đúng vậy, đây là kế hoạch của tôi và anh, tôi tính kế anh, sao vậy? Rất tức giận, giận thì anh đánh tôi đi. Dương Tiêu, tôi nói cho anh biết, lần này anh hoàn toàn xong đời rồi, chúng tôi đã báo cảnh sát, anh chờ ăn cơm tù đi. Vẻ mặt Đường Dĩnh tràn đầy vui vẻ. Nhìn thấy Đường Dĩnh không biết xấu hổ, trên trán Dương Tiêu nổi lên gân xanh, tôi đã nói, tôi không đánh phụ nữ, nhưng sẽ đánh đàn bà chanh chua, hành vi của cô là tìm chết. Đường Dĩnh cười khẩy, vươn mặt ra trước mặt Dương Tiêu, hành vi tìm chết. Ha, Dương Tiêu, anh giả vờ cái gì? Tưởng tôi sợ anh à? Đến đi, anh đánh tôi đi, đến đánh đi. Nếu anh là đàn ông thì đánh đi, đừng giống thằng phế vật vô dụng để bà cô đây coi thường anh. Đường Dĩnh, đây là cô tự tìm. Dương Tiêu chán ghét Đường Dĩnh, anh vung một cái tát vào mặt Đường Dĩnh. Nhìn thấy Dương Tiêu đánh thật, Đường Dĩnh đột nhiên hét lên, anh. Anh nhẹ một chút, anh làm em đau. Nghe thấy giọng nói của Đường Dĩnh, mấy người cảnh sát mặc đồng phục xông vào, một người chỉ vào Dương Tiêu quát lớn, buông tay ra ngay, ngồi xổm xuống, ôm đầu không được nhúc nhích. Dương Tiêu rất tức giận, anh em Đường Hạo, Đường Dĩnh này thật sự bị ổi. Tôi nói lại lần nữa, buông tay ra ngay, ngồi xổm xuống, ôm đầu không được nhúc nhích, nếu không chúng tôi sẽ dùng vũ lực thu phục anh. Người đứng đầu lại hô lên. Dương Tiêu hít sâu một hơi rồi từ từ buông Đường Dĩnh ra. Anh hiểu bây giờ nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có thể ngoan ngoãn hợp tác. Bây giờ, anh thực sự rơi vào đũng bùn vàng, không phải cứt mà cũng không thành cứt. Tấm lòng của Đường Mộc Tuyết rất trong sáng và nhân hậu, cô không thể chấp nhận được một chuyện như vậy, tác động quá lớn chắc chắn sẽ khiến Đường Mộc Tuyết khó chịu đến cực điểm. Dương Tiêu muốn gọi cho Hình Kiến, nhưng điện thoại của anh đã bị tịch thu một cách tàn nhẫn. Đường Mộc Tuyết không rời đi, cô bị coi là nhân viên phục vụ. Nghĩ đến mình bị coi thành nhân viên phục vụ, Đường Mộc Tuyết không kìm được nước mắt. Đáng tiếc, không ai thương xót. Một nhóm người đều bị tạm giữ, đưa về đồn thẩm vấn. Nhìn dáng vẻ Đường Mộc Tuyết phờ phạc bị đưa lên xe, Dương Tiêu thật sự rất đau lòng. Không lâu sau, Xuân Thượng Nhân Gian bị phong tỏa, tất cả nhân sự đã bị đưa đi. Dương Tiêu nghĩ ra cách liên lạc với Hình Kiến, Hình Kiến nhận được tin tức của Dương Tiêu, vội vàng đến hiện trường cứu nguy. Hình Kiến nhìn Dương Tiêu, quan tâm hỏi, cậu Dương, cậu không sao chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đừng nhắc tới nữa, lần này tôi bị kẻ gian hãm hại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Tiêu nói rõ mọi chuyện với Hình Kiến. Hình Kiến nghe xong liền bật cười, những chuyện như vậy không có gì lạ, chỉ là chuyện bình thường. Nhà họ Hình là một trong 10 gia tộc lớn hàng đầu ở thành phố Trung Nguyên, còn là một trong 10 gia tộc lớn. Hình Kiến hiểu rất rõ các thành viên trong gia đình có thể làm mọi chuyện để tranh giành quyền lực. Đường Mộc Tuyết và Đường Dĩnh cũng được thả ra, Đường Dĩnh lầm bầm, tôi đã nói, chúng tôi bị oan. Các người còn không tin, bọn tôi đến bắt gian tại trận, không phải loại người đó. Hả, tại sao phế vật này cũng được thả ra? Ra khỏi phòng thẩm vấn, Đường Dĩnh nhìn thấy Dương Tiêu. Lại nhìn Hình Kiến bên cạnh Dương Tiêu, Đường Dĩnh cảm thấy khó chịu như vừa ăn phải ruồi. Cô ta mong ước Dương Tiêu sẽ bị giam giữ một thời gian, nhưng cô ta không ngờ Hình Kiến sẽ đến giải cứu. Hình Kiến là một người thông minh, ông ta bước tới ổn định nói, tôi đã hiểu rõ sự việc rồi. Cậu Dương tuyệt đối không phải người ăn chơi đến nơi đàn đúng kia đâu, cô Đường, chuyện này là cậu Dương bị người trong nhà họ Đường các cô vu oan. Hình Kiến nhìn người rất chính xác,
ông ta tin Dương Tiêu sẽ không làm những việc quá đáng, phản bội gia đình. Hơn nữa, dựa vào thủ đoạn và thân phận của Dương Tiêu, thật sự không cần đến Xuân Thượng Nhân Gian, chỉ cần Dương Tiêu muốn phụ nữ thì cứ tùy ý ngoắc tay, chẳng phải sẽ có rất nhiều cô gái xinh đẹp sao? Đường Mộc Tuyết cười khổ mặt không còn chút máu, tự tỉ lắc đầu, đi về phía ngoài cục cảnh sát. Hình Kiến và Dương Tiêu quen nhau, đây chắc chắn là Hình Kiến gỡ tội cho Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết không hề nghe vào tai lời khuyên giải của Hình Kiến. Trong đầu cô chỉ có hình ảnh Dương Tiêu bị người phụ nữ, mặc đồng phục on ép dưới thân. Hôm nay, Dương Tiêu đã làm tam quan của cô sụp đổ, thế giới của cô long trời lở đất. Bởi vì Dương Tiêu, lần đầu tiên cô bị coi là loại người đó, bị bắt vào cục thẩm vấn. Tất cả những điều này khiến tâm Đường Mộc Tuyết nguội lạnh, Đường Mộc Tuyết hồn bay phách lạc bắt một chiếc taxi đi về nhà. Chuyện, nhìn cảnh này, Hình Kiên thực sự không biết phải làm thế nào. Đã ở bên Đường Mộc Tuyết 5 năm, Dương Tiêu còn không biết rõ tính cách của Đường Mộc Tuyết, cục trưởng Hình, lần này thực sự làm phiền ông. Tôi sẽ quay về giải thích rõ với Mộc Tuyết. Ngay khi Dương Tiêu chuẩn bị rời đi, Hình Kiến đột nhiên bắt lấy cánh tay của Dương Tiêu, nói đùa, đối phó với phụ nữ, một chiêu là đủ rồi. Ồ, chiêu gì? Dương Tiêu cảm thấy hứng thú. Hình Kiến lộ ra nụ cười của một tay lão làng rồi thấp giọng nói, phụ nữ ấy, không có chuyện gì không thể giải quyết bằng một phát súng, một không được thì hai phát. Nghe vậy, sắc mặt Dương Tiêu trở nên cứng ngắc. Điều này cũng không phải là giả. Nhiều rắc rối giữa đàn ông và phụ nữ chắc chắn có thể được giải quyết bằng cách này. Tuy nhiên, những gì Hình Kiến nói không thiết thực với anh, bây giờ anh với Đường Mộc Tuyết còn chưa trải qua cảm giác vui vẻ như cá gặp nước. Nếu lúc này ép Đường Mộc Tuyết phải quan hệ với anh, thì Đường Mộc Tuyết sẽ hận anh đến chết. Tiếp nhận chỉ bảo, Dương Tiêu dở khóc dở cười. Hình Kiến đầy ẩn ý vỗ vai Dương Tiêu, cậu Dương, đi đi, cứ theo lời tôi nói thì không còn vấn đề gì. Trong khi Dương Tiêu và Hình Kiên đang nói chuyện, Dương Dĩnh đã bỏ đi. Cô ta sợ ở lại Hình Kiến sẽ nhìn ra manh mối gì, sau đó Hình Kiến sẽ giam giữ cô ta. Hình Kiến có thân phận đặc biệt, vì vậy cô ta thực sự có thể bị bắt. Nhận được tin tức, Đường Hạo cười điên cuồng, ha 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 han Dương Tiêu, lần này xem mày sẽ giải quyết bế tắc này như thế nào. Bây giờ, mày sắp trở thành phế vật trong phế vật, cặn bã trong cặn bãi. Làm tốt làm. Rất sạch sẽ, bà nội Đường nhận được tin tức hài lòng gật đầu. Một con bão tình cảm bất ngờ ập đến với Dương Tiêu. Dương Tiêu không do dự, việc đầu tiên làm là lái xe trở về nhà. Ngay khi Đường Mộc Tuyết về đến nhà, Triệu Cầm nhìn thấy Đường Mộc Tuyết đang khóc như mưa, Mộc Tuyết, sao vậy? Con làm sao vậy, có phải bọn Đường Hạo lại nhắm vào con không? Mẹ, một Đường Mộc Tuyết có chủ kiến nhào vào trong vòng tay của Triệu Cầm. Đường Kiến Quốc nghe thấy tiếng kêu của Đường Mộc Tuyết, bước ra ngoài, con gái ngoan, con sao vậy? Có người bắt nạt con phải không? Dương Tiêu, anh ấy. Đường Mộc Tuyết rất đau lòng khi nghĩ đến việc Dương Tiêu đến nơi ăn chơi đàn đúm. Triệu Cầm an ủi Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu sao vậy? Có phải thằng phế vật vô dụng Dương Tiêu bắt nạt con không? Con gái, rốt cuộc là làm sao? Nếu như Dương Tiêu dám bắt nạt con, ba sẽ đánh gãy chân của cậu ta. Đường Kiến Quốc lạnh lùng nói. Đường Mộc Tuyết nghẹn ngào đỏ hai mắt, Dương Tiêu, anh ấy đến Xuân Thượng Nhân Gian. Cái gì, Xuân Thượng Nhân Gian? Nghe thấy bến chữ này, sắc mặt của Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm thay đổi rõ rệt. Thảo nào con gái lại buồn như vậy, hóa ra là thằng phế vật Dương Tiêu này đi tìm gái. Dương Tiêu dừng xe, nhanh chóng bước vào phòng khách. Nhìn thấy Dương Tiêu trở về, Triệu Cầm tức giận đi đến trước mặt Dương Tiêu. Có phải cậu đến Xuân Thượng Nhân Gian đúng không? Cậu có lỗi với con gái tôi đúng không? Nhìn Triệu Cầm tức giận, Dương Tiêu trịnh trọng nói, mẹ hiểu lầm rồi, con bị người khác phụ oan. Phụ oan, thật không? Vậy cậu nói cho tôi biết, cậu đi hay không đi? Triệu Cầm hỏi. Dương Tiêu hít sâu một hơi, bất chấp khó khăn nói, đi. Chát! Ngay lúc lời nói của Dương Tiêu vừa rơi xuống, Triệu Cầm đã tức giận vung tay tát vào mặt Dương Tiêu. Một cái tát cực kỳ lớn vang vọng toàn bộ phòng khách. Dưới cái tát này, trên mặt Dương Tiêu nhanh chóng xoát hiện 5 dấu ngón tay. Cảm giác được trên mặt đau như thiêu đốt, Dương Tiêu có lời khó nói, Triệu Cầm không phân rõ trắng đen, đúng sai, Dương Tiêu đã biết rõ. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng Dương Tiêu hiểu được, tương đối mà nói, trong lòng Đường Mộc Tuyết càng khó chịu hơn. Mẹ con xin lỗi, là con làm Mộc Tuyết buồn. Dương Tiêu thở dài.
Nghe thấy những lời của Dương Tiêu, Đường Kiến Quốc vô cùng tức giận, ông ta lấy một con dao bếp từ trong bếp ra, lao về phía Dương Tiêu với vẻ tức giận, muốn băm Dương Tiêu thành tám mảnh. Đường Mộc Tuyết nhìn thấy cảnh này, vội vàng bảo vệ Dương Tiêu, không. Không được, bố mẹ, hai người đừng kích động, đây là chuyện giữa con và Dương Tiêu, hai người đừng xen vào. Mặc dù Dương Tiêu đã làm những điều cô có lỗi, nhưng nhìn thấy Dương Tiêu bị đánh, Đường Mộc Tuyết cảm thấy khó chịu như bị kim đâm. Con gái, con tránh ra, bố phải băm thằng này ra. Ngày thường nhìn thằng phế vật này thành thực, không ngờ thằng phế vật này lại thâm tàng bắt lộ như vậy, vậy mà đến những chỗ ăn chơi đàn đúm kia. Dương Tiêu, Mộc Tuyết nhà tôi đã từng làm chuyện có lỗi với mày chưa? Mộc Tuyết, con tránh ra, bố phải băm cái thằng này. Người ta nói con gái là người yêu kiếp trước của ba mình quả là không sai, mặc dù Đường Kiến Quốc hiếm khi tức giận ở nhà, nhưng khi Đường Mộc Tuyết bị bắt nạt, Đường Kiến Quốc ngay lập tức tức giận, muốn cho Dương Tiêu một bài học nghiêm khắc, chút giận cho Đường Mộc Tuyết. Vẻ mặt Dương Tiêu vô cùng ảm đạm, bởi vì anh quá ngây thơ, nên lần này anh mới mắc bẫy của hai anh em Đường Hạo và Đường Dĩnh. Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm tức giận với anh như này, Dương Tiêu không hề cảm thấy tức giận. Hai người làm tất cả những chuyện này là muốn bảo vệ Đường Mộc Tuyết, không có gì phải bàn cãi. Hai người này tuy không giỏi làm người, nhưng chức vụ cha mẹ này họ vẫn làm vô cùng tốt. Nếu ai dám làm tổn thương hai con gái của họ, Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm sẽ liều mạng chiến đấu với họ. Dương Tiêu lại trầm giọng nói, bố mẹ, lần này con làm bố mẹ thất vọng. Là con không suy nghĩ kỹ, nhưng con thật sự không làm ra chuyện xấu hổ như bố mẹ nghĩ. Chưa nhảy xuống sông Hoàng Hà chưa bỏ cuộc đúng không? Đều đã đi đến những chỗ đó, ai mà tin cậu mới lạ, Mộc Tuyết, tránh ra, để bố con băm chết cậu ta đi. Triệu Cầm tức giận không thôi. Cả người Đường Kiến Quốc run lên vì tức giận, đúng vậy, Mộc Tuyết, để bố băm chết thằng này đi, dám bắt nạt con gái tao, tao phải băm mày. Bố mẹ đừng kích động, đây là chuyện giữa con và Dương Tiêu, bố mẹ, hai người đừng xen vào. Đường Mộc Tuyết kiên quyết bảo vệ Dương Tiêu, sợ Dương Tiêu lại bị bố mẹ đánh. Giờ phút này, nếu như ánh mắt có thể giết người, e rằng Dương Tiêu đã giống con ngựa bị chia năm xẻ bảy rồi. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết bướng bỉnh như vậy, Đường Kiến Quốc thở dài rất không cam lòng, sau đó đặt con dao làm bếp trên tay xuống. Triệu Cầm căm hận ngứa ngáy, bà ta nói thẳng, ly hôn. Loại đàn ông này không cần thiết phải có. Con sẽ không ly hôn với anh ấy, bố mẹ, hai người đừng THCNFCA nói nữa, con muôn ở một mình. Đường Mộc Tuyết hôn bay phách lạc nói. Triệu Cầm sững sờ nói, cái gì? Không ly hôn, loại đàn ông này không ly hôn, còn giữ qua Tết à hai? Mẹ, bây giờ con chỉ muốn yên tĩnh. Sắc mặt Đường Mộc Tuyết càng tái nhợt hơn. Đường Kiến Quốc kéo Triệu Cầm, ra hiệu cho Triệu Cầm đừng nói nhiều, Đường Mộc Tuyết sẽ tức giận. Bây giờ điều mà Đường Mộc Tuyết cần nhất là yên tĩnh, có lẽ sau khi cô suy nghĩ kỹ sẽ chủ động ly hôn với Dương Tiêu. Mặc dù Triệu Cầm chua ngoa, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, có thể hiểu được tâm trạng của con gái mình lúc này. Mặt Đường Mộc Tuyết không còn chút máu nhìn Dương Tiêu, sắc mặt Dương Tiêu nghiêm túc nói, Mộc Tuyết, anh xin thề máu, chuyện hôm nay anh thật sự bị hãm hại. Dương Tiêu không giỏi ăn nói, cũng sẽ không nói những lời hoa mỹ, đây là lần đầu tiên anh gặp phải loại chuyện này. Vì vậy, Dương Tiêu chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ đơn giản nhất bày tỏ biểu hiện của mình với Đường Mộc Tuyết. Xin thề, trên mặt Đường Mộc Tuyết tràn đầy ý cười khổ. Đàn ông làm sai, luôn thích thề thốt để che đậy những gì họ làm. Em mệt rồi, muốn yên tĩnh. Trong mắt Đường Mộc Tuyết mắt đi ánh sáng. Nói xong Đường Mộc Tuyết đi về phía phòng mình như một cái xác không hồn. Triệu Cầm nhìn Đường Mộc Tuyết trở về phòng, tức giận mắng Dương Tiếu, nghe thấy chưa? Mộc Tuyết muốn yên tĩnh, cậu còn đứng ở chỗ này làm gì? Thêm một ngạt cho Mộc Tuyết hả? Nơi này không hoan nghênh cậu cút đi. Đúng thế, mau cút đi, thừa dịp cơn tức của tao còn kiềm chế được, cút khỏi đây ngay, nếu không, tao sẽ lấy dao băm chết mày. Đường Kiến Quốc nổi trận lôi đình nói. Dương Tiêu nắm chặt tay, hít sâu một hơi, ổn định nội tâm không yên, lựa chọn rời nhà. Giờ phút này, nếu tiếp tục ở nhà không chỉ làm phiền Đường Mộc Tuyết mà còn có mâu thuẫn trực tiếp với Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc. Đây không phải là điều mà Dương Tiêu muốn thấy, nếu chuyện đã bị phát hiện, thì Dương Tiêu chỉ muốn giải quyết tốt. Lần này, Dương Tiêu rời khỏi biệt thự bên cạnh Hồ Nhạn Minh mà không hề lái xe. Đường Hạo, Đường Dĩnh, các người thật quá đáng. Trên mặt Dương Tiêu toát ra một tia lạnh lẽo. Nếu không phải hai anh em này gài bẫy anh,
quan hệ của anh với Đường Mộc Tuyết sẽ không cứng rắn như vậy, cũng sẽ không bị Triệu Cầm đánh tàn nhẫn. Lúc trước Dương Tiêu nể mặt ông cụ Đường nên đã tha cho hai anh em họ, ai có thể ngờ rằng hai anh em này càng ngày càng hung hăng với anh. Dương Tiêu bắt taxi, đồng thời gọi điện thoại cho Lý Chiến Thần, để Lý Chiến Thần chuẩn bị sẵn nhân lực, về sau nhất định phải cho Đường Hạo cùng Đường Dĩnh thay đổi sắc mặt một chút. Hổ không phô trương sức mạnh của mình, thực sự coi mình là mèo con hả? Lý Thần Chiến nhận được cuộc gọi, tập hợp 50 tinh anh nhanh nhất có thể. Sự việc xảy ra trong Long Ngũ khiến Lý Thần Chiến hoảng sợ, anh ta chỉ muốn chuộc lại tội lỗi của mình để đổi lấy sự tin tưởng của Dương Tiêu dành cho anh ta. Khi nhìn thấy Dương Tiêu, Lý Thần Chiến đã bị sốc, anh ta có thể thấy rõ một dấu bàn tay 5 ngón trên khuôn mặt của Dương Tiêu. Điện hạ, anh đây là... Lý Thần Chiến ngắn người hỏi. Trong ấn tượng của anh ta, thực lực của Dương Tiêu xuất sắc, sao có thể bị ăn tát? Lý Thần Chiến không phải kẻ ngốc. Sau khi nghĩ kỹ mới biết chắc chắn trong nhà Dương Tiêu có chuyện. Dương Tiêu lạnh giọng nói, đừng hỏi nhiều như vậy, tìm Đường Hạo, Đường Dĩnh ngay cho tôi. Vâng, Lý Thần Chiến cung kính hét lên. Không lâu sau, Lý Thần Chiến đã tìm ra tung tích của hai người, khởi bẩm điện hạ, lúc này Đường Hạo đang ở câu lạc bộ dưỡng sinh trên đường Giản Đông, còn Đường Dĩnh hình như đang ở biệt thự của bà nội Đường. Dương Tiêu suy nghĩ một chút, dứt khoát nói. Đi theo tôi đến câu lạc bộ dưỡng sinh trên đường Giản Đông, bắt Đường Hạo. Vâng, Lý Thần Chiến vẫy tay kêu lên. Một nhóm người vội vã đi về phía câu lạc bộ dưỡng sinh trên đường Giản Đông. Đường Dĩnh đang ở trong biệt thự của bà cụ Đường, nếu Đường Dĩnh bị bắt chắc chắn sẽ đả động đến bà nội Đường. Một khi bà nội Đường bị đả động thì Đường Mộc Tuyết sẽ biết, chuyện này không cần thiết. Vì vậy, Dương Tiêu lấy Đường Hạo khai đao trước, khiến Đường Hạo phải trả giá bằng máu. Đường Hạo đang tận hưởng trong câu lạc bộ dưỡng sinh không biết rằng một cơn khủng hoảng vô hình đã lặng lẽ ập đến. Nằm trên giường, Đường Mộc Tuyết như chút hết sức lực, nằm trên giường gục xuống nước mắt thắm ướt gối trắng. Tại sao, Dương Tiêu, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao anh lại cho em hy vọng rồi lại để em thất vọng? Đường Mộc Tuyết lẩm bẩm một mình. Giờ phút này, thế giới của Đường Mộc Tuyết u ám, trong lòng đau đến khó thở. Đường Mộc Tuyết thực sự không thể hiểu nổi tại sao những ngày này Dương Tiêu lại nuôi hy vọng cho bản thân, tự mình mang đến bất ngờ này đến bất ngờ khác, cho đến khi cô yêu Dương Tiêu hoàn toàn, cô đã chuẩn bị trao cho anh toàn bộ tâm của mình vậy mà lại xảy ra một cú sốc như vậy. Nếu không phải có chuyện này, Đường Mộc Tuyết đã suy nghĩ kỹ, tối nay sẽ trao mình cho Dương Tiêu, sinh cho Dương Tiêu một đứa con. Cô sẽ không quan tâm về những tranh chấp trong nhà họ Đường, sống một cuộc sống có chồng có con, bình thường và yên bình. Nhưng không ngờ Dương Tiêu lại phản bội tình cảm của hai người. Như đã biết, lừa dối và phản bội là thứ khó bao dung nhất trong một mối quan hệ. Đường Mộc Tuyết như nghẹt thở khi nghĩ đến cảnh Dương Tiêu bị người phụ nữ mặc đồng phục on đè xuống. Cô thực sự không hiểu tại sao Dương Tiêu lại làm chuyện này. Không lẽ Dương Tiêu muốn giải quyết nhu cầu? Nhưng, đợi thêm vài giờ nữa cũng không được sao. Cô đâu nói không cho Dương Tiêu đâu. 5 năm qua. Dương Tiêu cho cô cảm giác cô an toàn và đáng tin cậy, mặc dù Dương Tiêu rất vô dụng, nhưng anh trung thành với tình cảm này, trung thành với mình. Bây giờ theo ý của Đường Mộc Tuyết, là cô quá ngây thơ, không biết 5 năm qua, Dương Tiêu đi tới những nơi ăn chơi đàn đúm như vậy bao nhiêu lần để giải quyết nhu cầu của mình. Nghĩ đến bức ảnh cô gái trẻ ôm cánh tay Dương Tiêu mà Đường Hạo gửi cho mình lúc trước, mặt Đường Mộc Tuyết càng không có chút máu. Hóa ra Dương Tiêu đã phản bội tình cảm của họ rồi. Nhưng cô lại quá tin tưởng Dương Tiêu. Về phần ly hôn với Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết chưa từng có ý nghĩ như vậy. Trong 5 năm, một con mèo nhỏ và con chó con đã có tình cảm, chưa kể Dương Tiêu là chồng cô trên danh nghĩa. Trong 5 năm qua, tâm của Đường Mộc Tuyết đã chấp nhận Dương Tiêu, trong khoảng thời gian này cô đã yêu Dương Tiêu. Tình yêu đã thấu xương, sao cô nỡ lòng ly hôn? Đường Mộc Tuyết biết cô đang tự chà đạp bản thân mình, nhưng sau cùng... Cô không muốn kết thúc mối quan hệ này. Tha thứ cho Dương Tiêu không? Ngoại tình không lần và vô số lần, Dương Tiêu thực sự biết quay đầu là bờ không? Không phải Đường Mộc Tuyết chưa từng nghĩ chuyện này do Đường Hạo và Đường Dĩnh hãm hại, nhưng giải thích thế nào về việc Dương Tiêu bị một người phụ nữ đè dưới thân? Cho dù bị Đường Hạo và Đường Dĩnh hãm hại, Dương Tiêu cũng có thể lựa chọn phản kháng. Nói trắng ra, trong lòng Dương Tiêu vẫn có tâm lý bồng bột, muốn mê muội. Đường Mộc Tuyết không dám nghĩ nhiều, ra đầu lúc này sắp nổ tung. Xưa nay xe ngựa chạy rất chậm, thư từ rất xa, cả đời chỉ yêu được một người.
Dương Tiêu, tại sao khi anh để em sinh ra sự dựa dẫm, hoàn toàn yêu anh, sau đó anh lại một dao giết em? Trong phòng khách, vẻ mặt Đường Kiến Quốc ủ rũ nói, thật sự không ngờ Dương Tiêu lại là người như vậy. Trông thành thật, vậy mà lại có lỗi với Mộc Tuyết, thật ghê tởm. Loại đàn ông này chẳng những vô dụng, còn có lỗi với gia đình, sống chỉ lãng phí không khí. Ông ở nhà trông Mộc Tuyết, tôi ra ngoài có chút việc. Triệu Cầm dặn dò. Sau khi thu dọn một chút, Triệu Cầm tô son hàng hiệu nổi tiếng, xách chiếc túi Hermes vừa mua ra ngoài. Bà ta đã hẹn với một số người bạn chơi bài, đợi lát nữa còn phải chơi mạt chược. Triệu Cầm bước ra từ biệt thự bên Hồ Nhạn Minh như một người vợ giàu có. Nhìn thấy cách ăn mặc của Triệu Cầm, rất nhiều người có mặt đều ghen tị, mà Triệu Cầm rất hài lòng với những thứ hư vinh này. Lúc trước bà ta đi dạo trên phố, ăn mặc lôi thôi, bị chỉ trỏ, luôn bị cười nhạo như một trò đùa. Bây giờ, Triệu Cầm đã thay đổi khẩu súng của mình, bà ta muốn làm cho tất cả những người coi thường bà ta phải hối hận sâu sắc. Gọi một chiếc xe, không tới 20 phút, Triệu Cầm đã xuống xe. Ngay sau khi xuống xe, một bóng người cao lớn mặc một chiếc quần bó màu đen dừng lại trước mặt Triệu Cầm. Dáng người xinh đẹp này rất duyên dáng, chiếc khăn choàng dài của người phụ nữ mặc đồ đen càng tôn lên thân hình hoàn mỹ. Thật đáng tiếc khi người phụ nữ mặc đồ đen đeo một chiếc mặt nạ màu đen, làm người ta không thể nhìn thấy sự quyến rũ của cô ta. Tuy nhiên, từ đường nét và khí chất anh hùng của người phụ nữ này, có thể rằng người phụ nữ này vô cùng xinh đẹp, nhưng cô ta không muốn tiếp xúc. Bị một nữ anh hùng chặn trước mặt, Triệu Cầm cau mày, cô mù à? Đường rộng như vậy, lại phải dừng trước mặt tôi. Nếu như chậm trễ thời gian tôi đánh bài, cô chịu trách nhiệm nổi không? Bà là Triệu Cầm đúng không? Mẹ vợ của anh Dương. Giọng nói của người phụ nữ mặc đồ đen lạnh lùng khác thường. Triệu Cầm kinh ngạc, hả? Cô là ai? Làm sao cô biết chuyện này? Đối mặt với câu hỏi của Triệu Cầm, người phụ nữ mặc đồ đen từ chối trả lời, nheo mắt nói với giọng ra lệnh, từ nay về sau, đừng để tôi nhìn thấy bà làm nhục anh Dương, nếu không, tôi sẽ không quan tâm để bà biến mất khỏi thế giới này. Cái gì? Để bản thân mình biến mất khỏi thế giới? Nghe thấy điều này, tính khí của Triệu Cầm nổi lên ngay lập tức. Chậc, để tôi biến mất khỏi thế giới này. Sao cô lại ăn nói lớn tiếng như vậy? Đeo mặt nạ thì không phải là cô nữa hả? Ai cho cô can đảm nói chuyện với tôi như thế này? Không lẽ cô là con bồ nào của thằng phế vật Dương Tiêu? Đừng nói đến việc sỉ nhục cậu ta, tôi còn muốn giết cậu ta, biết không hả? Trong mắt bà đây cậu ta còn không bằng cả một con chó. Triệu Cầm duỗi thẳng eo, hoàn toàn không để ý tới người phụ nữ mặc đồ đen. Chát! Ngay khi Triệu Cầm đang tự cao tự đại, người phụ nữ mặc đồ đen vung tay hung hăng tát vào mặt Triệu Cầm. Một cái tát cực kỳ chói tai khiến Triệu Cầm lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất. Trong mắt người phụ nữ mặc đồ đen lộ ra vẻ thù địch, lần này tôi chỉ cảnh cáo nhỏ. Nếu bà dám làm nhục anh Dương, tôi sẽ không buông tha cho bà. Ngay sau đó, một tiếng thét cao hơn 120 decibel vang lên, Triệu Cầm che mặt nói, mẹ kiếp, đồ đĩ cô dám đánh tôi. Bà đây đánh nhau với cô. Trong phút chốc, Triệu Cầm từ trên mặt đất bật dậy, dùng móng vuốt túm lấy người phụ nữ mặc đồ đen. Ngay lúc Triệu Cầm chuẩn bị bắt lấy người phụ nữ mặc đồ đen, tay phải của người phụ nữ mặc đồ đen đã tóm lấy cổ Triệu Cầm nhanh như chớp. Ánh mắt người phụ nữ mặc đồ đen u ám, cô ta dùng sức một chút, Triệu Cầm đã bị người phụ nữ mặc đồ đen nhấc lên như một con gà nhỏ. Người phụ nữ mặc đồ đen không nói, nhưng lại tăng thêm sức lực, suýt chút nữa làm Triệu Cầm tắt thở. Cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo toát ra từ trên người người phụ nữ mặc đồ đen, một cảm giác ớn lạnh từ gót chân cô ta truyền lên người Triệu Cầm. Ngay lúc Triệu Cầm sắp chết, người phụ nữ mặc đồ đen ném Triệu Cầm xuống đất, bà còn nhớ vừa rồi tôi đã nói gì không? Nhớ, nhớ kỹ, tôi biết mình sai rồi, tôi không dám nhắm vào Thăng Phê. Tôi không dám nhắm vào Dương Tiêu nữa. Triệu Cầm dùng mình. Lúc này, trên trán Triệu Cầm đổ đầy mồ hôi lạnh, suýt chút nữa đã suýt chết. Người phụ nữ mặc đồ đen hừ lạnh, nếu có lần nữa, tôi bảo đảm sẽ cho bà biến mất khỏi thế giới này. Vâng vâng, vẻ mặt Triệu Tần hoảng sợ, mồ hôi rơi như mưa. Triệu Cầm sửng sốt, bóng dáng của người phụ nữ mặc đồ đen nhanh chóng biến mất khỏi trong đám người. Nhìn chằm chằm hướng người phụ nữ mặc đồ đen rời đi, Triệu Cầm khó khăn nuốt nước bọt. Vẻ hoảng sợ trong mắt thật lâu cũng không tiêu tan. Nếu Dương Tiêu có mặt ở đây, chắc chắn anh sẽ nhận ra thân phận của người phụ nữ này, hơn nữa còn vui mừng khôn xiết.
Đây là người mà anh đã vất vả tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy. Cùng lúc đó, Dương Tiêu đã đến cửa câu lạc bộ dưỡng sinh. Anh là ai? Người phục vụ ở cửa nhanh chóng chặn anh lại. Lý Thần Chiến đá người phục vụ, Bang Răng Cá Mập giải quyết việc, những kẻ không có phận sự mau tránh ra. Bang Răng Cá Mập, đây không phải là sức mạnh của Lý Thần Chiến sao? Nghĩ đến sát thần Lý Thần Chiến làm việc, tất cả những người trong câu lạc bộ dưỡng đều im lặng cho Dương Tiêu và Lý Thần Chiến vào. Trong một phòng bao nào đó, trên mặt Đường Hạo tràn đầy vẻ vui đùa, chậc chậc chậc. Dương Tiêu, đồ phế vật này, lần này mày há hốc mồm rồi chứ? Cậu Đường, thủ tục hay hoàn thành trong một bước. Một người phụ nữ kỹ thuật như hoa ở bên cạnh cười quyến rũ. Đường Hạo nhếch mép nói, đương nhiên là thủ tục. Cậu Đường, anh thật hư nha. Người ta thích, người phụ nữ cười xấu hổ. Ha 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 ha, chờ em làm tôi sảng khoái, tôi sẽ bao cho em 1.000 tệ. Đường Hạo cười sảng khoái. Ngay lúc Đường Hạo đang định chơi vui vẻ, cửa phòng bao đột nhiên bị đá tung ra, sắc mặt Dương Tiêu lạnh lùng bước vào. Nhìn thấy Đường Hạo đang chuẩn bị chơi vui vẻ, Dương Tiêu lạnh lùng nói, Đường Hạo, xem ra cuộc sống tạm bợ của anh rất thoải mái. Dám hãm hại tôi, Đường Hạo, anh cho rằng mình nổi hay là Dương Tiêu tôi không chống được sao? Cảm nhận được luồng sát khí sộc thẳng vào mặt, Đường Hạo sợ hãi sắp tè ra quần, sau đó lại nhìn về phía ông lớn Lý Thần Chiến đích thân đi tới, Đường Hạo nuốt nước bọt, lập tức mặc quần vào, hoảng sợ nhìn Dương Tiêu, các người muốn làm gì? Người phụ nữ đang chuẩn bị hầu hạ Đường Hạo nhìn thấy có rất nhiều người xông vào, cô ta hoảng sợ nói, các người là ai? Bang Răng Cá Mập giải quyết việc, cút, sắc mặt Lý Thần Chiến u ám kêu lên. Khi nghe thấy ba chữ Bang Cá Mập, người phụ nữ nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Những người làm công việc như họ đặc biệt quan tâm đến vùng đất xám. Bang Cá Mập là thế lực của sát thần Lý Thần Chiến. Cô ta không dám nói những điều vô nghĩa, sợ nhóm người ở hiện trường tức giận. Sắc mặt Dương Tiêu vô cùng ảm đạm, lần đầu tiên sau 5 năm, Dương Tiêu tức giận nổi trận lôi đình đúng nghĩa. Dương Tiêu tha thứ cho những việc đáng xấu hổ mà Đường Hạo đã làm trước đây. Nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng được việc phá hỏng mối quan hệ giữa anh và Đường Mộc Tuyết. Lý Thần Chiến thấp giọng nói, Điện Hạ, cần các anh em giết anh ta không? Cái gì, giết, Đường Hạo sợ chết khiếp. Anh ta loạng choạng lùi lại, đẩy vào góc tường, sợ bị Lý Thần Chiến dùng dao giết chết trong phòng bao. Dương Tiêu chưa từng muốn chém chết Đường Hạo, nhưng nếu Đường Hạo chết, sẽ chỉ làm tăng thêm mâu thuẫn giữa anh và Đường Mộc Tuyết. Nếu Đường Hạo xảy ra chuyện, mặc dù có thể chút giận nhưng cũng không thể giải quyết mối hiểu lầm quan trọng. Đường Hạo kinh hãi nhìn chằm chằm Dương Tiêu, mày muốn làm gì? Tao nói cho mày biết, nếu mày dám làm tổn thương tới một sợi tóc của tao, bà nội tuyệt đối sẽ không tha cho mày. Đường Hạo, anh còn dám lấy bà nội ra áp chế tôi? Đúng, không sai, anh là cháu đích tôn của bà nội, vậy thì sao? Bây giờ bà ta còn có thể cứu anh, nghe thấy Đường Hạo còn dám uy hiếp mình. Ánh mắt Dương Tiêu tràn đầy ngọn lửa cuồng nộ. Đường Hạo rụt cổ sợ hãi nói, mày muốn làm gì? Muốn tiền, tao có thể đưa cho mày. Nếu muốn phụ nữ, hôm nay tao mời, mày có thể tùy tiện chọn địa điểm mình muốn. Dương Tiêu nhìn chằm chằm Đường Hạo, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, ngay sau đó, Dương Tiêu hung hăng đạp vào bụng Đường Hạo. Đường Hạo giống như con chim sợ hãi, cộng thêm có Lý Thần Chiến ngồi điều khiển, anh ta hoàn toàn không dám phản kháng. Khi Dương Tiêu đá vào bụng anh ta, Đường Hạo hét lên một tiếng. Nhìn thấy chai bia bên cạnh, Dương Tiêu tức giận cầm chai bia đập vào trán Đường Hạo. Một tiếng bốp, chai bia vỡ tung tóe trên trán Đường Hạo đau đớn ngất xỉu tại chỗ. Dương Tiêu nói với Lý Thần Chiến, tạt nước lạnh cho anh ta tỉnh lại. Xối một chậu nước lạnh lên người Đường Hạo giật mình tỉnh lại. Lúc này Đường Hạo vô cùng hoảng sợ, đầu đau đớn kinh khủng. Có thể cảm giác được trán và da đầu đều vỡ nát. Dương Tiêu, mày, đừng có quá đáng. Đường Hạo hoảng sợ. Đường Hạo không ngờ Dương Tiêu lại nổi điên như vậy, làm anh ta kinh hãi. Theo quan điểm của Đường Hạo, sở dĩ Dương Tiêu thay đổi nhiều như vậy là do Đường Mộc Tuyết hướng dẫn cho anh. Đường Hạo không bao giờ ngờ rằng Dương Tiêu vẫn sẽ gay gắt như vậy sau khi mối quan hệ của anh và Đường Mộc Tuyết trở nên cứng nhắc. Không lẽ là anh ta chọc tức người thành thật? Đường Hạo biết người thành thật thường nhẫn nhịn khi gặp khó khăn, nhưng nếu đẩy người thành thật đến một mức độ nào đó, người thành thật sẽ nổi điên. Chỉ là người thành thật không tức giận mà thôi,
khi nổi cơn điên lên thì không ai có thể chống lại được, người thành thật tức giận, thường có kẻ phải trả giá bằng máu. Dương Tiêu đá mạnh vào xương đầu gối của Đường Hạo lại kêu lên như heo bị giết. Dương Tiêu nhìn chằm chằm Đường Hạo đang sợ hãi hỏi, chuyện này là anh và Đường Dĩnh thiết kế đúng không? Tôi, Đường Hạo mở miệng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đường Hạo biết rất rõ nếu anh ta thừa nhận, nhất định sẽ bị Dương Tiêu chém thành tám mảnh. Dương Tiêu lạnh lùng nói, tốt nhất anh nên nói thật, nếu để tôi biết có nửa câu giả dối, tôi bảo đảm anh có thể thấy não của mình. Nhìn thấy não của mình, trước nay Đường Hạo luôn kẻ bắt nạt, kẻ mềm sợ cứng, giờ anh ta hoàn toàn sợ hãi. Không, không phải tôi làm, đó là ý của bà nội và Đường Dĩnh. Anh làm loạn trong cuộc họp thường niên, làm xấu mặt nhà họ Đường, bà nội muốn trả thù anh. Anh không để Đường Dĩnh xuống đài được, trong đó cũng có phần Đường Dĩnh nhúng tay vào. Lòng dạ phụ nữ là độc ác nhát, tôi bị ép phải tham gia vào đó. Đường Hạo hoảng sợ nói. Đến giờ, Đường Hạo vẫn mang tâm lý chỉ cần mình sống là được. Bà nội, Đường Dĩnh, đừng trách tôi vu oan cho hai người, nhưng tôi thực sự không muốn chết. Nếu bà nội Đường và Đường Dĩnh biết Đường Hạo đã vô liêm sỉ đổ mọi chuyện lên đầu bọn họ như vậy, có lẽ bọn họ sẽ khiến Đường Hạo thừa sống thiếu chết. Dương Tiêu cau mày nói, là thật. Là thật, là thật, tôi thề, nếu tôi có nửa lời giả dối đi ra ngoài sẽ bị xe đâm chết. Khát vọng sinh tồn mãnh liệt bùng lên trong người Đường Hạo. Nghe lời thề của Đường Hạo, Dương Tiêu phất tay hét lên, đánh, đánh một trận nhớ đời cho tôi. Nghe vậy, Đường Hạo vội vàng nói, Dương Tiêu, thật sự không phải tôi làm. Tôi không phải chủ mưu, tôi cũng là người bị hại. Đáng tiếc là Dương Tiêu không nghe lời bao biện của Đường Hạo, anh biết dựa vào tính cách của Đường Hạo, anh ta ước gì mình và Đường Mộc Tuyết có thể bị mất mặt. Việc này chắc chắn phải có phần của Đường Hạo nhúng tay vào, chỉ là bây giờ bà nội Đường và Đường Dĩnh đang ở cùng nhau, Dương Tiêu không thể làm loạn. Lúc còn sống ông cụ Đường có ơn với anh có thể động vào Đường Hạo và Đường Dĩnh, nhưng anh không thể dễ dàng động vào bà nội Đường. Bà nội Đường là vợ chính của ông cụ Đường, cho dù anh tức giận đến đâu cũng không thể khiến bà nội Đường rơi vào bước đường cùng. Bà nội, lần này tôi sẽ không làm phiền các người, hy vọng sau này các người sẽ không làm những chuyện quá xấu, nếu không cho dù năm đó ông cụ Đường có ơn với tôi cũng sẽ khiến cả nhà họ Đường của bà cũng không cần tồn tại. Đôi mắt của Dương Tiêu bắn ra một tia sáng sắc bén giống như đại bàng, chim ưng, khiến người ta khiếp sợ. Tối nay, Dương Tiêu dự định xuống tay với Đường Hạo trước, đồng thời cảnh cáo mọi người trong nhà họ Đường nên suy nghĩ kỹ thu lại tâm tư nhỏ đó. Đường Hạo bị người của Lý Thần Chiến đánh một trận, mặt mũi sưng xanh, vô cùng chật vật, không hoàn hảo đắc ý như cậu chủ Đường Hào Môn trước đây. Mọi người dừng lại, Đường Hạo như được đặc xá, nhìn Dương Tiêu run rẩy nói, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, tôi không dám tái phạm nữa. Ít nói nhảm đi, tối nay anh giải thích rõ với Mộc Tuyết, nếu không tôi bảo đảm sẽ khiến anh sống không bằng chết. Dương Tiêu nghiêm mặt nói. Đường Hạo vội vàng gật đầu như gà mỏ thóc. Dương Tiêu mang theo Đường Hạo đến biệt thự bên Hồ Nhạn Minh, chào hỏi với Lý Thần Chiến để cho Lý Thần Chiến đi về trước. Anh không muốn Đường Mộc Tuyết biết anh thân với Lý Thần Chiến, nếu không, Đường Mộc Tuyết sẽ càng thêm thất vọng về anh. Đến cửa biệt thự, Dương Tiêu cảnh cáo Đường Hạo, đợi lát nữa anh biết nên nói thế nào rồi chứ. Biết, Đường Hạo nuốt nước bọt. Đường Mộc Tuyết cảm thấy lồng ngực căng cứng, vừa định đi ra uống thuốc giảm, đúng lúc nhìn thấy Đường Hạo và Dương Tiêu bước vào. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết, Đường Hạo vội vàng chạy tới chỗ Đường Mộc Tuyết, vội vàng nói, Mộc Tuyết, tôi sai rồi, tôi khốn nạn, chuyện này là một cái bẫy. Là cái bẫy mà bà nội và Đường Dĩnh gài Dương Tiêu. Dương Tiêu trúng bẫy của bọn bà nội. Cái gì, bà nội và Đường Dĩnh gài bẫy Dương Tiêu? Thân thể Đường Mộc Tuyết sững sờ, đôi mắt đẹp chớp động, nhìn Dương Tiêu, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Chẳng lẽ là mình thật sự hiểu lầm Dương Tiêu? Đường Mộc Tuyết nhìn Đường Hạo với vẻ mặt phức tạp, anh. Mọi chuyện anh nói là thật. Là thật, tất cả đều là sự thật, là bà nội và Đường Dĩnh hãm hại Dương Tiêu. Cuộc họp thường niên bị làm loạn, cộng thêm bị tổn thất 800 vạn, bà nội tức giận đến mức tìm mọi cách ngăn cản cô và Dương Tiêu không xuống đài được. Lúc cô đi làm, không dễ xuống tay nên mới xuống tay với Dương Tiêu trước. Đường Hạo vội vàng nói. Đường Hạo đổ hết nước bẩn lên người bà nội Đường và Đường Dĩnh, hoàn toàn nói mình trong sạch, để tránh cho Dương Tiêu hận mình. Nghe vậy, suy nghĩ của Đường Mộc Tuyết càng thêm rối rắm. Cô không ngờ rằng đây là Dương Tiêu bị Đường Dĩnh và bà nội Đường hãm hại,
cô chỉ biết Dương Tiêu bị một người phụ nữ đè dưới thân, điều này khiến Đường Mộc Tuyết không chịu nổi. Đường Mộc Tuyết thật sự không hiểu tại sao Dương Tiêu lại bị người phụ đè dưới thân, Dương Tiêu sẽ không phản kháng sao? Dương Tiêu là một người đàn ông to lớn, dáng vẻ gầy yếu nhưng thân hình cơ bắp cuồn cuộn, cường tráng, làm sao có thể bị một người phụ nữ yếu đuối đè dưới thân? Tất cả những điều này cho thấy Dương Tiêu vẫn còn muốn mê muội, hành vi này được gọi là hành vi ngoại tình. Đường Mộc Tuyết gả cho Dương Tiêu một cách vội vàng không có tình yêu, cô thực sự không thể chấp nhận một sự thật như vậy. Dương Tiêu bước tới nói, Mộc Tuyết, bây giờ em có thể tin anh trong sạch chưa? Cậu trong sạch, nếu cậu trong sạch, thì những người đàn ông khác trên thế giới này sẽ không có tỉ vết. Thế giới đen như quả, Dương Tiêu, đừng bào chữa. Lúc này, một tiếng kêu sắc bén vang lên, giọng nói đầy giận dữ của Triệu Cầm vang lên. Lúc này, trên mặt Triệu Cầm hiện lên một vết tát rõ ràng, hiển nhiên Triệu Cầm ở bên ngoài đã bị người ta tát. Đường Mộc Tuyết kinh ngạc nhìn Triệu Cầm hỏi, mẹ sao vậy? Có phải mẹ đã đắc tội ai ở bên ngoài không? Nhắc tới chuyện này, Triệu Cầm không khỏi tức giận, chỉ vào Dương Tiêu nói, Mộc Tuyết, mẹ nói với con, tuy Dương Tiêu trông thành thật, nhưng thật ra cậu ta ra tay rất tàn nhẫn, cậu ta ở ngoài tìm một người tới đánh mẹ, vết hằn trên mặt mẹ là do con đĩ đó làm. Cái gì? Dương Tiêu tìm người đánh mẹ mình. Dương Tiêu, anh, sao anh có thể đối xử với mẹ em như thế này? Đường Mộc Tuyết tái mặt. Chẳng lẽ mọi thứ trước đây Dương Tiêu làm đều là giả vờ? Cho dù Triệu Cầm có quá đáng như thế nào, bà ta cũng là mẹ ruột của cô. Trước đó vì mình, Dương Tiêu đã phải chịu nhiều ấm ức anh cũng sẽ nhẫn nhịn, điều này làm Đường Mộc Tuyết rất cảm động. Nhưng mà, không ngờ lần này Dương Tiêu lại tìm người đánh mẹ. Giờ phút này càng khiến Đường Mộc Tuyết không thể chấp nhận được. Nghĩ đến Triệu Cầm mới tát Dương Tiêu không lâu, nhưng bây giờ Triệu Cầm đã bị trả lại, đây là đang ám chỉ điều gì sao? Dương Tiêu cứng đờ, anh không có. Mặc dù vợ chồng Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm đã có hiềm khích với anh từ 5 năm trước, nhưng Dương Tiêu không hề có ý nghĩ tìm người đánh Triệu Cầm. Dương Tiêu không thể ra làm chuyện bất hiếu như vậy, vì anh yêu Đường Mộc Tuyết, nên anh sẽ tôn trọng cha mẹ của Đường Mộc Tuyết. Không có thì vết hằn trên má tôi làm sao mà có. Dương Tiêu cậu được lắm, bây giờ cánh cậu cứng cáp muốn bay rồi phải không? Cậu đến nơi ăn chơi đàn, Mộc Tuyết chịu ấm ức, bà đây tát cậu là không nên hả? Vậy mà cậu lại tìm người tới đánh tôi, cậu thật độc ác. Triệu Cầm tức giận nói. Dương Tiêu sững sờ, sao anh có thể tìm người tới đánh Triệu Cầm chứ? Đường Hạo vui mừng trong lòng, Dương Tiêu à Dương Tiêu, mày thật sự đang tìm chết. Dạy dỗ tôi thì cũng thôi đi, lại còn tìm người tới đánh Triệu Cầm, Đường Hạo hiểu rất rõ tính cách chanh chua của Triệu Cầm, anh ta biết, đợi lát nữa Triệu Cầm nổi điên, quan hệ giữa Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết chắc chắn sẽ càng trở nên cứng rắn hơn. Lúc này, Triệu Cầm mới chú ý tới Đường Hạo mặt mũi sưng xanh, Đường Hạo, cậu cũng bị phế vật này đánh. Làm sao có khả năng đó được, Dương Tiêu tốt bụng như vậy, sao có thể đánh tôi? Đừng nói nhảm, Đường Hạo vội vàng nói. Nhìn thấy Đường Hạo hoảng sợ, Đường Mộc Tuyết cùng Triệu Cầm biết Đường Hạo cũng bị Dương Tiêu đánh. Nghĩ đến đây, Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu càng thêm khó chịu. Trong phút chốc, hai mắt Đường Mộc Tuyết đỏ hoe, cô thật sự không ngờ Dương Tiêu lại là người như vậy. Dương Tiêu nhanh chóng nói, Mộc Tuyết, em phải tin anh thật sự không tìm người đánh mẹ. Ha, người không phải cậu tìm, cậu lừa quỷ hả, chính cậu tìm người tới đánh tôi, mặc dù người phụ nữ kia đeo mặt nạ, nhưng trông đẹp. Thân hình cao gầy, có lồi có lõm, Dương Tiêu, người phụ nữ kia là bồ của cậu đúng không? Cậu đừng phủ nhận, Triệu Cầm tức giận mắng. Đột nhiên Dương Tiêu nhíu mày, đeo mặt nạ, thân hình cao gầy. Đột nhiên, cửa phòng khách bị đẩy ra, bà nội Đường tức giận bước vào, nhìn thấy khuôn mặt xương xanh của Đường Hạo, tim của bà ta gần như tan nát. Hạo, cháu ngoan của bà, sao cháu lại bị đánh ra nông nỗi này? Vừa rồi bà ta gọi điện cho Đường Hạo mất liên lạc. Bà nội Đường nghi ngờ Dương Tiêu có hành động gì với Đường Hạo. Kết quả là, bà nội Đường lập tức đứng dậy đi nhanh về phía biệt thự bên Hồ Nhạn Minh, đúng lúc Triệu Cầm đã trở về. Triệu Cầm nào dám làm trái lệnh bà nội Đường đi theo bà ta vào. Đường Hạo nhìn thấy bà nội Đường như nắm được cọng rơm cứu mạng, chạy tới trước mặt bà nội Đường, quỳ trước bà nội Đường nói, bà nội, cháu bị Dương Tiêu đánh. Cái gì, thằng phế vật này dám đánh cháu? Bà nội Đường tức giận nói. Đường Hạo vừa khóc vừa nói, vâng bà nội, thằng phế vật này đã liên thủ với Lý Thần Chiến đánh cháu,
đánh cháu thê thảm. Thằng phế vật này còn bảo cháu đổ oan cho bà và Đường Dĩnh, bảo cháu nói với Mộc Tuyết những chuyện này là do bà và Đường Dĩnh hãm hại nó. Bà nội, lần sỉ nhục này bà không thể nhịn. Rõ ràng là thằng phế vật này chủ động đi tìm gái, dựa vào đâu mà nói là bà nội và Đường Dĩnh đổ oan cho nó. Quá ghê tởm, thật sự quá ghê tởm. Nghe đến đây, bà nội Đường đột nhiên hiểu ra. Bà ta đã hướng dẫn Đường Hạo và Đường Dĩnh làm việc này, nên bà ta biết rất rõ ràng. Dương Tiêu, cậu thật quá đáng. Bà nội Đường tức giận chỉ vào mặt Dương Tiêu. Dương Tiêu nắm chặt tay, bà nội Đường và Đường Hạo quá vô sỉ đến mức thật sự kinh hãi. Nghe vậy, Đường Mộc Tuyết nhắm mắt lại, hàng lệ từ từ rơi xuống. Triệu Cầm nghe đến đây, sắc mặt tức giận đỏ bừng, Dương Tiêu, cậu thật sự không phải là cái thá gì. Chuyện cậu làm sai, còn muốn đổ oan cho người khác. Cậu còn là con người không? Mộc Tuyết, mẹ nói với con, nếu con không ly hôn với thằng phế vật này, mẹ sẽ thở không ra hơi. Người phụ nữ mặc đồ đen kia đã nói, nếu mẹ dám nhằm vào Dương Tiêu nữa thì cô ta sẽ khiến mẹ biến mất khỏi thế giới này. Đường Mộc Tuyết khóc không ra tiếng, cô còn tưởng mình đã hiểu lầm Dương Tiêu, nhưng không ngờ, đầu tiên Dương Tiêu đánh Đường Hạo, vụ oan cho bà nội Đường và Đường Dĩnh, sau đó lại tìm một cô gái xinh đẹp đánh mẹ cô, chuyện này là như thế nào? Là đang ra oai giữ lập trường của mình. Mộc Tuyết, xin em hãy tin anh thật sự bị người ta hãm hại, anh không tìm người đánh mẹ. Trên trán Dương Tiêu đổ đầy mồ hôi lạnh. Ban đầu, Dương Tiêu định tìm Đường Hạo làm rõ mọi việc, giờ thì hay rồi. Mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng mà ngược lại ngày càng gay gắt. Triệu Cầm trừng mắt nhìn Dương Tiêu, không phải cậu tìm người làm. Vậy người phụ nữ mặc đồ đen mà tôi gặp trong chỗ đánh mạt trược là ai? Cậu mau nói rõ cho tôi. Dương Tiêu há hốc mồm, thật sự không biết nên giải thích như thế nào. Anh thật sự không biết người phụ nữ mặc đồ đen, càng không tìm người tát Triệu Cầm. Triệu Cầm hung hăng nhìn chằm chằm Dương Tiêu nói, không nói được đúng không? Mộc Tuyết. Loại đàn ông lòng dạ rắn rết này, sau này còn có thể hại chết gia đình chúng ta. Không cần nói gì nữa, ly hôn đi. Dương Tiêu nhíu mày, người phụ nữ mặc đồ đen. Rốt cuộc người phụ nữ mặc đồ đen này là ai? Đột nhiên, trong đầu Dương Tiêu xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp, ánh mắt lập tức khóa chặt trên người Triệu Cầm, cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Dương Tiêu, Triệu Cầm lảo đảo lùi lại. Cậu muốn làm gì? Cậu còn định đánh tôi trước mặt Mộc Tuyết hả? Triệu Cầm chỉ vào Dương Tiêu gầm lên. Dương Tiêu trầm giọng hỏi, người phụ nữ kia cao khoảng 1m7. Trên mặt nạ màu đen có khắc một hình chim ưng. Bị Dương Tiêu hỏi, Triệu Cầm suy nghĩ kỹ, ánh mắt chợt sáng lên, đúng vậy, cao hơn Mộc Tuyết khoảng 1-2 cm. Trên mặt nạ hình như có một cái đầu chim ưng, cậu nói không sai, cậu còn biết cô ta, bây giờ cậu còn dám nói không quen biết cô ta nữa không? Chắc chắn là cậu tìm cô ta đến đánh tôi ảnh huyên, là em sao? Đột nhiên Dương Tiêu rất phấn khích. 5 năm trước, cảnh tượng kia lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí Dương Tiêu, anh gia nhập quân đội theo ý của Long Chủ thế hệ thứ nhất, tôi luyện thành lưỡi dao sắc bén của quốc gia, cuối cùng trở thành đội trưởng đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng. 5 năm trước, khi họ hoàn thành nhiệm vụ, đi qua một khu rừng nhiệt đới, họ bất ngờ bị sát thủ hàng đầu thế giới ám sát. Trong trận chiến đó, 2/3 thành viên trong đội bị chết thảm. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc vua sát thủ đã ám sát Dương Tiêu. Giữa tình huống ngàn cân treo sợi tóc đội phó Lăng Ảnh Huyên đã bảo vệ Dương Tiêu, phần bụng dưới của Lăng Ảnh Huyên đã bị thanh kiếm dài của đối thủ đâm qua. Dương Tiêu tức giận đến mức buộc phải đẩy lùi vua sát thủ, nhưng bụng dưới của Lăng Ảnh Huyên đang chảy máu. Ngày càng có nhiều kẻ thù, Lăng Ảnh Huyên biết nếu còn không rời đi, mọi người đều sẽ chết, Lăng Ảnh Huyên đỏ mắt, bảo Dương Tiêu và những người khác rời đi. Dương Tiêu phải xem xét tính mạng của tất cả đồng đội của mình, cuối cùng anh chỉ có thể ra lệnh rút lui. Trong trận chiến đó, Dương Tiêu bị thương nặng, thất bại hoàn toàn, trong người không còn chút sức lực, im lặng kéo dài suốt 5 năm. Sau đó, Long Chủ thế hệ thứ nhất để Dương Tiêu vào nhà họ Đường, để bắt tay vào trải nghiệm mới. Bản nhạc Dương Cầm của Shepard do chính Lăng Ảnh Huyên sáng tạo, Lăng Ảnh Huyên thích anh, Dương Tiêu biết rất rõ, nhưng khi đó anh mù quáng vì hận thù với nhà họ Dương ở Đế Đô. Không hề quan tâm đến tình cảm của con gái. Mãi cho đến khi sự sống của Lăng Ảnh Huyên hấp hồi, Dương Tiêu mới nhận ra Lăng Ảnh Huyên chiếm một vị trí quan trọng như vậy trong trái tim anh. Trong đội chiến, Dương Tiêu chỉ đơn giản coi Lăng Ảnh Huyên như em gái của mình. Ai có thể ngờ rằng thời điểm quan trọng Lăng Ảnh Huyên lại đỡ đòn của sát thủ cho anh, có được thời gian chạy thoát cho toàn đội đặc nhiệm. Trong 5 năm qua,
Dương Tiêu thường xuyên gặp ác mộng, hình ảnh Lăng Ảnh Huyên tự mình chặn đứng chắn đòn tấn công của sát thủ. Sau cuộc chiến, Dương Tiêu huy động toàn bộ lực lượng của mình tìm kiếm trong khu rừng nhiệt đới, nhưng không tìm thấy Lăng Ảnh Huyên. Đối với đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng, Lăng Ảnh Huyên là một cô gái nổi bật, giữ vai trò là đội phó, mà mặt nạ của đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng đều là mặt nạ màu đen. Vào năm sinh nhật thứ 19 của Lăng Ảnh Huyên, Dương Tiêu đã chạm khắc một lời chúc phúc trên chiếc mặt nạ đen, tặng nó cho Lăng Ảnh Huyên như một món quà sinh nhật. Bây giờ có một người phụ nữ mặc đồ đen đeo mặt nạ như vậy, ngoài Lăng Ảnh Huyên còn có thể là ai? Sau khi hít một hơi thật sâu, Dương Tiêu nhìn Đường Mộc, Mộc Tuyết, người phụ nữ này có quan hệ với anh. Bây giờ anh phải đi tìm cô ấy ngay, xin lỗi, tạm thời anh không thể nói cho em biết thân phận cụ thể của cô ấy. Nghe vậy, Đường Mộc Tuyết càng cảm thấy chua xót. Mọi chuyện đã như vậy, trong lòng Dương Tiêu vẫn nghĩ đến người phụ nữ khác, chẳng lẽ trong mắt anh cô là người vô dụng như vậy sao? Cô ấy là em ruột hay chị gái ruột của anh? Đường Mộc Tuyết nghẹn ngào. Dương Tiêu chỉ có thể lựa chọn thành thật trả lời, không phải. Vậy cô ấy có phải là người thân trong gia đình anh không? Đường Mộc Tuyết đỏ mắt hỏi. Trong lòng Dương Tiêu vô cùng nặng nề, cũng không phải. Lăng Ảnh Huyên là đồng đội của anh, cũng là em gái trong lòng anh, hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng anh. 5 năm trước, để tìm kiếm bóng dáng của Lăng Ảnh, Dương Tiêu đã huy động gần như tất cả các mối quan hệ của mình phủ sóng khắp nơi trên thế giới, nhưng anh không hề tìm thấy Lăng Ảnh Huyên. Bây giờ đã có dấu vết của Lăng Ảnh, Dương Tiêu không thể ngồi yên. Anh đi đi, vẻ mặt Đường Mộc Tuyết tràn đầy thất vọng. Dương Tiêu hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, Mộc Tuyết, thực xin lỗi, đối với anh mà nói cô ấy thật sự quá quan trọng. Đợi tối nay anh quay lại anh sẽ cho em một lời giải thích về chuyện này. Sau khi nói xong, Dương Tiêu không còn do dự, đi nhanh đến địa điểm chơi cờ mà Triệu Cầm thường đến. Nhìn Dương Tiêu rời nhà, Đường Mộc Tuyết chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt từng đoàn rơi xuống. Thất vọng, giờ phút này trong lòng Đường Mộc Tuyết đối với Dương Tiêu rất thất vọng. Triệu Cầm tức giận nói, Mộc Tuyết, loại đàn ông này không cần phải có. Sáng mai trực tiếp đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn. Chậc chậc, nhìn một màn tốt đẹp này, trong lòng Đường Hạo tràn đầy vui mừng. Mặc dù đã bị đánh tơi bời, nhưng chỉ cần đạt được mục đích, cho dù bản thân phải trả giá nào cũng không phải là không thể. Đi đến gần địa điểm kỳ lạc, anh mờ mịt nhìn xung quanh, không thấy dấu vết của Lăng Ảnh Huyên đâu. Dương Tiêu đã tìm kiếm tất cả những nơi gần đó, nhưng không hề tìm thấy dấu vết của Lăng Ảnh Huyên. Dương Tiêu thở hổn hển nói, Ảnh Huyên, anh biết ngay là em chưa chết mà, nhưng sao em không đến gặp anh? Trên nóc một tòa nhà cao, một bóng dáng mặc đồ đen nở nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt nhìn về phía Dương Tiêu đang ở lối vào của kỳ lạc. Dương đại ca, em biết ngay là anh quan tâm đến em mà, vốn lần trước em đã định rời đi sau buổi concert Lãng Lãng, nhưng em nhận ra trái tim em đã là của anh, mỗi ngày em đều nằm mơ thấy anh, xin lỗi em không buông tay anh được. Người phụ nữ mặc đồ đen là Lăng Ảnh Huyên, Dương Tiêu đã đoán đúng. Lăng Ảnh Huyên đứng từ xa nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu, tháo mặt nạ xuống, để lộ một khuôn mặt gớm ghiếc đầy sẹo. Dương đại ca, trong trận chiến năm đó, trên mặt em đã để lại những vết sẹo không thể xóa nhòa. Anh sẽ không thích một con quái vật xấu xí đúng không? Dương đại ca, bây giờ anh đã kết hôn, anh yên tâm em sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh đâu. Có thể đứng từ xa nhìn anh em đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Ngay lập tức Dương Tiêu liên hệ với Hình Kiên, xem liệu anh có thể xem được camera giám sát ở đây không. Đáng tiếc, đây là khu dân cư, hoàn toàn không có video, Hình Kiên cũng không tra thấy thông tin gì về Lăng Ảnh Huyên. Không có video giám sát, điều này khiến Dương Tiêu rất hiu quạnh. Nghĩ đến Lăng Ảnh Huyên chưa chết, Dương Tiêu nở một nụ cười nhẹ nhõm, Ảnh Huyên, cảm ơn. Cảm ơn Imo. Anh biết Lăng Ảnh Huyên xuất hiện tát Triệu Cầm, chắc chắn là vì chút giận cho anh. Mặc dù cái tát này càng làm tăng mâu thuẫn giữa anh và Đường Mộc Tuyết, nhưng Dương Tiêu biết được Lăng Ảnh Huyên vẫn còn sống, đối với Dương Tiêu, anh không biết nên vui hay nên buồn. Đối mặt với mâu thuẫn như vậy, nhất thời Dương Tiêu cũng không biết nên giải quyết như thế nào. Ngay lúc Dương Tiêu đang vu vơ đi qua một con hẻm, một giọng nói sắc bén vang lên, không. Các anh đừng qua đây, tôi nói cho các anh biết, anh rể của tôi rất ha 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 ha. Anh rể của em rất giỏi, phương diện nào giỏi. Cô bé, trông xinh xắn đấy. Nào, đến chơi với anh đây. Nào, em sẽ nhận ra, tôi còn giỏi hơn anh rể của em. Một giọng nói đầy ắp tiếng cười vang lên.
AI đừng qua đây, thả tôi ra, đừng hôn tôi, tên khốn, tránh ra. Giọng nói sợ hãi của cô gái lại vang lên. Nghe thấy giọng nói của cô gái, sắc mặt Dương Tiêu thay đổi, không tốt, là Đường Đường. Trong con hẻm u ám, chỉ thấy ba thanh niên tóc vàng ngăn Đường Đường lại, thanh niên cầm đầu đè vai Đường Đường, muốn hôn lên mặt Đường Đường. AI thật ghê tởm, anh tránh ra. Gương mặt xinh đẹp của Đường Đường biến sắc đẩy ngực thanh niên cầm đầu. Đáng tiếc thanh niên cầm đầu đè cô quá chặt, Đường Đường cũng không mạnh bằng bên kia, không thể thoát ra được chút nào. Đường Đường nhanh chóng lấy tay che má, người thanh niên hôn vào tay Đường Đường. Nhìn thấy bàn tay đầy nước miếng, Đường Đường cảm thấy trong lòng ghê tởm, anh là đồ biến thái, anh buông tôi ra. Nhìn thấy Đường Đường càng giãy giụa, càng làm cho thanh niên cầm đầu càng hưng phấn, một khi phụ nữ không cự tuyệt, thật sự không có gì vui vẻ. Em gái à, trông em đẹp thật đấy, với cái nhan sắc này của em tôi chấm cho 99 điểm. Nào, cho anh trai ngửi một cái, đợi lát nữa ba anh sảng khoái, mỗi anh đây. Sẽ bầu ơ cho em 1.000, em phải biết đồ ăn nhanh mới chỉ có 200, ba lần mới được 600, ba anh đây cho em 3.000. Thanh niên đứng đầu cười xấu xa. Đường Đường kinh hãi, lần đầu tiên gặp phải tình huống này, cô không biết phải giải quyết như thế nào. Thanh niên cầm đầu túm lấy ngực Đường Đường, Đường Đường hắt ra theo bản năng, tôi không muốn tiền thối của anh dễ của tôi thật sự rất giỏi, các anh nên tránh ra. Thật à, anh đây còn giỏi hơn nữa. Thanh niên đứng đầu trở nên không kiên nhẫn, lại hôn lên má Đường Đường. Đường Đường không biết võ, lại nhìn thấy thanh niên xúc phạm mình, Đường Đường nghiến răng nghiến lợi, hung hăng húc đầu gối vào đáy quần của thanh niên. Thanh niên đau đớn, nhanh chóng thả Đường Đường ra, che em trai rồi ngồi xổm trên mặt đất. Sau khi ra đòn thành công, sắc mặt Đường Đường tái mét, lập tức xoay người bỏ chạy về phía sau. Hắc hắc, em gái, em có thể chạy thoát. Đường Đường vừa quay đầu lại, hai thanh niên kia đã chặn trước mặt Đường Đường. Tên cầm đầu tức giận nói, mẹ kiếp, dám đánh ông đây chê lâu hả, đè cô ta xuống cho tôi. Vâng, đại ca, hai thanh niên đồng thanh đáp. Đường Đường vừa tròn 18 tuổi, sao có thể chống đỡ được hai người trẻ tuổi, nhanh chóng bị bọn họ giữ chặt. Đường Đường kinh hãi lần nữa, cô biết mình sắp xong đời, nếu thân thể cô không còn nữa, cô thà chết còn hơn. Mặc dù Đường Đường có tính cách bộc trực và hiếu chiến, nhưng cô ấy lại cực kỳ yêu cầu bản thân, tuyệt đối không cho phép người khác động vào cơ thể mình. Thanh niên cầm đầu chạy chậm lại, vẻ mặt xấu xa nói, em gái nhỏ, chạy đi, sao không chạy nữa? Anh dễ, anh ở đâu? Cứu em, Đường Đường sợ tới mức nước mắt chảy ra. Lúc này, Đường Đường chỉ có thể nghĩ tới Dương Tiêu. Từ khi còn nhỏ, cô không có bất kỳ người bạn nam tốt nào, mối quan hệ tốt duy nhất mà cô có là với chị gái Đường Mộc Tuyết. Một thời gian trước, Dương Tiêu đã xông vào trái tim cô, trái tim kiên định của Đường Đường đã hoàn toàn rung động. Đúng vậy, Đường Đường đã yêu Dương Tiêu, hiện tại xảy ra chuyện, điều Đường Đường hy vọng nhất chính là Dương Tiêu có thể đến cứu mình. Thanh niên cầm đầu hung ác nói, anh rể, cô đừng gọi nữa, anh rể của cô sẽ không tới cứu cô đâu, em gái, dám đánh tôi, đêm nay tôi không chỉ dạy dỗ trên người cô, mà còn đăng ảnh của cô lên mạng, để mọi người nhìn thấy dáng vẻ lẳng lơ của cô. Vừa nói, thanh niên cầm đầu lao về phía Đường Đường một lần nữa. Lúc này, cánh tay của Đường Đường bị giữ lại, cô không thể chống cự lại. Nhìn thấy thanh niên cầm đầu càng ngày càng gần, Đường Đường duỗi chân ra đạp theo bản năng, đạp trúng đùi của thanh niên cầm đầu. Lại bị Đường Đường đánh, tên cầm đầu nổi giận đùng đùng, tát vào mặt Đường Đường một cái. Cái tát vô cùng phũ phàng. Con đĩ, còn dám dở mánh khóe, ông đây sẽ chơi chết cô. Thanh niên cầm đầu lấy ra một con dao găm, uy hiếp Đường Đường. Đường Đường nhìn con dao găm càng thêm hoảng sợ, đừng. Đừng mài, tôi có thể đưa tiền cho các anh, muốn thế nào cũng được. Tiền, ông đây không thiếu tiền, đêm nay ông đây chỉ muốn làm chuyện xấu hổ với cô. Đè xuống cho tôi, đợi lát nữa tôi sảng khoái xong sẽ để cho hai cậu sảng khoái. Thanh niên cầm đầu không chịu nổi nữa. Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một cô gái trẻ đẹp như Đường Đường. Đặc biệt là Đường Đường còn nhỏ, nhìn vừa mới trưởng thành, những cô gái như vậy khi chơi còn ngại ngùng, càng chơi càng hào hứng. Vâng, đại ca, hai đứa em càng thêm kích động. Đường Đường sợ đến phát khóc, không, không được. Anh dễ cứu em. Đừng la hét nữa, cho dù đêm nay ông trời đến cũng không cứu được cô. Thanh niên cầm đầu lao về phía Đường Đường. Ngay lúc này,
đột nhiên có một giọng nói sấm rèn vang lên, dừng tay lại cho tôi. Nghe thấy giọng nói sấm rèn này, thanh niên cầm đầu sợ hãi đến mức toàn thân co giật, đột nhiên đờ đẫn vô vị. Mẹ kiếp, đôi mắt của thanh niên cầm đầu đột nhiên tràn đầy ngọn lửa cuồng nộ. Bị sốc, vậy mà anh ta lại bị dọa như thế này. Vô cùng nhục nhã, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Thanh niên cầm đầu quay lại thì thấy một người cao 1m78, thân hình gầy gò đang trừng mắt nhìn mình. Nhìn rõ người tới, Đường Đường mừng rỡ kêu lên, anh rể, em biết ngay là anh sẽ tới cứu em mà, anh rể, em yêu anh chết đi được. Giờ phút này, trong lòng Đường Đường vô cùng chấn động, cô thật sự không ngờ Dương Tiêu lại xuất hiện vào lúc nguy cấp cứu cô thoát khỏi nguy hiểm. Ồ, anh là anh rể của em gái nhỏ này, thanh niên cầm đầu khinh thường nói. Vốn anh ta tưởng anh rể của Đường Đường giỏi như nào, nhưng hiện tại xem ra cũng chỉ là không tệ mà thôi. Nếu là một người đàn ông cao lớn cường tráng, có lẽ sẽ anh ta sẽ sợ ba phần, nhưng anh ta thật sự không thèm sợ hãi Dương Tiêu trước mặt này. Dương Tiêu thở phào nhẹ nhõm khi thấy Đường Đường chưa bị xâm phạm. Đường Đường, anh tới rồi. Dương Tiêu gật đầu với Đường Đường. Thanh niên cầm đầu cười lạnh, nhóc con, tôi không quan tâm anh là ai, lập tức cút ngay cho tôi, nếu không tôi sẽ làm cho anh hối hận vì đã xuất hiện trên thế giới này. Thật không? Dương Tiêu lạnh lùng nói. Bây giờ đang là lúc Dương Tiêu tức giận, không ngờ lại có người không có mắt động tay động chân với Đường Đường, chuyện này là đang công khai tìm kích thích. Thanh niên cầm đầu trực tiếp nói thân phận của mình, nhóc con, tôi tên Lưu Đao, ra ngoài đường ai cũng sẽ chào tôi một tiếng anh Đao. Khu vực này do tôi quản, anh không muốn chết thì nhanh chóng biến mất khỏi mắt của tôi ngay. Cái gì, anh chính là anh Đao? Đường Đường sửng sốt. Cô đã từng nghe đến tên Lưu Đao. Lưu Đao là trùm xã hội đen nổi tiếng nhất vùng này, được người ta xưng hô là anh Đao. Người này thành lập các băng nhóm làm nhiệm vụ đưa tin, chuyên thực hiện những điều đáng xấu hổ đó. Nghe đồn, Lưu Đao là kẻ tàn nhẫn, giết người thấy máu. Những người đắc tội Lưu Đao đều bị chết hoặc bị thương, người dân vùng này rất sợ Lưu Đao. Điều mà Đường Đường không ngờ tới người này chính là Lưu Đao. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Đường Đường, Lưu Đao đắc thắng nói, đúng vậy. Tôi chính là anh Giao. Anh rể, mau chạy đi, Lưu Đao này rất lợi hại, anh không cần quan tâm đến em đâu. Sắc mặt Đường Đường tái nhọt vội vàng kêu lên. Nếu vì cứu mình mà Dương Tiêu bị Lưu Đao làm bị thương, cô sẽ áy náy cả đời. Dương Tiêu không hề sợ, nghĩ nên mọi chuyện xảy ra hôm nay, trong lòng anh nổi lên lửa giận. Dương Tiêu nhìn chằm chằm Lưu Đao đang vênh váo tự đắc, lạnh lùng nói, lập tức thả Đường Đường ra cho tôi, sau đó biến mất, nếu không. Tôi sẽ khiến ba người không có quả ngon mà ăn, Chúa Giê-xu đến cũng không cứu nổi các người. Tôi nói là làm. Cái gì? Chúa Giê-xu đến cũng không cứu nổi bọn họ, anh chàng này nói là làm. Đường Đường nghe vậy, trong lòng lại nổi lên tâm của thiếu nữ bật thốt lên, oa. Anh rể, tuyệt quá. Từ xa xưa, mỹ nữ yêu anh hùng, Dương Tiêu lại bá đạo khi đối mặt với anh Đao, khiến Đường Đường hoàn toàn chấn động. Yo, nhóc con. Mẹ nó tự cho mình là tài giỏi. Có vẻ như anh đang ngứa ngáy ra. Anh Đao tức giận. Chỗ này do anh ta kiểm soát, lại dám tự phụ trước mặt anh ta, chê sống lâu hả? Anh Đao cầm lấy dao găm trong tay, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, đâm thẳng vào cổ họng của Dương Tiêu. Anh rể, mau chạy đi. Đường Đường vội vàng hét lên khi thấy anh Đao đang nghiêm mặt. Cô không biết kỹ năng cụ thể của Dương Tiêu, nên chỉ có thể bảo Dương Tiêu nhanh chóng chạy đi. Ha. Vào lúc con dao sắp đâm xuống, tay phải của Dương Tiêu như hóa thành một tia chớp nắm lấy cổ tay anh Đao. Đột nhiên, răng rắc, cánh tay phải của anh Đao bị chật ngay tại chỗ, con dao găm trên tay anh ta rơi xuống một cách thê thảm. Bịch bịch, Dương Tiêu nhanh chóng ra đòn bằng chân phải, đá vào trên xương đầu gối của anh Đao. Anh Đao như bị sét đánh quỳ trên mặt đất. Cảm thấy đau nhói ở xương đầu gối, anh Đao vội la lên, trước tiên đừng quan tâm đến em gái đó nữa. Lên cho tôi, làm chết thằng nhóc này đi. Vâng, hai tên côn đồ nhe răng múa vuốt đi về phía Dương Tiêu. Mặt Dương Tiêu không chút thay đổi, đạp chân vào ngực anh Đao, hai người vừa định tới, tay của Dương Tiêu hóa thành một bóng ma, như có hai con rồng lao ra, lập tức túm cổ họng hai người. Rầm rầm. Dưới ánh mắt của mọi người, hai người bọn họ bị Dương Tiêu túm chặt cổ như búp bê rồi ném xuống đất. Con mẹ nó. Nhìn thấy hai đứa em của mình bị Dương Tiêu dễ dàng khuất phục, anh ta liền biết anh chàng này có luyện võ. Sắc mặt Dương Tiêu u ám liếc nhìn Lưu Đao, cút. Đừng để tôi nhìn thấy anh,
nếu không, gặp lần nào sẽ đánh lần đó. Vâng, 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 Lưu Đao nuốt nước bọt, chật vật bỏ chôn cùng hai người em của mình. Đường Đường được cứu, đôi mắt đẹp lấp lánh, oa. Anh rẻ, anh quá tuyệt vời, chỗ này là anh Đao có thể đánh nhất. Vậy mà anh chỉ mất 2-3 chiêu đã thu phục được tính cách của anh ta, quá tuyệt vời. Tại sao trước đây anh lại tỏ vẻ khiêm tốn như vậy? Nhìn chằm chằm Dương Tiêu trước mặt, trong lòng Đường Đường như có nai con chạy nhảy. Cô biết Dương Tiêu có tài, không phải là phế vật, nhưng không ngờ thân thủ của Dương Tiêu lại giỏi đến vậy. Con nhóc em đó sao lại ở đây? Em không biết ở chỗ này có rất nhiều người xấu à? Em xinh đẹp như thế, cẩn thận trở thành mục tiêu của bọn họ. Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Dương Tiêu không để ý tới loại xã hội đen nhỏ nhoi này. Dựa vào kỹ năng của mình đối phó với loại nhỏ nhoi này. Không thua gì một cái búa tạ. Ở thời kỳ đỉnh cao của Dương Tiêu, trong những cuộc đấu một chọi một, không một sát thủ hàng đầu thế giới nào có thể sánh được với anh. Khi Dương Tiêu nói cô đẹp, trong lòng Đường Đường ngọt như mật, Đường Đường tò mò hỏi, anh dễ, sao anh lại ở đây? Tên Lưu Đao lúc nãy không phải do anh tìm đến chứ? Anh cố ý muốn biểu diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt em. Em nói cho anh biết, em sẽ không rung động đâu. Nghe vậy, khóe miệng Dương Tiêu giật giật, trong đầu con nhóc này đang vẽ vời cái gì? Xem ít phim truyền hình bong bóng hồng thôi, cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến chỉ số IQ. Sau này đừng thường xuyên đến nơi này. Dương Tiêu cảnh cáo. Khu vực này thuộc khu phố cổ, trước đây việc giải cứu Long Ngũ cũng ở khu vực này. Lão Nhai là trung tâm của khu phố cổ ở thành phố Trung Nguyên, phần lớn người dân ở đây là người ngoại tỉnh, nhiều người có thu nhập khá thấp thuê nhà ở khu vực này. Có một câu nói ngầm hiểu rằng chỉ cần là khu vực cho thuê, thì đó thường là nơi hỗn loạn nhất. Bởi vì đám đông đến đây từ khắp mọi miền đất nước, đủ mọi thành phần, đặc biệt là giới xã hội đen rất thích dừng chân tại đây. Hỏi Đường Đường bĩu môi, sau đó đành chịu nói, không đi chỗ này thì đi đâu. Em lại không có tiền. Dương Tiêu nghi ngờ liếc nhìn Đường Đường, không có tiền. Làm sao vậy? Đường Đường bất lực nói, chúng em đang nghỉ hè, em vẫn chưa tìm được việc làm thêm. Trong tay không có tiền, không thuê nổi nhà trong cộng đồng, chỉ có thể ở đây như người khác thuê nhà rẻ tiền. Nghỉ hè rồi, Dương Tiêu chợt nhận ra. Cũng giống như Đường Mộc Tuyết, Đường Đường là một cô gái tự lập, Đường Đường biết gia đình mình rất khó khăn, sau khi tốt nghiệp cấp 3. Cô ấy đều đi làm thêm vào mỗi kỳ nghỉ đông và hè để kiếm tiền học phí và trang trải cuộc sống. Đường Đường bực bội, vâng, bây giờ em vẫn chưa tìm được công việc thích hợp. Bây giờ tìm việc khó quá, nhiều công ty không muốn thuê công nhân thời vụ, em đang học chuyên ngành múa, muốn tìm một công việc thời vụ phù hợp không khác gì một giấc mơ. Ở nhà không được à? Dương Tiêu đen mặt nói. Cũng may là anh vừa đi qua đây, nếu không, đêm nay Đường Đường sẽ gặp rắc rối lớn. Đường Đường bẹp miệng nói, em đã lớn rồi, không muốn ở chung nhà, cũng không quen sống trong nhà lớn. Một thời gian trước, ngôi nhà cũng không có người ở vì rò rỉ khí ga rồi bị nổ, bây giờ Đường Đường đã biết về việc chuyển đến khu biệt thự bên Hồ Nhạn Minh. Thật ra không phải Đường Đường không muốn về nhà mà là cô ấy không muốn nhìn thấy Dương Tiêu và chị gái mình em anh, điều này sẽ làm cô ấy rất buồn. Cô ấy thích Dương Tiêu, nhưng không thể nói thẳng với Dương Tiêu. Cho nên bây giờ Đường Đường chỉ có thể lựa chọn né tránh Dương Tiêu, không muốn tiếp xúc tích cực. An toàn là trên hết, em vẫn chưa tìm được việc làm, để anh giới thiệu công việc cho em. Dương Tiêu thấp giọng nói. Dù thế nào, Đường Đường cũng là em gái ruột của Đường Mộc Tuyết, đương nhiên anh gặp được thì không thể không quan tâm chăm sóc. Mặc dù Đường Đường từng có thành kiến lớn với mình, nhưng kể từ lần trước mua váy trắng cho Đường Đường, rõ ràng là Đường Đường đã đối xử tốt với mình hơn nhiều. Đường Đường ngạc nhiên nói, anh giới thiệu việc làm cho em. Sẽ không phải là nhân viên bảo vệ gì đó chứ? Có lẽ em không làm được công việc đó đâu. Em biết sử dụng máy tính không? Dương Tiêu hỏi. Đường Đường gật đầu, biết mấy cái cơ bản, nếu có thêm nội dung kỹ thuật thì chắc không làm được đâu. Bình thường là được, rồi, đợi lát nữa anh sẽ gọi cho em, sẽ có người sắp xếp công việc văn thư cho em, vậy sau khi đến đó em ở trong ký túc xá của nhân viên nhé. Ở đây. Không an toàn, Dương Tiêu định gọi điện giao cho Lý Minh Hiên, một nhân viên trong chi nhánh của nhà họ Lý không phải là một vấn đề lớn. Âu, thật sao, Đường Đường trở nên kích động. Dương Tiêu nhún vai, yên tâm, không lừa trẻ con. Nhìn thấy Dương Tiêu không nói đùa với mình, Đường Đường vui sướng suýt nhảy dựng lên. Anh rẻ, cảm ơn anh,
vậy giờ anh đang vội về nhà à? Nếu không vội thì đi mua sắm với em đi, em rất chán. Đường Đường làm nũng nói. Về nhà, Dương Tiêu cười khổ, bây giờ anh không khác gì người vô gia cư, bây giờ quay về chỉ càng làm mâu thuẫn thêm gay gắt. Nhìn nụ cười gượng gạo của Dương Tiêu, Đường Đường tò mò hỏi, xảy ra mâu thuẫn với chị em. Coi là vậy đi, Dương Tiêu bất lực nói. Nghe vậy, trong lòng Đường Đường có chút vui mừng, cơ hội của mình đã đến. Khoảnh khắc tiếp theo, Đường Đường trực tiếp nắm lấy cánh tay của Dương Tiêu, có mâu thuẫn là chuyện bình thường, anh dễ, đi, đi mua sắm với em, anh nhất định sẽ có tâm trạng tốt hơn. Bị Đường Đường giữ chặt, Dương Tiêu có chút khó chịu, nhưng Đường Đường lại không có ý định buông ra, điều này khiến Dương Tiêu khá bất lực. Đi tới dãy nhà trên phố cổ, Đường Đường đột nhiên dán mắt vào một cửa hàng đồ lót, cô ấy cười xảo quyệt, anh rể, anh đi cùng em đến cửa hàng đồ lót. Em không có đồ lót để mặc. Hả, Dương Tiêu lập tức ngắn ra. Đi thôi, Đường Đường làm nũng nắm lấy cánh tay của Dương Tiêu đi về phía cửa hàng đồ lót. Vừa đi đến cửa, một nữ hướng dẫn viên mua sắm ngăn cản hai người họ, xin lỗi, trong cửa hàng này có quy định, nam giới không được phép vào. Cái gì, không cho vào, đây là nói kiểu gì? Đi, chúng ta đổi nhà khác, Đường Đường tức giận nói. Ngay lúc Đường Đường đang định xoay người, một người đàn ông mập mạp bụng phệ nhìn thấy vẻ đẹp của Đường Đường, hai mắt sáng rực lên như sói, hô lên, chờ đất người đẹp, đợi một chút, muốn vào cũng không phải không được, nhưng, anh bạn này là gì của em? Khi bị hỏi Dương Tiêu là gì của mình, Đường Đường nắm cánh tay Dương Tiêu mặt đột nhiên đầy dạng mây đỏ. Lúc này, Đường Đường đã có một quyết định trong lòng, giây sau, cô cắn răng xấu hổ nói, anh ấy là chồng chưa cưới của tôi. Cái gì, chồng chưa cưới? Dương Tiêu cứng đờ người suýt ngã xuống đất. Con nhóc này đúng là cái gì cũng dám nói, lần trước trong buổi giao lưu trong trường nói mình là bạn trai của cô ấy, lần này thì lại trở thành chồng chưa cưới, lần sau sẽ là kiểu xưng hô gì. Dương Tiêu không thể tưởng tượng được. Anh dễ, hợp tác một chút, Đường Đường danh mãnh mặt đỏ nói. Đối mặt với Đường Đường quỷ tinh quái, Dương Tiêu thật sự không có khí thế. Ông chủ mập mạp nghe xong vẻ mặt sững sờ, nhìn Dương Tiêu như mới hơn 20 tuổi, Đường Đường còn non nớt như vậy, nhiều nhất cũng chỉ mới trưởng thành, mấy năm nay đang phổ biến kiểu Lolita với ông chú hả? Phải biết rằng bây giờ các ông chú rất xấu, không chủ động không từ chối vô trách nhiệm. Nghĩ đến một loli nhỏ xinh như vậy yêu đương với một người chú, anh ta thật sự muốn hộc máu. Ông chủ mập mạp nhìn Dương Tiêu thắc mắc, anh thật sự là chồng chưa cưới của cô ấy. Trong nhà sắp vỡ kế hoạch, người lớn tuổi trong nhà đang dục sinh thêm một đứa, đến lúc đó lại mát thêm tiền. Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Nghe đến đây, ông chủ béo chợt nhận ra tên nhóc này sắp sinh thêm đứa thứ hai. Không lẽ loli bé nhỏ này lại phải lòng ông chú này? Lời này không phải giả. Những năm gần đây, nhiều hộ gia đình phá vỡ kế hoạch cho thế hệ trẻ kết hôn sớm trước khi biết việc phá dỡ, sinh thêm con sẽ được bồi thường mấy chục vạn, thậm chí ở một số khu vực còn lên đến trăm vạn. Sau khi nhận được những khoản tiền phá dỡ này, miễn là không chết hoặc không bị bệnh, sẽ có đủ thức ăn và quần áo cho phần còn lại của cuộc đời. Đường Đường nín cười, thật sự không ngờ Dương Tiêu lại nói như vậy, nghĩ Dương Tiêu có đứa thứ hai, Đường Đường không khỏi bật cười. Đường Đường nắm lấy cánh tay Dương Tiêu. Nhìn ông chủ mập mạp, này, anh cho chúng tôi vào hay không? Nếu không, chúng tôi đổi nhà khác. Anh ta thực sự là chồng sắp cưới của cô. Tiệm chúng tôi có quy định, vì quyền riêng tư của phụ nữ, đàn ông không được vào. Hay hai người chứng minh một chút. Đường Đường chán nản nói, chứng minh như thế nào? Không thì hai người hôn một cái. Ông chủ mập cười nói. Hôn một cái. Dương Tiêu càng không nói nên lời. Nghĩ đến lần trước Đường Đường mất cảnh giác mà hôn mình, anh cùng Đường Mộc Tuyết xảy ra mâu thuẫn lớn. Chụt! Ngay lúc Dương Tiêu định kéo Đường Đường đi, Đường Đường đột nhiên hôn lên mặt Dương Tiêu. Thân thể Dương Tiêu như hóa đá tại chỗ, vậy mà anh lại bị hôn. Lại bị Đường Đường hôn. Nếu Đường Mộc Tuyết biết chuyện này, Đường Mộc Tuyết không điên mới lạ. Đường Đường hôn Dương Tiêu, thấp giọng nói, anh rẻ, anh đừng để ý. Diễn mọi lúc mọi nơi, hình như gần đây có cửa hàng đồ lót. Được rồi, Dương Tiêu hoàn toàn không nói nên lời. Nếu đổi lại là người khác, bị em vợ mình hôn, sợ là trong lòng sẽ vui vẻ vô hạn. Nhưng đối với Dương Tiêu mà nói, anh là một người trung thành với gia đình, cho dù nhìn thấy những người đẹp khác, anh cũng chỉ liếc mắt nhìn rồi thôi, cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Xét cho cùng, Đường Mộc Tuyết khuynh quốc khuynh thành,
cũng không có mấy người đẹp có thể sánh ngang với Đường Mộc Tuyết. Nói trắng ra, Dương Tiêu không có nhiều suy nghĩ xấu với Đường Đường, nhất là sau khi trải qua sự việc vừa rồi, bị Đường Đường hôn trộm, Dương Tiêu đã sinh bóng ma. Hôn được Dương Tiêu, trong lòng Đường Đường như có con nai nhỏ nhảy nhót, trước khi hôn Dương Tiêu, cô ấy đã lẩy hết can đảm. Lần trước hôn Dương Tiêu là nụ hôn đầu của cô, còn nụ hôn này là nụ hôn thứ hai trong đời của Đường Đường, cũng ý nghĩa không kém. Bây giờ anh có thể cho chúng tôi vào được rồi chứ? Đường Đường nhìn ông chủ mập mạp. Nhìn thấy vết son môi mờ nhạt trên khuôn mặt của Dương Tiêu, ông chủ mập mạp như bị chịu tổn thương nghiêm trọng một vạn lần. Phải nói rằng ông chủ mập mạp thích nhát Lolita nhỏ, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như Đường Đường hôn một ông chú, anh ta cảm thấy rất khó chịu. Ông chủ mập mạp gượng cười, vì anh ta là chồng sắp cưới của cô nên cô có thể vào, vậy, anh bạn anh đừng nhìn xung quanh. Cửa hàng bày bán đầy những sản phẩm nữ tính, đừng thất lễ. Ừ, Dương Tiêu gật đầu. Đường Đường khoác tay Dương Tiêu bước vào cửa hàng đồ lót, cửa hàng đồ lót không đặc biệt lớn nhưng cũng không quá nhỏ, là một cửa hàng đồ lót có quy mô tốt ở khu vực Lão Nhai này. Ngay sau khi bước vào, Dương Tiêu đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trong không khí, làm cho người ta sảng khoái. Nhìn đồ lót nữ sặc sỡ, vẻ mặt Dương Tiêu không khỏi sao động. Tuy nhiên, khi lần đầu tiên đến cửa hàng đồ lót, trong lòng của Dương Tiêu có phần thăng trầm, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Anh chưa gặp sóng to gió lớn khi làm nhiệm vụ và anh ta cũng không phải tên lêu lổng vô lương tâm, sau một chút ngạc nhiên, anh ta tỏ ra thờ ơ. Không lâu sau, Dương Tiêu nhận ra một điều, cảnh tượng trước mắt khiến Dương Tiêu kinh ngạc. Anh nhìn thấy một loạt các bộ đồ quyền rũ dành cho nữ, giáo viên, học sinh, cũng như những roi da gì đó trên kệ cách đó không xa. Ngoài ra, nhiều loại sản phẩm nữ tính cũng được đặt trên kệ bên cạnh, tất cả đều để làm vơi đi nỗi cô đơn. Dương Tiêu không khỏi nuốt nước bọt, anh ảo tưởng nếu Đường Mộc Tuyết mặc bộ con bướm đó vào sẽ phong tình như thế nào. Đương nhiên, Dương Tiêu cũng chỉ nghĩ thôi, anh biết Đường Mộc Tuyết sẽ không mặc những thứ như đó. Giờ phút này, Dương Tiêu cũng hoàn toàn hiểu rõ, trách không được ông chủ mập mạp nói để bảo vệ sự riêng tư của phụ nữ, đây quả thực có một chút riêng tư. Nếu đến mua những đạo cụ này mà có những người đàn ông trong cửa hàng, thật sự rất xấu hổ. Đường Đường chú ý tới ánh mắt của Dương Tiêu, cô ấy nhéo eo Dương Tiêu ăn đau không khỏi hít một hơi. Nhóc con, em không đi chọn nội y đi, nhéo anh làm gì? Dương Tiêu cáu kỉnh nói. Đường Đường đỏ mặt nói, hừ, anh rẻ thật biến thái, vừa rồi anh không nghe ông chủ nói có những đồ phi lễ không được nhìn hả? Anh xấu hổ hay không? Hừ, anh cũng chỉ vô tình nhìn thấy, không có ý gì khác. Hiếm thấy Dương Tiêu đỏ mặt. Khóe miệng Đường Đường nhét lên đầy hứng thú, đưa Dương Tiêu đến một kệ chỉ vào một bộ đồ học sinh hỏi, anh rể, anh thấy bộ này có hợp với em không? Nếu anh thích em sẽ mặc cho anh xem. Anh có thể hiểu là em đang kiểm tra định lực của anh không? Nói cho em biết, anh trung thành một lòng với chị gái em, không cần phải kiểm tra tình cảm của anh với chị gái Imo. Trung thành một lòng với chị. Nghe vậy, sắc mặt Đường Đường cứng đờ, cô chỉ muốn trêu chọc Dương Tiêu. Ai biết Dương Tiêu thật sự cho rằng cô đang kiểm tra định lực của anh. Đường Đường bĩu môi ậm ừ, chán thật, anh là đồ ngốc không hiểu suy nghĩ của con gái. Kéo Dương Tiêu đi duyệt giá quần áo, cuối cùng Đường Đường dán mắt vào một mảnh quần áo màu đen, anh rẻ, anh thấy cái này hợp với khí chất của em không? Không biết, không phải tất cả đồ lót đều mặc bên trong sao, cái này có thể thể hiện được khí chất, Dương Tiêu thờ ơ nói. Tuy nhiên, Dương Tiêu nhìn kỹ Đường Đường. Thấy nếu Đường Đường mặc trang phục màu đen, chắc chắn sẽ rất gợi cảm. Bởi vì chuyên ngành của Đường Đường là khiêu vũ, dáng người cực chuẩn, lại còn trẻ tuổi non nót, e rằng trên thế giới này ít có người đàn ông nào có thể cưỡng lại khi thấy cô mặc đồ đen. Không nghe thấy câu trả lời mình muốn, Đường Đường tức giận gạt cánh tay của Dương Tiêu, thật sự nhàm chán. Anh đợi ở đây, em sẽ thử xem. Dương Tiêu dở khóc dở cười, anh biết Đường Mộc Tuyết thích màu trắng, nhưng không ngờ con nhóc này lại thích màu đen. Một bên dịu dàng và trầm lặng, một bên sexy và nóng bỏng, rõ ràng là hai thái cực. Nhìn Đường Đường bước vào phòng thử đồ, ông chủ mập mạp ngồi ở quầy thu ngân hiện lên vẻ vui trong mắt. Nhìn thấy sự vui đùa này, vẻ mặt của Dương Tiêu thay đổi, anh vội vàng chạy vào phòng thử đồ. Lúc này, trong phòng thử đồ Đường Đường đang cởi đồ. Nhìn thấy cửa phòng thử đồ đột nhiên bị mở ra, Đường Đường nhanh chóng che lại làn da non nớt như một con chim sợ hãi. Nhìn thấy Đường Đường thật sự đã cởi hết quần áo trên người của mình,
mí mắt Dương Tiêu nhảy loạn lên, anh nhanh chóng cởi áo sơ mi trên người, khoác lên thân thể xinh đẹp của Đường Đường. Anh rể, anh muốn làm gì? Không được. Không được ở đây, anh. Nếu anh không nhịn được, em có thể cho anh, nhưng không phải trong phòng thử đồ. Đường Đường tỏ vẻ sợ hãi, cô ấy cho rằng Dương Tiêu không kiềm chế nổi với mình, muốn xử cô ngay tại chỗ này. Nghĩ đến đây, Đường Đường kinh hãi, cơ thể cô hoàn hảo, nếu là chuyện kia, nhất định sẽ đau kêu ra tiếng, nếu bị phát hiện, cô ấy sẽ xấu hổ. Cô ấy thích Dương Tiêu, nếu Dương Tiêu cũng thích cô ấy sẵn sàng làm ra những chuyện yêu thương xấu hổ, nếu là chuyện kia cũng không phải là không thể. Đường Đường là một cô gái tương đối cởi mở, trước khi yêu Dương Tiêu cô ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nghĩ đến Dương Tiêu muốn động tay động chân với mình, Đường Đường cảm thấy rất hối hận, biết thế vừa rồi cô ấy sẽ không trêu chọc Dương Tiêu. Nếu thực sự vì yêu mà tán thưởng, bị người khác phát hiện, điều đó thực sự đáng xấu hổ. Dương Tiêu đã rất bối rối khi nghe thấy điều này. Không nhịn được, cho mình, chuyện này là sao? Anh gõ trán Đường Đường, đâu có sốt đâu. Nói nhảm cái gì vậy hả? Hả, nói nhảm, anh rẻ, anh không định làm vậy với em sao? Đường Đường sững sờ khi thấy vẻ mặt tôn trọng của Dương Tiêu. Không lẽ là do cô nghĩ nhiều? Dương Tiêu không hiểu nhiều về phương diện này, nhưng anh cũng không phải kẻ ngu ngốc, vươn tay phải gõ lên đầu Đường Đường, kích động nói, đang suy nghĩ gì vậy? Con thỏ cũng không ăn cỏ gần hang, em cho rằng anh rẻ của em không bằng cầm thú như vậy. Đường Đường hoàn hồn. Còn muốn quanh co, tại sao Dương Tiêu lại đột nhiên xông vào? Vừa rồi cô đang nghĩ cách dụ dỗ Dương Tiêu, nên quên khóa cửa phòng thử đồ, cho nên Dương Tiêu trực tiếp mở cửa. Vậy, anh vào đây làm gì? Chắc chắn anh không đơn thuần, muốn nhìn trộm thân thể ngọc bích hoàn mỹ của em. Đường Đường rụt rè nói. Nghe vậy, Dương Tiêu lại đập cho Đường Đường một cái, Đường Đường suýt nữa đã khóc. Dương Tiêu không khách khí nói, phòng thử đồ này nhất định có mánh khóe. Không phải chứ, có mánh khóe gì, không lẽ em đã bị lộ? Đường Đường nghe đến đây thì kinh hãi. Trước đây trong ký túc xá nữ sinh, có một số người suy nghĩ bẩn thường theo dõi một số trang mạng nhỏ nơi người đẹp đăng bài, có chuyên mục dành riêng cho video quay trộm, video cô gái tắm, đi vệ sinh. Còn có những video không đứng đắn như thay quần áo. Nghĩ đến đây, khuôn mặt xinh đẹp của Đường Đường tái nhợt một lúc, nêu đoạn video cô thay quần áo bị tung lên mạng. Nhà bà nội biết thì thật sự rất xấu hổ. Đường Đường kinh hãi nhìn Dương Tiêu nói, anh dễ, vậy, em phải làm sao? Đừng sợ, chỉ cần thu lại chứng cứ là được rồi. Dương Tiêu an ủi Đường Đường. Sau khi nói xong, Dương Tiêu liếc nhìn cách trang trí của phòng thử đồ, thấy phòng thử đồ tương đối rộng rãi, trong đó có một số hộp lớn. Dương Tiêu híp mắt, ánh mắt khóa chặt trên một cái hộp cấp cao. Khi hộp được mở ra, thì nhìn thấy bên trong hộp có một cái camera thu nhỏ. Nhìn camera thu nhỏ trong hộp, Đường Đường ngắn ra, nói, trời ạ. Thật sự có, vậy vừa rồi em thật sự bị lộ. Nhỏ tiếng chút, Dương Tiêu thấp giọng nói. Đường Đường biết chuyện này hẳn là do ông chủ mập mạp cài vào, mục đích là quay trộm phụ nữ thay quần áo. Nếu để ông chủ mập mạp biết giờ kế hoạch hèn hạ của mình đã bị phát hiện ra, có thể ông chủ mập mờ sẽ nổi cơn thịnh nộ, đánh chết cả hai. Đường Đường nuốt nước bọt, hoảng sợ nói, anh dễ, hay chúng ta báo cảnh sát. Giao cho anh xử lý là được, bây giờ anh quay lưng lại với em mặc hết quần áo vào đi. Dương Tiêu lập tức xoay người quay lưng về phía Đường Đường. Cùng lúc đó, Dương Tiêu lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho Hình Kiến và gửi vị trí. Nhìn Dương Tiêu quay lưng về phía mình, tim Đường Đường đập thình thịch, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ suýt chút nữa chảy nước miếng. Nhưng mà, nhìn đường nét trên lưng của Dương Tiêu, trong lòng Đường Đường lại có cảm giác an toàn. Giác quan thứ 6 của con gái cho cô biết Dương Tiêu là một quý ông đàng hoàng, sẽ không theo dõi việc thay quần áo của cô. Sắc mặt đỏ bừng, Đường Đường nhanh chóng cởi bỏ áo sơ mi của Dương Tiêu, mặc vào toàn bộ quần áo của mình. Trong lòng Đường Đường như có con nai nhỏ, anh rẻ, em xong rồi. Dương Tiêu vừa quay lại đã thấy sai quần áo mà Đường Đường lấy vừa rồi là 34, là D. Dương Tiêu âm thầm sửng sốt, Đường Đường vừa mới thành niên đã đẫy đà như vậy, tương lai sẽ càng đẫy đà, cuối cùng cũng sẽ không làm đồ vật kia rẻ rúm. Đường Đường vừa rồi còn sợ hãi, không để ý Dương Tiêu vậy mà lại có cơ bụng 8 múi, lúc này nhìn cơ bụng của Dương Tiêu, Đường Đường khó tin nói, âu anh rẻ, sao anh lại có cơ bụng? Cơ bụng cũng quá hoàn hảo,
anh luyện như nào mà có thế? Nhiều năm qua, Đường Đường chủ yếu đi học, rất ít khi ở nhà, Dương Tiêu cũng không phải người thích phô trương, Đường Đường nghĩ Dương Tiêu chỉ là một người đàn ông gầy gò. Không phải em cũng có, Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Đường Đường đột nhiên trở nên xấu hổ, một cái nắm tay hâm mộ thẹn thùng đánh vào ngực Dương Tiêu, được lắm. Anh rể, anh biết xấu hổ không? Vừa rồi nhất định anh đã nhìn thấy cái gì, anh nhìn thấy hết của em, anh phải chịu trách nhiệm với em, sau này em không lấy chồng được thì phải làm sao? Em nghĩ nhiều rồi, anh không thấy thứ gì không nên thấy cả, chỉ chú ý đến có cơ bụng. Dương Tiêu bất lực nói. Đường Đường nhét miệng hừ hừ, em không tin, miệng đàn ông đều là quỷ lừa dối. Đàn ông các người đều là cái móng heo lớn, vừa rồi chắc là đã thấy hết rồi, có phải của em còn lớn hơn chị không? Nghe vậy, Dương Tiêu loạng choạng suýt ngã xuống đất. Hỏi cái gì vậy hả? Dương Tiêu rất muốn bổ đầu Đường Đường ra xem rốt cuộc cô đang nghĩ gì. Dương Tiêu đen mặt nói, đừng có đùa giỡn loại này với anh, hơn nữa, anh nhấn mạnh lại lần nữa, vừa nãy anh không thấy gì cả, bây giờ đi theo anh, không được chạy lung tung. OTH, thấy Dương Tiêu nghiêm túc như vậy, Đường Đường cũng không dám đùa nữa. Ra khỏi phòng thử đồ, gương mặt ông chủ mập mạp bỗng lộ ra vẻ thất vọng. Vừa rồi anh ta nhìn thấy Dương Tiêu xông vào phòng thử đồ, nhưng anh ta không ngăn cản. Điều đáng nói, chiếc camera này đúng là do anh ta lắp đặt, anh ta đặc biệt quay những đoạn phim này rồi tung lên mạng để thu lợi nhuận khủng. Đường Đường đẹp như thế, Dương Tiêu xông vào, hẳn là tán thưởng yêu thương, anh ta còn mong đợi hai người vật lộn lâu, chờ đóng cửa xem phim. Ai biết, hai người này lại kết thúc sớm như vậy. Dương Tiêu đi phía trước, Đường Đường đi theo sau, đến quầy thu ngân. Vẻ mặt Dương Tiêu u ám, ném camera thu nhỏ lên quầy thu ngân, lạnh lùng nói, ông chủ, anh cần cho tôi một lời giải thích. Nhìn thấy Dương Tiêu đã ném camera thu nhỏ ẩn giấu của mình, ông chủ mập mạp đột nhiên thay đổi sắc mặt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Anh ta kinh ngạc nhìn Dương Tiêu, anh ta thật sự không ngờ Dương Tiêu lại phát hiện ra cái camera thu nhỏ ẩn giấu của anh ta. Nhóc con, cậu dám đặt camera thu nhỏ trong phòng thử đồ của cửa hàng tôi, cậu chán sống rồi hả? Ông chủ mập mạp đột nhiên kêu lên. Cái gì, camera thu nhỏ? Nghe thấy giọng nói tức giận của ông chủ mập mạp, vài người phụ nữ trong cửa hàng đồ lót đều tập trung vào Dương Tiêu. Khóe miệng Dương Tiêu co giật kịch liệt, ông chủ mập mạp này thật không biết xấu hổ, vậy mà lại cắn trả. Không biết xấu hổ, ông chủ mập mờ trực tiếp lấy ra một con dao từ trong quầy thu ngân, chỉ vào mặt Dương Tiêu rồi tức giận nói, nhóc con, lắp camera thu nhỏ trong cửa hàng của tôi, cậu muốn làm gì? AI, cậu muốn làm gì, cậu cho rằng tôi là cá mè một lứa với cậu, người đâu, mau bắt thằng nhóc này lại cho tôi lập tức báo cảnh sát. Nhìn ông chủ mập mạp hung dữ, Dương Tiêu buồn cười, ông chủ, anh tốt nghiệp học viện ảnh đề đúng không? Xảy ra chuyện gì, vài phụ nữ trong cửa hàng vây quanh hỏi. Bọn họ đều thuê nhà ở gần đó, cũng thường xuyên đến cửa hàng này mua quần áo, nếu trong phòng thử đồ ở đây. Có thiết bị camera thu nhỏ. Không phải tất cả bọn họ đều bị lộ hết rồi sao? Ông chủ mập đang cầm dao chỉ vào Dương Tiêu tức giận của trách, mọi người, là thằng nhóc này lắp camera thu nhỏ trong phòng thử đồ của tôi, các vị nói xem có ghê tởm không? Sao anh có thể như thế này? Vài người phụ nữ nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu với vẻ mặt xấu xa. Đường Đường tức giận dậm chân, trừng mắt nhìn ông chủ mập mạp, anh không biết xấu hổ hả? Rõ ràng là anh làm, thế mà anh lại nói là chúng tôi làm. Các chị đừng nghe tên mập này ngậm máu phun người, tên mập chết bầm này rất xấu, tuyệt đối không phải là loại người tốt gì. Nghĩ đến vừa rồi mình bị quay lén, Đường Đường chỉ muốn tát chết tên mập này. Nực cười, tôi làm ăn ở đây hơn nửa năm, mang tiếng tốt, làm sao có thể làm ra những chuyện như này. Các vị đều là khách hàng cũ của tôi, các vị đều biết danh tiếng của mập mạp tôi, đừng nghe bọn họ nói nhảm. Khuôn mặt ông chủ mập mạp đầy vẻ mỉa mai. Làm như camera thu nhỏ này do là Dương Tiêu lắp, không liên quan gì đến anh ta. Một số phụ nữ đã bị sốc hết lần này đến lần khác, bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra với camera thu nhỏ này. Ông chủ mập mạp nhìn chằm chằm Dương Tiêu rồi khinh thường nói, nhóc con, đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì. Chắc chắn là cậu cố ý lấy camera từ phòng thay đồ ra, sau đó tới tống tiền tôi phải không? Loại qua đường như các người này khác gì cạm bẫy. Được rồi, đừng giả vờ nữa. Gọi đồng bọn của các người ra đây hết đít. Khi nghe thấy điều này, một số phụ nữ tại hiện trường nhìn Dương Tiêu, ánh mắt của bọn họ hoàn toàn u ám.
Đường Đường giận sôi máu, này, tên mập, xin anh hãy làm người đi. Trợn mắt nói dối, lương tâm anh không đau hả? Hừ, tôi nói cho các người biết, những kẻ vô liêm sỉ như các người phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Ông chủ mập mạp giả vờ chán ghét. Bóp bóp bóp. Lúc này, Dương Tiêu vỗ tay, xuất sắc, thực sự quá xuất sắc, tôi thật sự nghi ngờ anh tốt nghiệp học viện ảnh đề ra, có điều, anh cho rằng như vậy là có thể đổi trắng thay đen. Anh quá ngây thơ rồi. Ý cậu là gì? Ông chủ mập mạp nhìn thấy Dương Tiêu như vậy anh ta không dám cười, nhíu mày lại. Dương Tiêu kéo Đường Đường sang một bên, bước vào. Một phòng thử đồ khác. 10 giây sau, Dương Tiêu bước ra khỏi phòng thử đồ, ném ra một cái camera thu nhỏ khác. Ông chủ mập mạp tức giận, được lắm danh con, cậu lại dám lắp hai cái. Hai cái, là năm cái chứ. Dương Tiêu cười lắc đầu, ném ra tất cả các thiết bị camera thu nhỏ trong ba phòng thử đồ còn lại. Nhìn thấy năm cái camera thu nhỏ, nhóm phụ nữ tại hiện trường thay đổi sắc mặt, ánh mắt của ông chủ mập mạp cũng thay đổi. Nếu Dương Tiêu thật sự muốn tống tiền, chỉ cần chuẩn bị một cái camera thu nhỏ là đủ rồi, không cần chuẩn bị năm cái, nhiều như vậy. Mặt ông chủ mập mạp trở nên cứng ngắc, thật sự không ngờ Dương Tiêu lại nhạy bén như vậy, phát hiện ra cả năm cái camera thu nhỏ của anh ta. Nhìn ông chủ mập mạp như đã ăn phải ruồi chết, Dương Tiêu cười lạnh nói, ông chủ, bây giờ anh còn cảm thấy là tôi hãm hại anh không? Hừ, lời nói của cậu liên quan gì đến tôi? Ông chủ mập mạp chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chỉ cần không có đủ bằng chứng, có đánh chết anh ta cũng sẽ không thừa nhận anh ta đã làm điều đó. Đường Đường tức giận nói, không phải anh làm thì là ai làm? Giá một cái camera thu nhỏ này ít nhất cũng phải 2.000 đúng không? Anh đã từng thấy ai tống tiền với số tiền gần 1 vạn tệ chưa? Vừa rồi anh không cho Dương Tiêu vào, đủ để chứng minh trong lòng anh có quỷ. Các cửa hàng đồ lót nữ khác đều cho phép đàn ông vào, tại sao cửa hàng của anh lại không được? Dương Tiêu cười nhạt, vừa nãy anh đã phát hiện ra có chuyện không bình thường. Đúng vậy, mặc dù bình thường cửa hàng đồ lót nữ không cho phép nam giới vào, nhưng họ không bị cấm. Với khẩu hiệu tôn trọng quyền riêng tư của phụ nữ, cửa hàng đồ lót trên phố cổ này thực sự đã thực hiện những chiêu trò đáng xấu hổ trong phòng thử đo. Một số phụ nữ có mặt tại hiện trường chợt hiểu ra, bọn họ nhìn ông chủ mập mạp đang thay đổi sắc mặt. Đúng vậy, những gì người ta nói đều đúng, ai mà tống tiền với số tiền gần 1 vạn tệ. Đúng vậy, khi anh trai này bước vào tôi đã chú ý tới, anh ấy vào phòng thử đồ, tôi nghĩ anh ấy sẽ làm điều gì đó đáng xấu hổ với bạn gái của mình, hóa ra là phát hiện ra một số manh mối. Ông chủ, anh cần cho chúng tôi một lời giải thích, tôi nói cho anh biết, hôm nay anh không nói rõ ràng, chúng tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức. Dương Tiêu cười không nói gì, nếu vừa rồi ông chủ mập mạp không để ý tới Đường Đường, anh thực sự sẽ không quá để ý đến vẻ mặt tà ác của anh ta khi nhìn thấy Đường Đường vào phòng thử đồ. Bị một nhóm người chửi bới, ông chủ mập mạp giả vờ, bình tĩnh nói, cửa hàng của tôi mở hơn nửa năm rồi, không bao giờ làm chuyện vô liêm sỉ như vậy. Các người không biết trước đây thằng nhóc này đã từng tới đây nhiều lần, không có bằng chứng đầy đủ thì đừng có mà ngậm máu phun người. Thật sự không biết xấu hổ, thân thể thanh tú của Đường Đường run lên. Anh ta đã vu khống Dương Tiêu vài lần, đó là biểu hiện của làm việc xấu nên chột dạ. Dương Tiêu bước tới hài hước nói, phiền anh tránh ra một chút. Cậu định làm gì? Ông chủ mập mạp cảnh giác hỏi. Dương Tiêu cười nói, chắc hẳn camera thu nhỏ được kết nối với hệ thống máy tính. Nếu anh không làm việc trái lương tâm, phiền anh để tôi kiểm tra ổ cứng máy tính của anh, không vấn đề gì chứ hai. Chuyện, ông chủ mập mạp hơi do dự. Đường Đường cười lạnh nói, sao? Không dám chứ gì. Các chị mau báo cảnh sát đến bắt người này đi. Ông chủ mập mạp toát mồ hôi lạnh trên lưng, nếu thật sự, báo cảnh sát, bọn cớm đến, thì anh ta thực sự sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến máy tính của mình được mã hóa, anh ta nghiền răng nghiền lợi. Ông chủ mập mạp tạo ra một con đường, không làm việc trái lương tâm không sợ ma gõ cửa, cứ kiểm tra đi. Khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên, đi nhanh đến chỗ máy tính. Vẻ mặt của ông chủ béo đầy vẻ giễu cợt, không tin Dương Tiêu có thể giải mã được mật mã của mình. Đây, đây là bằng chứng. Đúng lúc ông chủ mập mạp đang tự đắc, Dương Tiêu đẩy máy tính đến trước mặt mọi người. Nhìn kỹ hơn thì thấy một số lượng lớn video được quay lại hiện trên màn hình máy tính. Nhìn thấy máy tính của mình bị giải mã, ông chủ mập mạp như bị sét đánh, vẻ mặt xấu hổ. Đường Đường tức giận nói, ha, các chị đã nhìn thấy chưa? Tên mập mạp này rất xấu,
mau báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát, báo cảnh sát. Mấy người phụ nữ lần lượt lấy điện thoại di động ra. Khi mọi chuyện bại lộ, ông chủ mập mạp cười tâu toét, báo cảnh sát, tôi xem người nào dám báo cảnh sát, ai dám báo cảnh sát tôi sẽ giết người đó. Ông chủ mập mạp đang cầm một con dao găm, anh ta cao khoảng 1m8, nặng khoảng 150kg, tức giận rất dọa người. Chạy mau, một nhóm phụ nữ hoảng sợ bỏ chạy khỏi cửa hàng đồ lót khi nhìn thấy ông chủ mập mạp đang tức giận. Gương mặt xinh đẹp của Đường Đường tái mét, ông chủ mập trừng mắt nhìn Dương Tiêu, cầm dao nói, nhóc con, dám làm hỏng việc tốt của tôi mẹ nó sẽ giết cậu. Vừa nói, ông chủ mập mạp cầm chặt dao lao về phía Dương Tiêu. Anh rẻ, cẩn thận, gương mặt xinh đẹp của Đường Đường lộ ra vẻ hoảng sợ. Không biết tự lượng sức mình, ánh mắt Dương Tiêu lạnh lùng, ngay lúc ông chủ mập mạp đang định lao lên, chân phải của Dương Tiêu đá vào bụng ông chủ mập mạp nhanh như chớp. Dưới cái nhìn của Đường Đường, một người đàn ông mập mạp nặng hơn 100kg bị Dương Tiêu đá bay. Dương Tiêu cười lạnh nói, tự mình làm chuyện xấu, còn dám vu khống cho tôi, gan anh lớn thật đó. Nhận thấy thân thủ của Dương Tiêu tốt, ông chủ mập mạp kinh hãi nói, nhóc con, tôi nói cho cậu biết tôi là người của anh Đao. Cậu nên quỳ xuống xin lỗi tôi, nếu không anh Đao sẽ không tha cho cậu. Ồ, anh Đao, Lưu Đao à, Dương Tiêu khít mũi cười lạnh. Ông chủ mập mạp trừng mắt nhìn Dương Tiêu, sao, cậu thật sự không để anh Đao vào mắt. Xin lỗi, tôi thật sự không để anh ta vào mắt. Dương Tiêu nói. Dương Tiêu vừa đụng phải Lưu Đao này dám xúc phạm Đường Đường, bị Dương Tiêu đánh chạy trối chết, ai mà biết được ông chủ mập mạp này lại là người của Lưu Đao. Dương Tiêu ghét cay ghét đắng những tên côn đồ đầu đường xó chợ này. Mẹ kiếp, ai không để tao vào mắt, ngay sau đó, một giọng nói tức giận vang lên. Ngay sau đó nhìn thấy ba thanh niên vẻ mặt không thoải mái bước vào cửa hàng đồ lót, ông chủ mập mạp thấy thanh niên cầm đầu đi tới, anh ta mừng rỡ, anh Đao, thằng danh này không để anh vào mắt. Là ai? Vẻ mặt anh Đao tức giận nhìn về hướng Dương Tiêu. Dương Tiêu quay đầu nhìn anh Đao, là tôi. Nhìn thấy rõ gương mặt Dương Tiêu, hai mắt anh Đao đột nhiên co rút lại, thân thể run lên, điều thuốc trên tay ủ ê rơi xuống. Sự xuất hiện của anh Đao khiến ông chủ mập mạp kích thích như bị trúng thuốc. Cứ như anh Đao đến là có thể nhìn thấy Dương Tiêu quỳ xuống van xin tha thứ. Dám vạch trần âm mưu của cửa hàng đồ lót, ông chủ mập mạp đã muốn giết chết Dương Tiêu. Chỉ cần quay những đoạn phim này, đưa lên mạng bán cũng được nhiều tiền hơn số tiền anh ta kiếm được trong vài tháng. Bây giờ Dương Tiêu đã nhìn thấu âm mưu của cửa hàng đồ lót của mình, hiển nhiên không thể tiếp tục làm được nữa. Ông chủ mập mạp hung dữ nói với anh Đao, là thằng nhóc này không để anh vào trong mắt, thiến nó đi. Hung hăng thiến nó đi. Anh Đào nghĩ đến cảnh bị Dương Tiêu đánh ba phát ngã xuống đất vừa rồi, anh ta rất hoảng sợ. Mập mạp, tôi không tốt với anh à. Anh Giao nhìn ông chủ mập mạp với vẻ mặt u ám. Bị anh Đào chất vấn, ông chủ mập mạp nhanh chóng nói, tốt. Đương nhiên tốt rồi, không có anh Đào chống lưng, tôi sẽ không kinh doanh được bao lâu. Nếu ông đây đã tốt với anh như vậy, thì tại sao anh lại hại tôi? Anh Đào túm lấy cổ áo ông chủ mập mạp. Thô bạo nói. Cảm nhận được sự tức giận đang hoành hành trên người anh Đao, toàn thân ông chủ mập mạp rùng mình, sững sờ nhìn anh Đao, anh. Anh Đao, em không đắc tội anh mà. Không đắc tội tôi, nhìn dáng vẻ vô tội của ông chủ mập mạp, anh Đao không khỏi tức giận. Cách đây không lâu, ba người bọn họ đã bị Dương Tiêu dạy dỗ, ba người bọn họ cũng không phải chưa nhận thức được thủ đoạn của Dương Tiêu khủng bố như nào. Vừa rồi anh Đao đi ngang qua đây. Nghe thấy có người vô lễ với mình ngay trên địa bàn của mình, nên mới tức giận bước vào cửa hàng đồ lót, không ngờ ông chủ mập mạp lại chọc tức Dương Tiêu. Đừng nói người ta không để mình vào mắt, anh Đao hiểu rõ chỉ dựa vào kỹ năng của mình, trong mắt người ta còn không bằng cái dám. Ông chủ mập mạp là do anh ta tự tuyển dụng, như vậy thì chẳng phải đang làm mình đang xấu hổ sao? Ông chủ mập mạp hốt hoảng, không phải mà anh Đao. Bốp! Sau khi thấy ông chủ mập mạp vẫn chưa tỉnh ngộ. Anh Đao đã tát vào mặt anh ta một cái. Tự dưng bị tát mạnh ông chủ mập mạp sững sờ tại chỗ. Dưới cái nhìn của ông chủ mập mạp, anh Đao cố nặn ra một nụ cười trên mặt, Đại ca, thật là nước lũ tràn đến Miếu Long Vương, tên mập này không có mắt đắc tội đến anh xử lý thoải mái, xin lỗi, em làm phiền anh mắt hứng, anh tiếp tục. Cái gì? Nhìn cảnh tượng trước mắt, ông chủ mập mạp hoàn toàn ngốc nghếch.
anh Đao kiểm soát khu vực này còn không dám thở hồng hộc trước mặt tên nhóc này. Thật hay giả? Ông chủ mập mạp như đang hứng chịu một tiếng sét, sắc mặt của anh ta nhanh chóng tái đi, anh ta nhận ra mình đã phải chịu một nỗi kinh hoàng. Ngay cả anh Đao cũng cung kính với thằng nhóc trước mắt này, thằng nhóc này có thể sẽ ngoan. Lúc này, Hình Kiến dẫn người đến bao vây toàn bộ hiện trường nhanh nhất có thể. Không ổn, bọn cớm tới rồi. Vẻ mặt anh Đao thay đổi. Bọn chúng lăn lộn trên giang hồ, tay chân không sạch sẽ, nếu bị bắt sẽ rất tai hại. Hình Kiến mặc đồng phục dẫn đầu một nhóm người xông vào, thấy Dương Tiêu không bị thương, Hình Kiến thở phào nhẹ nhõm, cậu Dương, cậu không sao chứ? Không sao, Dương Tiêu cười nhẹ nói tiếp, ngại quá nửa đêm nửa hôm còn làm phiền đến cục trưởng Hình. Ha, cậu Dương nói gì vậy, chúng tôi mặc bộ đồ này là làm việc cho người dân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hình Kiến hỏi. Đường Đường tức giận nói, tên mập đáng chết này này đã lắp đặt camera thu nhỏ bên trong phòng thử đồ, bị phát hiện ra anh ta còn hãm hại đổ oan cho anh dễ tôi. Ồ, còn có chuyện như vậy à? Hai vẻ mặt của Hình Kiến đột nhiên trở nên nghiêm túc. Dương Tiêu kể ngắn gọn cho Hình Kiến những gì đã xảy ra, Hình Kiến nhanh chóng nhìn vào máy tính, thu thập bằng chứng kết luận. Không lâu sau, Hình Kiến nhìn Dương Thần trịnh trọng nói, cậu Dương, lần này cậu đã giúp chúng tôi một việc lớn. Nói như vậy là có ý gì? Dương Tiêu kinh ngạc hỏi. Anh chỉ vừa làm một việc tầm thường, còn phiền Hình Kiến đến một chuyến. Theo đạo lý mà nói, anh thiếu Hình Kiến một cái ân tình. Bất kể đây có phải là trách nhiệm của Hình Kiến hay không, anh làm phiền Hình Kiến vất vả đi một chuyến, việc này không thể nghi ngờ. Hình Kiến trầm giọng nói, trong vài tháng qua, tại thành phố Trung Nguyên đã xuất hiện một đoạn video quay lại cảnh phụ nữ thay đồ lót trên mạng. Sự việc trên rất nghiêm trọng. Chúng tôi đã điều tra gần 2 tháng và không có manh mối gì. Không ngờ nguồn gốc của video này lại do những người này làm ra. Khi nắm được manh mối này, chúng tôi sẽ bắt hết đám người này đi. Thật trùng hợp, Dương Tiêu hết sức kinh ngạc. Không ngờ, anh đã làm một việc tốt khi cùng Đường Đường đến cửa hàng đồ lót. Nhìn thấy Dương Tiêu thực sự biết Hình Kiến, anh Đao chửi chết ông chủ mập mạp trong lòng, anh ta có liên quan đến việc này, anh ta càng biết Hình Kiến người gặp người biết này. Hình Kiến mạnh mẽ vang dội, công chính nghiêm minh, lần này bọn họ xong đời rồi. Trên trán toát mồ hôi lạnh, ông chủ mập mạp biết mình đã xong, hai chân mềm nhũ, ông chủ mập mạp nằm liệt xuống như người mất hồn. Anh trò chuyện với Hình Kiến một lúc, trước khi đi Hình Kiến đặc biệt nhắc nhở, cậu Dương, có một câu không đáng nói. Cục trưởng Hình cứ nói đi, Dương Tiêu cười nhẹ nói. Hình Kiến liếc nhìn Đường Đường, cậu Dương, đừng đùa với lửa. Tuy rằng không gì ăn ngon bằng sủi cảo, không gì chơi sướng bằng chị dâu, nhưng, cậu như này hơi hơi quá. Nói xong, Hình Kiến vỗ vai Dương Tiêu, dẫn đầu đội ngũ, áp tải anh Đao, mập mạp sau đó đưa bốn người họ rời đi. Đương nhiên Dương Tiêu hiểu ý của Hình Kiến, anh sờ mũi nhún vai bất lực. Anh và Đường Đường thật sự không có chuyện gì, chỉ là Hình Kiến nghĩ nhiều mà thôi. Mọi người đều biết, vết son mờ nhạt mà Đường Đường hôn trên mặt Dương Tiêu vừa rồi vẫn còn đó. Không khỏi khiến người ta phải suy nghĩ nhiều. Khi ông chủ mập mạp bị bắt, Đường Đường chỉ đơn giản lấy thêm hai bộ đồ lót rồi tức giận nói, không phải tôi cố ý chiếm lợi nhỏ. Đây là tiền bù đắp tinh thần cho tôi. Được rồi, về phương diện này, Dương Tiêu thật sự không coi thường Đường Đường. Đã xảy ra chuyện như vậy thì phải bồi thường tinh thần, dù sao đám ông chủ mập mạp này cũng không phải là chim lành. Sau khi rời khỏi cửa hàng đồ lót, Đường Đường đưa Dương Tiêu về căn nhà mà cô thuê. Căn nhà có 3 phòng ngủ và 1 phòng khách, Đường Đường thuê 200 nhân dân tệ một tháng với các cô gái khác để tiết kiệm tiền. Khi đến phòng của Đường Đường, Dương Tiêu bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt, nhìn thấy trên giường Đường Đường có những bộ đồ lót sặc sỡ. Khóe miệng Dương Tiêu giật giật, không phải nói không có đồ lót sao? Đây là cái gì? Bị Dương Tiêu phát hiện ra, mặt Đường Đường đỏ bừng, anh rẻ, nhìn kỹ lại đi, mấy cái quần áo lót này hỏng rồi. 2 năm nay em không mua đồ lót rồi, hơn nữa dù có mua cũng là đồ quầy hàng đường phó, 3 đến 5 tệ. Nghe vậy, Dương Tiêu có chút chua xót. Thực ra, Đường Đường rất hiểu chuyện, không bao giờ gây phiền phức cho gia đình, 2 năm qua khá vất vả. Mà này, anh rể, rốt cuộc anh và chị em làm sao vậy? Đường Đường tò mò hỏi. Cô biết lúc này Dương Tiêu thường về nhà, rất ít khi ra ngoài, nhiều nhất là ra ban công hút một điều thuốc. Lúc này Dương Tiêu không về nhà, chắc chắn anh đã có mâu thuẫn lớn với chị gái của cô.
Dù sao Đường Đường cũng là em gái của Đường Mộc Tuyết không, có lẽ con gái sẽ hiểu con gái hơn, Dương Tiêu không hề giấu giếm mà nói cho Đường Đường mọi chuyện. Đường Đường nghe xong ngắn người, nói, không phải chứ. Anh dễ, anh là đàn ông thẳng như thép hả? Đàn ông thẳng như thép, sắc mặt Dương Tiêu trở nên cứng ngắc, không biết nên nói cái gì. Đường Đường dậm chân đứng thẳng, cô nhìn Dương Tiêu nhíu mày, sau khi nghe xong cô thật sự muốn nghi ngờ chỉ số EQ của Dương Tiêu. Âu anh dễ, anh đúng là nhân vật điển hình biểu hiện cho đàn ông thẳng như thép. Đường Đường thực sự không biết phải nói gì. Vừa nghe nói như vậy Dương Tiêu biết ngay là Đường Đường có cách, anh chưa từng yêu đương đã kết hôn với Đường Mộc Tuyết, trên phương diện tình yêu anh chẳng khác gì một tờ giấy trắng. Dương Tiêu chớp mắt, phô tổ hỏi, nói như thế là có ý gì? Đường Đường chất vấn, anh rể, em hỏi anh em Đường Hạo và Đường Dĩnh có phải rất không tốt không? Đều nhắm vào chị em khắp nơi. Đúng, Dương Tiêu gật đầu. Nhìn thấy sự nghiêm túc của Đường Đường, Dương Tiêu hiểu, thường thì ngoài ngõ chưa tỏ trong cuộc u mê, hy vọng Đường Đường có thể cho anh một số ý kiến. Đường Đường hận không thể rèn sắt thành thép, nếu anh đã biết, thì tại sao anh lại đồng ý với Đường Hạo để anh hộ tống hàng? Đây rõ ràng là một cái bẫy. Ngoài ra, anh đến Xuân Thượng Nhân Gian, ngay sau khi anh xuống xe đã có người đón anh, đây còn không phải là một cái bẫy hả? Còn nữa, chuyện cô gái tên Phương Phương ép anh dưới thân, cốt truyện này đơn giản là quá máu chó. Điều ngu ngốc nhất mà anh làm là thề thốt, con gái rất nhạy bén, anh cảm thấy lời thề của mình có ích lợi gì không? Không phải anh không biết con người của chị, sao chị có thể chịu được sự lừa dối và phản bội? Việc lúc đó anh nên làm là xem lại camera giám sát người nhà họ Đường và giám sát Xuân Thượng Nhân Gian. Điều này đủ để chứng minh anh vô tội. Đúng vậy, nghe vậy, đầu óc Dương Tiêu chợt sáng. Nếu tự mình ra lệnh kiểm tra camera giám sát, tất cả sự thật sẽ lộ ra. Đường Đường lại tức giận nói, anh rể, anh nói xem anh có phải là người thẳng như thép không? Cái này, được rồi, lúc đó anh thực sự đã nghĩ đến điều này. Bây giờ đi xem camera giám sát thì sao? Đường Đường tức giận nói anh thẳng như thép, anh thật sự thẳng như thép. Đường Hạo là một tên trộm gà, anh ta đã xóa theo dõi đoạn đối thoại của anh ta với anh từ lâu rồi, còn bên Xuân Thượng Nhân Gian thì không đủ chứng minh điều gì, quan trọng nhất là anh lại đánh Đường Hạo, mẹ cũng bị người khác đánh. Vốn anh muốn chứng minh mình vô tội, ai biết lúc này mẹ lại bị đánh, anh nói xem sự may mắn của anh đổ dồn vào trong nhà hết rồi hả? Dương Tiêu cũng đang rối bời, lúc đó chỉ muốn xoa dịu cơn tức giận của Đường Mộc Tuyết, nhưng không ngờ ở giữa sẽ có nhiều chuyện bất ngờ như vậy. Đường Đường bĩu môi nói tiếp, còn nữa, anh rẻ, anh ngốc hả? Chị bảo anh đi, anh lại thật sự đi, anh không biết con gái thích nói một đằng làm một nẻo hả? Nói một đằng làm một nẻo, Dương Tiêu nhíu mày. Đường Đường suýt ngất xỉu, khoanh tay nói, anh thật sự ngốc hay giả ngốc hả? Các cô gái nói không thích anh thì thường có ý là rất thích. Bảo anh đi còn ý khác là đừng đi hãy ở lại bên cạnh em, lúc đó chị buồn như thế mà anh còn đi, chẳng phải anh đang có biểu hiện chột dạ hả? Dương Tiêu đổ mồ hôi nhễ nhại, lòng người phụ nữ quả nhiên là mò kim đáy biển, hoàn toàn không thể đoán trước được. Trong chuyện tình cảm anh như một tờ giấy trắng, lúc đó nghe thấy Lăng Ảnh Huyên xuất hiện, não của anh nóng lên nên đã đi. Xét cho cùng, trong lòng Dương Tiêu, Lăng Ảnh Huyên cũng rất quan trọng, đó là tình bạn thuần khiết nhất. Nếu Lăng Ảnh Huyên không ra tay cứu anh vào 5 năm trước, e rằng anh đã chết ở trong rừng nhiệt đới. Xin lỗi, xem ra chuyện này là anh thật sự không làm đến nơi đến chốn. Dương Tiêu thở dài. Đường Đường lớn giọng nói, anh rể, anh hãy nhớ, chị em có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối như những cô gái khác. Còn nữa, con trai với con gái có sự khác biệt lớn. Con gái mặc đồ của con trai gọi là đẹp trai, mà con trai các anh mặc đồ con gái gọi là biến thái, nhớ chưa? Ừm, nhớ rồi, Dương Tiêu trịnh trọng gật đầu. Xem ra tối nay gặp Đường Đường là đúng, Đường Đường thật sự đã dạy cho mình một bài học. Trước đây, Đường Mộc Tuyết cho anh cảm giác cô có thể hiểu mọi chuyện của anh, chuyện gì cũng có thể là thư, giãn đầu óc. Bây giờ Dương Tiêu mới hiểu Đường Mộc Tuyết rất yếu đuối, nhất là về mặt tình cảm. Đường Đường lại thở dài, hai, tức chết em mà, em nghe xong cũng tức giận. Đừng tức giận, trước tiên nghĩ cách giúp anh đã. Dương Tiêu bắt lực chớp mắt. Đường Đường suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, em không biết tâm trạng hiện giờ của chị như thế nào, thế này đi, bây giờ em sẽ gọi điện thoại cho chị, anh không được phát ra tiếng. Dương Tiêu gật đầu, Đường Đường lập tức lấy điện thoại di động ra, tìm số của Đường Mộc Tuyết rồi bám gọi.
Lúc này, Đường Mộc Tuyết chỉ cảm thấy ngực căng cứng, gần như thở không ra hơi. Cô thật sự không thể chấp nhận được sự lừa dối và phản bội của Dương Tiêu, bởi vì Dương Tiêu là tất cả của cô. Thấy đó là cuộc gọi của Đường Đường, Đường Mộc Tuyết nghĩ Đường Đường đang gặp rắc rối, vì vậy cô kìm nước mắt, kết nối điện thoại, Đường Đường, có chuyện gì vậy? Em hết tiền à? Ở nhà, Đường Đường có biệt danh là Đường Đường, tất cả mọi người ngoại trừ Dương Tiêu đều gọi Đường Đường như vậy. Nghe thấy giọng nói của Đường Mộc Tuyết, tim của Dương Tiêu như bị dao cắt, anh có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và cô đơn của Đường Mộc Tuyết ở đầu bên kia điện thoại. Chị, em đã nghe nói về chuyện hôm nay mẹ kể cho em nghe. Đường Đường bịa ra một lời nói dối trắng trợn. Đường Mộc Tuyết cười khổ, em không cần an ủi chị đâu, chị không sao. Em cũng đừng chỉ trích Dương Tiêu, ai cũng có một cuộc sống của riêng mình. 5 năm qua, Dương Tiêu đã chịu quá nhiều bất công trong gia đình chúng ta, là nhà chúng ta trói buộc Dương Tiêu. Nghe vậy, Dương Tiêu càng cảm thấy hổ thẹn, cho tới bây giờ Đường Mộc Tuyết vẫn không nói một lời không tốt về anh trước mặt người khác. Chị, em không chỉ trích Dương Tiêu, nhưng chuyện này em phát hiện có rất nhiều điều kỳ lạ, em nghe nói Đường Hạo tìm Dương Tiêu trước, còn nữa, chị không cảm thấy Đường Dĩnh đột nhiên xuất hiện không đúng lúc sao? Chị nghĩ xem, Đường Dĩnh nói thấy anh rể đến nơi ăn chơi đàn đúm, nhưng lúc hai người đến đó thì tình cờ thấy anh rể bị một người phụ nữ đè dưới người. Chị nghĩ xem, Đường Dĩnh nói trước đó cô ta đã tình cờ nhìn thấy Dương Tiêu đi, giữa chuyện này chênh lệch thời gian không? Nếu những gì Đường Dĩnh nói là sự thật, khi hai người tới đó không phải nhìn thấy hai người kia mới bắt đầu mà là hai người kia đã kết thúc rồi. Đường Đường phân tích, Đường Mộc Tuyết cẩn thận nghĩ lại những lời của Đường Đường, như thể cô đã thắp lên tia sáng hy vọng trong tuyệt vọng. Đúng vậy, Đường Dĩnh nói cô ta đã nhìn thấy Dương Tiêu đến nơi ăn chơi đàn đúm, nếu Dương Tiêu đi thật, thì chắc chắn lúc đó bọn họ đã bắt đầu say mê rồi. Không hề có chuyện mới chỉ bắt đầu, rõ ràng là không đúng thời điểm, điều này rất kỳ lạ. Đường Đường thấp giọng, chị, trong chuyện này em tin anh rể. Anh rể tuyệt đối không phải là loại người đó, anh ấy đã nhẫn nhục chịu đựng trong nhà chúng ta 5 năm rồi. Nếu anh ấy muốn tiêu sái, không cần phải đợi tới bây giờ, đổi thành một người đàn ông khác sẽ không chịu nổi nhà chúng ta áp bức trong 5 năm. Sở dĩ anh dễ chịu đựng là vì tình yêu của anh ấy dành cho chị rất sâu sắc. Đường Mộc Tuyết đột nhiên cảm thấy như mơ, đúng vậy, 5 năm qua bất kể là mưa gió gì Dương Tiêu cũng sẽ đi cùng cô, là chỗ dựa vững chắc cho cô. Chẳng lẽ mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là giả? Đường Đường trịnh trọng nói, chị à, theo lý mà nói, trên đời này cái gì cũng có thể gặp được. Giống như, lạnh gặp ấm sẽ có mưa, xuân gặp đông sẽ có năm tháng, trời gặp đất sẽ có muôn đời, anh rể gặp chị, đây là định mệnh. Trên đời này cái gì cũng có thể gặp được, Đường Mộc Tuyết nằm ở trên giường lắm bảm một mình. Có người nói cuộc đời của một người là định mệnh để gặp được hai người, một khoảng thời gian tuyệt vời, còn lại là những năm tháng nhẹ nhàng. Dương Tiêu, trong 5 năm, anh đã mang đến cho em ấm áp trong những năm tháng của em. Khoảng thời gian này là thời gian tuyệt vời của em. Dù thế nào đi nữa, em vẫn hy vọng có thể tiếp tục bước đi cùng anh biết bao. Trong thế giới này mọi thứ đều thay đổi, em muốn cùng anh chứng kiến sự vĩnh hằng, tại sao anh lại để em nhìn thấy cảnh tượng ở xuân thượng nhân gian? Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt Đường Đường phức tạp nói, bây giờ em hiểu rồi, chị vì tình tương tư. Vì tình tương tư, Dương Tiêu nhìn Đường Đường. Đường Đường thấp giọng nói, Bắc Minh có cá, tên là Côn. Nam Hải có hoa, tên là Xuân, Xuân đi thu đến, cây hải đường nở hoa. Xuân có mệnh của Côn, ai thương hại tình thu, không có lý do, vì tình tương tư. Đúng vậy, bây giờ chị đang vì tình tương tư, chị không thể chấp nhận tất cả những gì chị ấy nhìn thấy, nhưng sâu trong trái tim chị ấy lại thích anh, thật khó. Dương Tiêu hiểu ý của Đường Đường, nói cách khác, lúc này Đường Mộc Tuyết cũng có tình cảm với mình, nhưng cô không thể tha thứ cho những việc vô lý mà mình đã làm. Vậy bây giờ anh nên làm gì? Dương Tiêu hỏi. Ngoài ngõ đã tỏ trong cuộc u mê, Đường Đường nhìn thấu hơn mình, càng hiểu tâm tư của con gái hơn mình. Đường Đường há mồm không nói nữa, lúc này tâm tình cô ấy phức tạp nhát, cô ấy có thể cảm nhận được sự dày vò mãnh liệt của chị, nhưng cô ấy cũng rất thích Dương Tiêu. Nếu có thể, đối với cô ấy mà nói, đây là thời điểm tốt để cô ấy cọ sát với Dương Tiêu. Nhưng mà, nghĩ đến trong lòng chị gái buồn bực, Đường Đường càng cảm thấy khó chịu, cô không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, huống chỉ là lợi dụng lúc chị mình đang gặp khó khăn. Đường Đường hít sâu một hơi, trong lòng cô đơn nói, làm gì? Dùng thời gian ở bên cạnh chị, ở bên là lời tỏ tình sâu sắc nhất,
dùng hành động đến cảm hóa, chỉ cần hành động đúng thời điểm, ngay cả Nico cũng sẽ cảm động bởi trái tim chân thành của anh. Em nói như vậy là có ý gì? Dương Tiêu có chút không hiểu. Đường Đường nhắn mạnh, rất đơn giản, trước tiên, anh sẽ ở bên cạnh chị em trong khoảng thời gian này, bị đánh cũng không được đánh lại, bị mắng cũng không thể cãi lại. Dù bố mẹ có đánh, có mắng cũng không được đánh lại, cãi lại, chỉ cần chị em có tình cảm với anh, chị ấy sẽ không trơ mắt đứng nhìn anh bị bắt nạt. Thứ hai, sắp tới sinh nhật của chị rồi. 5 năm trước, khi kết hôn với chị em, anh còn không tặng cho chị một chiếc nhẫn. Bởi vì chuyện này, không biết chị đã bị bao nhiêu người cười đùa. Chuẩn bị một chiếc nhẫn kim cương, một bất ngờ lãng mạn cho chị trong một khung cảnh đặc biệt, giống như lần trước ở khách sạn Dream Paradise. Nghe xong Dương Tiêu mới chợt hiểu ra. Đúng vậy, con gái ai cũng là động vật đa cảm, dành thời gian để đồng hành cùng họ, dù là tảng băng cũng có thể che đi sức nóng của họ. Sử dụng hành động để tạo ra sự lãng mạn, ngay cả khi anh đã phạm một tội lỗi lớn trước đó, thể hiện tình cảm chân thành nhất của mình trong một khoảng thời gian nhất định thường có thể đạt được hiệu quả gấp đôi với một nửa nỗ lực. Đường Đường, cảm ơn em. Anh hiểu rồi, muộn rồi, anh về trước, không thì chị em sẽ lo lắng. Dương Tiêu đứng dậy rời đi. Nhìn thấy Dương Tiêu thật sự muốn rời đi, Đường Đường tức giận sắp bùng nổ, này, này, đàn ông thẳng như thép, anh đứng lại cho im mồm. Làm sao vậy? Dương Tiêu quay lại hỏi. Đường Đường tức giận nói, không phải anh định giới thiệu việc làm cho em à? Điện thoại đâu? Xin lỗi, anh quên chuyện này. Mặt già của Dương Tiêu đỏ lên. Anh lập tức cho Đường Đường số điện thoại của Lý Minh Hiên, đồng thời gọi cho Lý Minh Hiên. Lý Minh Hiên biết Dương Tiêu sắp xếp em vợ của anh đến công ty của anh ta gật đầu nói không có vấn đề gì, hơn nữa còn bảo Đường Đường đến càng nhanh càng tốt, ký túc xá của nhân viên đã sắp xếp xong. Lý Minh Hiên biết anh ta phải giữ một khoảng cách nhất định với Dương Tiêu trước mặt gia đình Dương Tiêu, để không bị lộ thân phận của Dương Tiêu. Về phần công việc, ở ký túc xá nhân viên là ý của Dương Tiêu, muốn Đường Đường luyện tập, đây là chuyện tốt. Sau cuộc điện thoại, Dương Tiêu cười dịu dàng, được rồi. Bây giờ em thu dọn đồ đạc đi, anh đưa em đến ký túc xá nhân viên, ngày mai em có thể đi làm. Làm như này mới giống con người, lúc này Đường Đường mới tiêu tan cơn tức. Hy sinh cái tôi vì cái lợi ích lớn, nếu Dương Tiêu đột nhiên rời đi vào lúc này, đừng nói đến Đường Đường sẽ tức giận đến mức nào. Đường Đường đi tới ký túc xá nhân viên, Đường Đường bắt đắc dĩ nói lời tạm biệt với Dương Tiêu. Dương Tiêu nóng lòng muốn về nhà, anh lo lắng không yên không thèm nhìn lại Đường Đường, Đường Đường bực bội bĩu môi, hừ. Người gì đâu, đàn ông đều là móng heo lớn, anh quan tâm đến chị như vậy hả? Sao lúc trước không nhận ra? Không lẽ anh không chú ý tới con gái nào sinh ra cũng có lệ chất như vậy à hai? Trở về nhà đã là đêm khuya, Dương Tiêu không dám vào phòng, giày vò cả một ngày, rất nhanh Dương Tiêu đã ngủ thiếp đi trên sofa. Đường Mộc Tuyết suy nghĩ rất nhiều, Dương Tiêu không ở, bên cạnh cô chỉ cảm thấy mình không có đủ cảm giác an toàn. 5 năm qua, dù là mưa hay gió, cô đã quen với việc Dương Tiêu ngủ bên cạnh. Đôi mắt hơi nhức. Đường Mộc Tuyết đang định đi rót một cốc nước để giảm bớt trạng thái, đúng lúc nhìn thấy Dương Tiêu đang ngủ trên ghế sofa trong phòng khách. Nhìn thấy Dương Tiêu lén trở về không dám trở lại phòng, Đường Mộc Tuyết rơi xuống nước mắt không cam lòng. Sau khi trở về phòng, có lẽ biết Dương Tiêu đã trở về nên Đường Mộc Tuyết đã cảm thấy rất ổn định, không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, ánh mặt trời ban mai chiều xuống mặt đất, Dương Tiêu đã nấu cơm xong. Ôi chao, tôi đói chết mát. Dương Tiêu, phế vật cậu làm cơm xong chưa? Triệu Cầm chửi rủa theo thói quen. Tối hôm qua Dương Tiêu không ở nhà không ai nấu cơm, cả đêm hôm qua Triệu Cầm không ăn, sáng sớm tỉnh lại thì đói bụng. Đường Kiến Quốc thở dài nói, Cầm Cầm, Dương Tiêu đã rời khỏi nhà. Sau này chúng ta sẽ tự nấu cơm. Ồ, thật là, sao tôi lại quên chuyện này? Triệu Cầm chợt nhận ra tối hôm qua Dương Tiêu đã rời đi. Không biết vì sao, sau khi Dương Tiêu rời đi, trong lòng Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc đều có chút khó chịu. Mặc dù cả hai không mong đợi gặp Dương Tiêu, cho rằng Dương Tiêu là một điều xấu hổ đối với gia đình họ, nhưng vô hình chung bọn họ đã quen với sự tồn tại của Dương Tiêu. Bố mẹ, dậy ăn cơm thôi. Lúc này, Dương Tiêu bưng cháo đi ra khỏi phòng bếp. Nghe thấy giọng nói của Dương Tiêu, Triệu Cầm sửng sốt, hả? Giọng của Dương Tiêu, không phải thằng phế vật này đi rồi hả? Không rõ, ra ngoài xem. Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc bước ra khỏi phòng ngủ chính trong bộ đồ ngủ.
Nhìn thấy Dương Tiêu đang thực sự nấu cơm ở nhà, đột nhiên Triệu Cầm nổi giận, bà ta không khỏi nhớ tới cảnh hôm qua bị một người phụ nữ mặc đồ đen tát. Đột nhiên, trong mắt Triệu Cầm hiện lên một tia tức giận, được lắm. Dương Tiêu, ăn cây táo, rào cây sung xong mà cậu còn dám trở về, con mẹ nó, hôm nay tôi sẽ dê cậu. Vừa nói, Triệu Cầm vừa lấy một cái cán, lao về phía Dương Tiêu. Triệu Cầm tấn công cực kỳ hung ác, trong tư thế muốn giết chết Dương Tiêu. Sau khi Đường Mộc Tuyết rửa mặt xong nhìn Dương Tiêu bị đánh, cô nhíu mày, sau đó làm như không thấy. Hôm nay bà đây phải giết chết tên khốn kiếp này, mẹ nó. Nhìn thấy Dương Tiêu không động, Triệu Cầm càng đánh càng mạnh. Không lâu sau, ngực của Dương Tiêu đau đến mức bị bầm máu, cánh tay đầy vết bầm tím, Dương Tiêu đứng ở nơi đó không nói lời nào. Đường Mộc Tuyết thay quần áo đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy trên tay Dương Tiêu đầy vết bầm tím, cô biết nếu cứ tiếp tục như vậy, Dương Tiêu chắc chắn sẽ bị mẹ cô đánh chết. Mẹ, đừng đánh nữa, Đường Mộc Tuyết cảm thấy như có kim đâm trong lòng lập tức chắn trước mặt Dương Tiêu. Triệu Cầm giận dữ hét lên, Mộc Tuyết, con tránh ra, hôm nay mẹ nhất định phải đánh tên phế vật này đến chết thì thôi. Mẹ, đủ rồi, con không cho phép mẹ tiếp tục đánh Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết kiên quyết nói. Nghe được lời nói của Đường Mộc Tuyết, trên mặt Dương Tiêu lộ ra một nụ cười, tuy rằng bị Triệu Cầm đánh một trận, nhưng nhìn thấy thái độ của Đường Mộc Tuyết, bị đánh cũng không vô ích. Đường Kiến Quốc vội vàng kéo Triệu Cầm, Cầm Cầm, đừng đánh, tí đánh tên khốn kiếp này mà bị sao, có lẽ sẽ phải trả tiền thuốc men cao ngất trời đầy. Nghĩ đến đánh Dương Tiêu bị thương và trả tiền cho Dương Tiêu đi khám bệnh, toàn thân Triệu Cầm run lên, sau đó bà ta mới dừng lại. Đường Mộc Tuyết quay đầu nhìn vết bầm tím trên người anh, trong lòng khó chịu, cô không nhịn được hỏi, anh. Không sao chứ. Nhìn thấy vẻ mặt không thể nhịn được của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu cười dịu dàng, Mộc Tuyết, có phải em đã tha thứ cho anh? Nhìn thấy dáng vẻ chờ mong của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết không khỏi nghĩ lại cảnh Dương Tiêu bị một người phụ nữ đè dưới thân. Đừng tự mình đa tình, sắc mặt Đường Mộc Tuyết lạnh lùng, giống như bão tuyết tháng 2. Vừa nói xong, Đường Mộc Tuyết đã tàn nhẫn đi qua Dương Tiêu, đi ra ngoài biệt thự. Dương Tiêu chớp mắt nói với theo, Mộc Tuyết, em đi làm à? Ăn sáng xong rồi hãng đi, không ăn sáng sẽ dễ bị đau dạ dày đấy, dạ dày của em không tốt. Nghe thấy giọng nói của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết cố nén nước mắt, không thể tha thứ cho cảnh tượng kia, nghĩ đến đây, Đường Mộc Tuyết vô cùng chua xót, cô tăng tốc rời khỏi tầm mắt của Dương Tiêu. Nghe thấy chưa, đừng tự mình đa tình, mau đi đi, nhìn thấy cậu là tôi phát ngán rồi. Triệu Cầm đặt cái can xuống, ngồi xuống sofa ăn cháo. Tuy rằng miệng của Triệu Cầm đặc biệt hung ác, nhưng thân thể của bà ta lại rất chân thành. Nhìn thấy Triệu Cầm nói một tiếng phát ngán, giờ lại ngồi xuống ăn cháo, khuôn mặt già nua của Đường Kiến Quốc cứng lại, Cầm Cầm, không phải bà phát ngán hả? Đường Kiến Quốc, ông sáng sớm đã muốn tìm phiền toái hả? Tôi nói phát ngán không có nghĩa là không thèm ăn, còn dám kêu ca cùng bà đây, tin hay không bà đây lột sống ông? Triệu Cầm hung hăng ác liệt nói. Đường Kiến Quốc nào dám phản bác, nhanh chóng ngồi xuống ăn sáng. Đồ ăn Dương Tiếu nấu ngon hơn nhiều so với ở ngoài, nếu không ăn sẽ lạnh. Dương Tiêu lái xe Maserati ra ngoài, trong khi Đường Mộc Tuyết đã bắt taxi đến tập đoàn y dược Đường Nhân. Đến tập đoàn y dược phẩm Đường Nhân, từ xa Dương Tiêu đã nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết bước vào công ty. Nghĩ đến Đường Hạo và Đường Dĩnh, hai anh em hung ác này, Dương Tiêu không khỏi bốc hỏa. Anh lại gọi điện cho Lý Minh Hiên, chuẩn bị chỉnh đốn lại hai anh em này một lần nữa. Không ngờ, hai anh em này đã sớm rời khỏi thành phố Trung Nguyên, nói rằng chuyến du lịch hàng năm của công ty sắp đến, nên cử họ đi xem nơi nào phù hợp hơn cho chuyến du lịch của công ty. Dương Tiêu bực bội nói, đi ra ngoài chọn địa điểm cái quản gì, đây rõ ràng là đang trốn tránh. Sau khi trải qua những sự việc của đêm qua, bà nội Đường sợ Dương Tiêu sẽ lại tìm Lý Thần Chiến xuống tay với Đường Hạo và Đường Dĩnh, nên bà ta muốn đưa hai người ra ngoài. Đường Hạo và Đường Dĩnh rất sợ hãi Dương Tiêu. Khi nghe nói bà ta muốn họ ra ngoài tránh phong ba, hai người đã vui vẻ khởi hành từ sáng sớm. Tôi sẽ không bỏ qua cho các người như vậy đâu. Sắc mặt Dương Tiêu u ám đến cực độ. Hàng năm nhà họ Đường đều tổ chức các chuyến du lịch theo nhóm, chỉ cần nhân viên của nhà họ Đường đang làm việc trong công ty đều có thể tham gia, thời gian ấn định vào cuối tuần của tuần sau, nhưng vẫn chưa xác định rõ địa điểm. Tuy nhiên, ba điểm đến cuối cùng cho chuyến du lịch năm nay đã được xác định, đó là đảo Tần Hoàng, Hang đá Long Môn và Tây Song Bản Nạp. Dương Tiêu biết,
anh khá mong đợi chuyến du lịch của công ty sẽ được kết thúc tại Tây Song Bản Nạp. Bởi vì Đường Mộc Tuyết rất thích hoa hồng ở Tây Song Bản Nạp, nếu đặt ở Tây Song Bản Nạp, đúng lúc Dương Tiêu có thể bố trí một biển hoa cho Đường Mộc Tuyết. Liên tục 4-5 ngày, thái độ của Đường Mộc Tuyết đối với Dương Tiêu vô cùng lạnh nhạt, mấy ngày nay Dương Tiêu đều ở bên Đường Mộc Tuyết, mặc dù Đường Mộc Tuyết mặc kệ anh, nhưng Dương Tiêu vẫn một mực đi theo Đường Mộc Tuyết. Triệu Cầm càng mắng càng dữ dội, nhưng không thể lay chuyển được tâm ý của Dương Tiêu. Thứ hai, sáng sớm Dương Tiêu nhận được điện thoại của Đường Vận, Dương Tiêu, anh Hiên sắp xuất viện rồi. Long Ngũ đại ca sắp xuất viện rồi. Quá tốt, nghe vậy, trên mặt Dương Tiêu tràn đầy nụ cười. Biết rằng Long Ngũ sẽ xuất viện, việc đầu tiên Dương Tiêu làm là đến bên trong khu phòng bệnh của bệnh viện. Đi vào trong phòng bệnh, Dương Tiêu nhìn thấy Long Ngũ đã mặc quần áo xong, râu to trên mặt đã cạo xong. Long Ngũ đại ca, anh khôi phục rất nhanh. Nhất là sau khi cạo râu, thoạt nhìn trông ngoài 30 tuổi. Trước đây anh có một bộ râu lớn, ai không biết còn tưởng anh là một ông chú trạc tuổi 40. Cậu thôi đi, tôi già như vậy hả? Long Ngũ trợn mắt nói. Đường Vận đứng ở một bên, nhìn hai người đang cãi nhau, dở khóc dở cười. Nhìn thấy thái độ của Đường Vận đối với Long Ngũ, Dương Tiêu rất yên tâm, dường như hai người đã giải hòa được hiềm nghỉ trước đó. Không biết đến bao giờ thì quan hệ giữa anh và Đường Mộc Tuyết mới tốt đẹp như xưa. Sau khi xuất viện, ba người tìm một quán cà phê, Dương, Long Ngũ đại ca, không biết tiếp theo anh có kế hoạch gì. Có thể có kế hoạch gì chứ, vẫn tiếp tục mở khách sạn Yên thôi. Bây giờ vợ chồng chúng tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên tĩnh, không còn tham gia vào những cuộc tranh chấp trên giang hồ nữa. Mỗi tháng khách sạn Yên có thể kiếm được 3-4 nghìn tệ, miễn cưỡng có thể duy trì cuộc sống. Long Ngũ bình tĩnh nói,